này một kích cũng làm Thiết Miệng Ưng cảm nhận được, Dương Nghị Vân chính là một cái tiên tôn trung kỳ tu vi, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng cường hãn. Thông Ngộ dưới toàn vì con kiến. Hừ phong tới. Thiết Miệng Ưng hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó lại là cuồng phong gào thét, ở hắn quanh thân xuất hiện một tầng nhàn nhạt gió xoáy chi phong, đây là phong phương pháp tác đại thành Thông Ngộ. Phong ngự hình thành. Tiểu tử nguyên lai ngươi chính là một giới tiên tôn trung kỳ mà thôi, ha ha ha. Còn tưởng rằng là con rồng, kết quả là lại là điều trùng, xuất hiện đi, ngươi ẩn nấp ở bổn tọa trước mặt không hề tác dụng, bổn tọa chính là đứng bất động làm ngươi đánh, ngươi cũng phá không được bổn tọa phòng ngự. Thiết Miệng Ưng rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, thực cuồng ngạo. Dương Nghị Vân ở trong tối, lại là nghe Thiết Miệng Ưng nói chuyện sau liền biết đối phương nói đúng. Đích xác đối mặt Thiết Miệng Ưng mở ra phong phương pháp tác phòng ngự hắn ẩn thân tác dụng không lớn. Trong lòng vừa động xuất hiện ở chỗ sáng, đối với trên vai Điêu Nhi cùng trên cổ tay cá trạch nói, các ngươi hai cái đi thử vương bên người. Giữa sân còn có một cái vương miện điêu, hắn là sợ đối thử vương bất lợi, tuy rằng không biết thử vương thành yêu tiên lúc sau có gì thiên phú, có thể làm hai đại yêu liên hợp công kích, nhưng lại là biết chỉ cần không phải Thông Ngộ, liền nhất định ở vào hạ phong. Đối với hai đại muốn liên thủ công kích thử vương nguyên nhân cũng đại thể đã biết, lại là thử vương trộm này hai cái đại yêu cái gì bảo bối nguyên nhân. Mặc kệ như thế nào hiện tại là không có biện pháp, chỉ có một trận chiến đấu chi. Tới liền tới đi, cũng không có gì sợ quá. Các ngươi là Thông Ngộ các ngươi lợi hại, nhưng tiểu gia ta cũng không phải ăn chay. Điêu Nhi cùng cá trạch nháy mắt tới rồi thử vương bên người, ba cái đều là thiên phú dị bẩm yêu tộc. Tin tưởng vương miện điêu muốn hạ ám chiêu cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Lúc này Thiết Miệng Ưng cười lạnh nói, nhân tộc tiểu tử còn tưởng phản kháng sao? Dương Nghị Vân nhếch miệng cười thực nghiêm túc nói, đúng vậy, vạn nhất ta có thể làm thịt ngươi cũng nói không chừng. Vậy làm tiểu tử ngươi kiến thức cái gì là Thông Ngộ cấp bậc đại yêu? Thiết Miệng Ưng dứt lời bỗng nhiên nhào hướng Dương Nghị Vân, một đôi đen nhánh cánh chim chấp động dưới, cuồng phong gào thét, lại là xuất hiện từng đạo lưỡi dao gió cuốn tịch mà đi. Nhìn qua muốn đem Dương Nghị Vân xé rách thành dập nát giống nhau. Bên kia vương miện điêu còn lại là như cũ động cũng chưa động đãi tại chỗ, cũng không có đi động thử vương, một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân đang xem. Dương Nghị Vân nhìn đến đối phương phóng xuất ra vô số nói lưỡi dao gió, phất tay chi gian pháp lực đại tác phẩm, trong miệng bạo giống, một tấc vuông càn khôn. Hắn một tấc vuông càn khôn thần thông ảnh hưởng không được Thông Ngộ cấp bậc Thiết Miệng Ưng. Nhưng lại có thể ảnh hưởng Thiết Mạnh Miệng phóng xuất ra lưỡi dao gió. Điểm này hắn biết rõ. Một thân thần thông không ít, hôm nay hắn liền phải thử xem. Ra khỏi vỏ. Vèo vèo. Đồ Long kiếm cùng bàn long ra cũng ở thời điểm này ra khỏi vỏ. Vỏ kiếm hóa hình, cường đại kiếm khí phát ra mà ra, xoay quanh quanh thân. Trong tay lần thứ hai một phen, thần ma âm dương kính xuất hiện bên trái tay, tay phải màu xám hiện lên u minh ở lòng bàn tay. Ngay sau đó kim quang toàn thân bùng nổ, lại là thúc dục vận chuyển càn khôn trong ngoài công. Kim thân lưu chuyển dựng lên. Côn bằng khắc văn. Trầm thấp một tiếng, bên ngoài thân hiện lên chín đạo côn bằng khắc văn. Thật là hắn lúc trước từ côn bằng chứng thượng mạnh mẽ vẽ lại mà đến, giờ phút này lại là một pháp lực hiện lên ở trên người. Tuy rằng là vẽ lại côn bằng khắc văn, cùng chân chính côn bằng khắc văn kém rất nhiều, nhưng lại như cũ có uy lực. Trong lòng ở động. Không gian thạch thượng ba đạo không gian khắc văn cũng hiện lên ở trên người. Này ba đạo không gian khắc văn lại là có điều động không gian lực lượng, kêu tính không cần không gian thạch hiện tại cũng có thể sử dụng, này ba đạo khắc văn là hắn nghiên cứu quá. Ngay lập tức chi gian Dương Nghị Vân đem chính mình trang bị đến tận răng. Chuẩn bị tốt tùy thời một trận chiến. Ngay sau đó một tấc vuông càn khôn thần thông bao phủ ở Thiết Miệng Ưng lưỡi dao gió phía trên. Ngay sau đó nửa thước chi lớn lên lưỡi dao gió lại là ở Dương Nghị Vân một tấc vuông càn khôn thần thông hạ, nhanh chóng thu nhỏ lại, nháy mắt thành lá liễu như vậy điểm. Đồ Long kiếm một chảm mà ra, kiếm khí mấy trăm nói. Ầm ầm ầm. Liên tiếp nặng nề lúc sau, thu nhỏ lại lưỡi dao gió sôi nổi tiêu tán. Gì? Lại là Thiết Miệng Ưng kinh hô một tiếng. Hắn lại không nghĩ rằng này nhân tộc tiểu tử, chỉ chớp mắt liền đem chính mình lưỡi dao gió hóa giải. Tuy rằng này đó lưỡi dao gió là hắn tùy ý một kích, nhưng phải biết rằng hắn chính là Thông Ngộ nhất trọng thiên đại yêu a. Há có thể là một giới tiên tôn trung kỳ nhân tộc có khả năng hóa giải. Đang xem Dương Nghị Vân trong tay xuất hiện từng cái bảo vật, cùng trang bị đến tận răng bộ dáng, lúc này Thiết Miệng Ưng lại là trong lòng lại có chút kinh nghi bất định lên. Thầm nghĩ,
chẳng lẽ tiểu tử này thật không phải tầm thường tiên tôn? Trong lòng có nghi hoặc, lại là cẩn thận lên, đối với Vương Miện Điêu mở miệng nói, Điêu ca còn không ra tay sao? Thiết Miệng Ưng trong lòng không đế, bắt đầu kêu gọi Vương Miện Điêu. Ngay sau đó âm trầm nhìn Dương Nghị Vân nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc là người phương nào? Tiên giới to lớn, có chút nhân tộc thật đúng là không phải hắn có thể chọc đến khởi, Thiết Miệng Ưng lần thứ hai nhìn thẳng vào lên. Dương Nghị Vân ha ha cười, nghe hảo, tiểu gia hỗn loạn tiên vực vân môn chi chủ Dương Nghị Vân là cũng, cho các ngươi hai cái nhiệt xúc một cái thần phục cơ hội, hiện tại thần phục với ta, nếu không đợi lát nữa đã có thể không cơ hội. Hù người bản lĩnh Dương mẫu nhân chưa bao giờ thiếu. Làm càn thiết đệ đừng cùng hắn vô nghĩa, nhân tộc xảo trá, đừng cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, hắn tuy rằng pháp bảo rất nhiều, nhưng như cũ là tiên tôn trình tự, chỉ là so với tầm thường tiên tôn cường đại, nhưng cũng chính là chỉ thế mà thôi. Hắn nếu là có bản lĩnh liền sẽ không cùng chúng ta phí miệng lưỡi, không có thông ngộ pháp tắc, mặc hắn như thế nào, đều chẳng qua con kiến mà thôi. Vương Miện Điêu ở một bên quan sát Dương Nghị Vân chiến đấu, căn bản là không có phát hiện hắn là thông ngộ. Mới đầu không có động thủ chính là sợ Dương Nghị Vân là cái che giấu thông ngộ, bởi vì có chút xảo trá hạng người, liền thích đem chính mình hơi thở tu vi áp chế đến cấp thấp, trên thực tế lại là cái cường giả, chính là vì mê hoặc địch nhân. Dương Nghị Vân cường đại liền ở thần thông thượng, bất quá thần thông ở cường đại, cũng không thắng nổi thông ngộ pháp tắc. Ở Thiết Miệng Ưng kêu gọi lúc sau, Vương Miện Điêu chợt lóe mà đến, nói chuyện chung cũng ra tay. Hai đại thông ngộ một trước một sau công kích Dương Nghị Vân. Thiết Miệng Ưng nghe được Vương Miện Điêu phân tích, nhưng cũng biết là đạo lý này, tâm chính đại định, vừa động chi gian lại lần nữa xuất kích. Cái này làm Dương Nghị Vân tức khắc có áp lực. Bất quá thời điểm, Điêu Nhi, Cá Trạch cùng Thử Vương cũng động, ba người thét dài vang tận mây xanh, lại là ngăn trở ở Vương Miện Điêu trước người. Chi, pi, chi chi, Thử Vương toàn thân ánh vàng rực rỡ bùng nổ, hóa thân thành một đầu kim chuột, từng cây lông tóc như là cương châm giống nhau. Hai tròng mắt hóa thành màu tím, toàn thân có màu tím vân văn lưu chuyển, nhằm phía Vương Miện Điêu. Cá Trạch thét dài dưới hóa thân cây số thân hình, này che trời ở đỉnh mây, toàn thân lân giáp khắc văn lưu động hội tụ đỉnh đầu góc đối bùng nổ một đạo bảy màu ánh sáng nổ bắn ra hướng Vương Miện Điêu. Điêu Nhi thân hình lớn một vòng, lại là nhảy chi gian không gian dao động nhộn nhạo biến mất ở tại chỗ. Hừ, tam đầu tiểu yêu cũng vừa cùng bổn tọa một trận chiến, nếu muốn tìm chết. Vậy thành toàn các ngươi. Vương Miện Điêu lại là toàn thân ầm vang một tiếng, ngay sau đó từng đạo ngọn lửa nhộn nhạo mở ra, ngay lập tức chi gian ba đạo ngọn lửa cuốn tịch mở ra. Dương Nghị Vân vừa thấy, có tâm làm cho bọn họ dừng tay, nhưng lại đã lão không kịp. Giờ phút này hắn cũng động thủ, chỉ có tốc chiến tốc thắng chiến đấu mới có thể tránh cho Điêu Nhi chúng nó bị thương, bất quá hắn dư quang tìm cũng thấy được Cá Trạch ba cái chiến đấu. Nghĩ đến Vương Miện Điêu muốn bị thương nặng chúng nó ba cái cũng không dễ dàng. Mặc kệ là Điêu Nhi vẫn là Thử Vương cùng Cá Trạch, ba cái một cái so một cái thiên phú huyết thống cao, cũng không phải là tầm thường yêu tộc. Đặc biệt là Cá Trạch, kỳ thật hắn biết Cá Trạch chân chính bùng nổ dưới, chưa chắc liền chém giết bất quá thông ngộ nhất trọng thiên yêu tộc. Đường đường côn bằng không phải ăn chay. Điêu Nhi phi thiên thần trồn cũng triển lộ ra tài giỏi. Thử Vương vì ngũ hành dị chủng vương. Trời sinh thân cư ngũ hành thuộc tính, cũng không phải thiện tra, điểm này kỳ thật có thể làm hai đại thông ngộ đuổi theo giết cũng đã thuyết minh Thử Vương bất phàm. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân trong lòng đại định. Tạm thời không cần đi quản chúng nó ba cái cùng Vương Miện Điêu chiến đấu, trước mắt hắn mở ra càn khôn chi mắt, gắt gao tỏa định ở Thiết Miệng Ưng. Chiến thông ngộ. Hắn tu vi tại đây tăng lên, chẳng lẽ còn làm bất quá một cái thông ngộ nhất trọng thiên không thành. Lúc trước đại náo giao trì. Ở giao trì nhị trưởng lão trong tay đích xác hắn không phải đối thủ, nhưng trước khác nay khác. Sát, chảm. Đồ long kiếm cùng bàn long ra, ngự kiếm trăm trượng đối với Thiết Miệng Ưng chém xuống đi. Pi. Một tiếng thét dài dưới, Thiết Miệng Ưng có lẽ là cảm nhận được áp lực, xác thật trực tiếp hóa hình trở thành một đầu 8-9 mễ thân hình đại màu đen đại ưng, nhọn nhọn ưng câu miệng, lại là rầm rầm mổ hai đánh. Cánh chim chấp động cuồng phong gào thét, trực tiếp đem Dương Nghị Vân hai kiếm hóa giải. Pi. Hắc ưng thét dài, chớp động cánh dưới bốn phía thiên địa cuồng phong gào thét, một các gió lốc trống rỗng hình thành. Dương Nghị Vân sắc mặt biến đổi, hắn lại là cảm thụ mà bốn phía thiên địa bị gió to cấp phong bế lên, hắn biết đây là phong pháp tắc. Là Thiết Miệng Ưng thông ngộ pháp tắc. Chỉ chớp mắt chín đại cuồng bạo cơn lốc xé rách không gian hướng về hắn rốt cuộc.
Giờ khắc này hắn biết, phải cẩn thận, một cái không tốt, kết cục liền có thể nghĩ. Thuận chuyển vì dương. Trong tay thần ma âm dương kính thúc dục. Chói mắt kim quang bùng nổ mà ra, Dương Nghị Vân đối với bốn phía mà đến cơn lốc chiếu xạ mà đi. Ầm ầm ầm. Thuần dương chi lực bùng nổ dưới, một cái gió lốc bạo liệt tiêu tán. Cái này làm cho hắn trong lòng đại hỉ. Nhưng mà đúng lúc này, hắn trong lòng bỗng nhiên cú sốc, cảm nhận được sau lưng có nguy hiểm tới gần, vội vàng đi trốn tránh. Oanh! Phốc! Trung quy đã muộn một bước. Một cổ xuyên tim đau đớn ở sau lưng. Dương Nghị Vân oa một chút phun ra một mồm to huyết. Dư quang nhìn thấy là thiết miệng ưng sắc bén mỏ nhọn, một kích tấn mãnh mổ ở hắn trên lưng, căn bản thượng trốn không thoát, mang theo lôi đình chi thế. Sau lưng nóng rát đau đớn, cúi đầu vừa thấy trực tiếp một mổ đâm xuyên qua hắn ngực. Dư thế không giảm, hắn bị thiết miệng ưng đỉnh hướng về phía dưới đại địa tin tức. Giờ phút này Dương Nghị Vân cảm nhận được trong cơ thể pháp lực cư nhiên ở đại lượng sói mòn, nghĩ lại tưởng tượng đây là này đầu ưng ở cắn nuốt hắn pháp lực. Lão không kịp nghĩ nhiều, hắn liều mạng thúc dục càn khôn trong ngoài công, còn hảo công pháp có tác dụng, ngăn cản ở pháp lực sói mòn, duy trì trong cơ thể cân bằng. Nhưng thiết miệng ưng ưng miệng như cũ đâm thủng hắn không buông ra. Có như vậy một cái chớp mắt ra, Dương Nghị Vân tựa hồ nhìn đến này đầu bẹp mau xúc sinh ánh mắt ở hài hước mà cười. Nghiệt xúc, cho rằng tiểu gia không thủ đoạn không thành. Dương Nghị Vân giống giận, chí tôn xé trời lộ. Trở tay một chưởng đánh, vỗ vào thiết miệng ưng trên đầu. Ầm vang. Một tiếng vang lớn. Lông chim đầy trời. Nhưng mà cũng chính là chỉ thế mà thôi. Hắn coi thường thông ngộ cấp bậc đại yêu phòng ngự năng lực. Hắn một kích mạnh nhất chí tôn thần thông, đánh vào thiết miệng ưng trên đầu, chỉ là rơi xuống một ít lông chim. Hừ, tiểu tử không có thông ngộ cấp bậc thực lực, chỉ bằng thực lực của ngươi một trưởng này chỉ có thể bổn tọa cào cào ngứa mà thôi, biết bổn tọa vì sao kêu thiết miệng ưng sao? Ha ha, bổn tọa một thân bản lĩnh liền ở ưng ngoài miệng, cắn nuốt ngươi pháp lực tinh huyết, làm ngươi xong đời chỉ là vấn đề thời gian, xem ngươi có thể căng bao lâu. Thiết miệng ưng hừ lạnh, như cũ để ở Dương Nghị Vân trên người hướng về phía dưới rơi xuống. U Minh Tam đầu ưng, ra tới. Dương Nghị Vân kinh hãi, nhưng lại như cũ bảo trì giả bình tĩnh, hắn biết chính mình không thể hoảng loạn, một khi loạn tâm, cái gì đều xong đời. Trong tay U Minh cốt thúc dục, triệu hoán U Minh Tam đầu ưng mà ra. Giống giống giống. Ngay sau đó U Minh Tam đầu ưng ba cái đầu giống giận mà ra, bỗng nhiên nhào vào thiết miệng tam đầu lưng chim ưng thượng, ba cái đầu hung hăng cắn xé ở thiết miệng lưng chim ưng thượng. Phi người một đôi cánh tay, cũng phanh 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 nện ở thiết miệng ưng phía sau lưng. Đồng dạng là ưng, khiến cho người này nhiệt xúc nhìn xem, tiểu gia ta dưỡng ưng như thế nào. Dương Nghị Vân cười lạnh. Phi, thiết miệng ưng hiển nhiên không nghĩ tới Dương Nghị Vân còn có thể triệu hoán như vậy một đầu quái vật ra tới. Tức khắc một trận kinh hoàng mà kêu. Nhưng ngay sau đó lại là toàn thân đen nhánh đại tác phẩm, bạo phát. Phốc 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 phốc. Thiết miệng ưng trên người từng cây lông chim như loạn mũi tên đồng thời phát nổ bắn ra mở ra. Giống. U Minh Tam đầu ưng nháy mắt treo, tan thành mây khói. Dương Nghị Vân trong lòng thở dài, hắn biết chính mình không phải thông ngộ, triệu hồi ra tới U Minh Tam đầu ưng, trước sau là tiên tôn cấp bậc, ở thông ngộ trước mặt vẫn là không đủ xem. Bất quá. Cũng đủ. U Minh Tam đầu ưng tuy rằng đừng thiết miệng ưng loạn mũi tên giống nhau lông chim chém giết, nhưng U Minh Tam đầu ưng không hề dấu hiệu xuất hiện tập kích ở thiết miệng ưng trên lưng, cũng đem thiết miệng lưng chim ưng sau cắn xé ra ba cái huyết động, hơn nữa thiết miệng ưng bùng nổ lông chim tiêu hao không ít lực lượng. Tức khắc xuất hiện một cái trục bánh xe biến tốc. Dương Nghị Vân cảm thụ trong cơ thể bị thiết miệng ưng miệng đâm thủng lực lượng áp chế bỗng nhiên một đốn. Cơ hội tới. Hắn chờ chính là hiện tại. Càn khôn cắn nuốt. Một tay chộp vào thiết miệng ưng đâm thủng ở ngực ưng miệng, Dương Nghị Vân thúc giục càn khôn lực cắn nuốt. Tu vi tăng lên, hắn thao tác càn khôn hổ uy lực cũng tăng lên. Giờ khắc này càn khôn hổ kim quang lộng lẫy bạo phát. Một cổ cực nóng chi lực lưu chuyển dựng lên, ngay sau đó lại là thiết miệng ưng hoảng sợ kêu thảm thiết lên, truyền âm tới rồi Dương Nghị Vân trong óc, tiểu. Tiểu tử ngươi làm cái gì, mau dừng tay. Ha ha. Nhiệt xúc ngươi ngày chết tới rồi. Dương Nghị Vân cười lạnh một tiếng, đua thượng toàn lực thúc giục càn khôn hồ, hắn tự nhiên sẽ không nói cho thiết miệng ưng, lão tử trong cơ thể có càn khôn hồ bực này vô thượng chí bảo tồn tại. Cuồn cuộn không ngừng năng lượng rõ ràng tiến vào càn khôn hồ chung, Dương Nghị Vân rõ ràng cảm nhận được, nhưng hắn cũng không nhàn rỗi,
vận chuyển pháp lực hấp thu Thiết Miệng Ưng lực lượng. Nội thể tiên tinh tỏa sáng rực rỡ, pháp lực leo lên dựng lên. Thông ngộ cấp bậc năng lượng thực đặc thù, xa xa vượt qua tầm thường năng lượng, này một cái Dương Nghị Vân hấp thu thời điểm, cư nhiên cảm nhận được so với Vân Hạc đưa hắn cửu chuyển huyền thiên đan năng lượng còn một lần nữa, đồng dạng bực này năng lượng chung hỗn loạn chung nào đó nói không rõ vô hình chi lực. Dương Nghị Vân trong óc xẹt qua một đạo tia chớp, nghĩ tới một cái từ ngữ, pháp tắc chi lực. Là Thiết Miệng Ưng phong phương pháp tắc. Oanh! Trong cơ thể chấn động, lại đột phá. Từ tiên tôn trung kỳ đỉnh đột phá tới rồi tiên tôn hậu kỳ. Hơn nữa Thiết Miệng Ưng lực lượng còn ở cuồn cuộn không ngừng bị càn khôn hổ cắn nuốt mà đến. Thông ngộ cấp bậc lực lượng quả nhiên cường đại. Dương Mẫu Nhân ổn định ở xuống phía dưới rơi xuống thân hình, trong lòng cảm thán. Giờ khắc này hắn phát hiện không ai bị nổi Thiết Miệng Ưng ánh mắt đã tan rã, khoảng cách xong đời cũng chính là khoảnh khắc chi gian chuyện này. Ước chừng 3 phút sau. Binh một tiếng, rất nhỏ nặng nề lúc sau. Thiết Miệng Ưng thân thể tan thành mây khói. Bị càn khôn hồ hoàn toàn cắn nuốt, thì a cũng chưa dư lại. Mà hắn cùng càn khôn hồ cùng nhau hấp thu Thiết Miệng Ưng lực lượng. Làm hắn lại lần nữa thăng cấp một cái tiểu cảnh giới, tu vi đạt tới tiên tôn hậu kỳ. Giờ khắc này Dương Nghị Vân nhắm mắt chung, hắn cảm nhận được phong lực lượng, hoặc là nói trong thiên địa phong tồn tại. Phong phương pháp tắc tự ở. Hấp thu Thiết Miệng Ưng lực lượng cắn nuốt không chỉ là này đầu bẹp mao xúc sinh pháp lực, là sở hữu hết thảy lực lượng, bao hàm pháp tắc chi lực ở bên trong. Mà hắn bản thân chính là thập toàn thập mỹ căn cơ, hết thảy pháp lực lực lượng có thể hấp thu, đồng dạng cũng có thể cảm nhận được pháp tắc tồn tại. Hết thảy không có gì cảm giác, nhưng là hiện tại lại cảm thụ rất lớn. Phong thuộc tính lực lượng cùng pháp tắc đồng thời cảm nhận được, có lẽ Thiết Miệng Ưng lực lượng chính là một cái môi giới lời dẫn. Dẫn phát rồi trong thân thể hắn phong thuộc tính hạt giống. Lúc này Dương Nghị Vân như là đắm chìm trong phong hải dương chung giống nhau. Hắn cảm nhận được chính là thân thích, tâm chính vừa động dưới rộng lượng phong chi lực tiến vào trong thân thể hắn, tiến vào tiên tinh bên trong. Hơn nữa còn có một loại quen thuộc thả lại thân thiết cảm giác hiện ra ở bốn phía, hắn biết cái này là phong pháp tắc. Này không phải năng lượng, nhưng rồi lại như là năng lượng, không nạp thể, thả vờn quanh thiên địa, bao vây hắn quanh thân. Tại đây loại cảm giác hạ hắn chính là như là một cái bơi lội ở phong thế giới con cá, tự do tự tại. Thậm chí còn hắn có một loại hóa thân vì phong cảm giác, chỉ cần hắn tưởng, liền có thể theo gió tự do mà đi, thả có thể hội tụ thành phong, điên đảo thiên địa. Vô cùng vô tận phong xuất hiện. Hắn hóa thân thành phong, tiên sinh dù đáng ở phong chi hải dương tiểu ngư, như là thật lớn bàng nhiên đại kình, lại tựa hồ là một mảnh lông chim. Có thể không hề trọng lượng. Cũng có thể khoảnh khắc trọng như núi lớn. Đây là phong pháp tắc sao? Dương Nghị Vân mở hai mắt, khóe miệng giơ lên, tự nói mà ra. Ngực huyết động nhất niệm chi gian khôi phục như lúc ban đầu. Nơi xa, thiên địa nổ vang thét dài. Điêu Nhi, Cá Trạch, Thử Vương ba cái ở vương miện điêu nhận lấy kế tiếp bại lui chung. Phong tới. Dương Mẫu Nhân một tiếng phong tới, bốn phía cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc, hắn dưới chân hình thành cơn lốc. Lại là hóa thành một đạo trăm mét gió lốc, bao vây lấy hắn hướng về nơi xa Vương Miện Điêu mà đi. Bên kia Vương Miện Điêu hoảng sợ. Bởi vì hắn vẫn luôn ở chú ý Thiết Miệng Ưng chi gian chiến đấu, phía trước nhìn đến Thiết Miệng Ưng một kích mổ xuyên Dương Nghị Vân thân thể sau, nguyên bản còn tưởng rằng Dương Nghị Vân muốn xong đời. Lại là chỉ chớp mắt phát hiện, Thiết Miệng Ưng cư nhiên hóa thành cho tàn. Nháy mắt Dương Nghị Vân hóa thành gió lốc cuốn tịch mà đến. Cái này Vương Miện Điêu, lo âu. Bạn tốt Thiết Miệng Ưng treo, hắn trong lòng ở lấy máu. Cùng Thiết Miệng Ưng cùng nhau khai linh cùng nhau tu luyện, cùng nhau đầu nhập vào ở Phi Ưng Vương tọa hạ, ngay cả tu luyện động phủ bọn họ đều ở bên nhau, cùng nhau trải qua vô số tuế nguyệt, hiện giờ một sớm chi gian Thiết Miệng Ưng hắn huynh đệ đã chết. Bị nhân tộc cấp giết. Pi, bồn tọa muốn các ngươi chết. Một tiếng thét dài từ Vương Miện Điêu trong miệng truyền ra tới, nhìn qua bão nổi. Đối mặt Dương Nghị Vân ngồi xuống ba cái yêu tộc, kỳ thật Vương Miện Điêu là càng đánh càng kinh hãi. Thử Vương liền không nói, thứ này am hiểu thao tác thiên địa ngũ hành chi lực, giống như là một cái mai rùa đen tử, phía trước Thử Vương trốn vào hang đá trong núi đem cả tòa hang đá sơn đều hóa thành kim loại, đem chính hắn giấu ở trong đó, làm hắn cùng Thiết Miệng Ưng phí thật lớn sức lực mới đi vào tìm được, liên thủ dưới phong tỏa ở đầy đất, mắt thấy liền phải đem Thử Vương cấp đào ra thời điểm, không nghĩ tới Dương Nghị Vân xuất hiện. Nhưng này cũng đủ để thuyết minh,
này chỉ lão thử thiên phú dị bẩm. Mà kia chỉ điêu nhi đừng nhìn tiểu, nhưng lại một đôi lợi chảo sắc bén vô cùng, có thể xé rách không gian càng có thể thương cập pháp tắc phòng ngự. Hắn rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị này chỉ điêu nhi cấp thương đến, may mắn là thông ngộ tu vi, nếu không sớm bị điêu nhi bị thương nặng. Đến nỗi toàn thân bảy màu sáng lên, hình thể hóa thân đến cây số chi cự này một đầu không biết cái gì yêu tộc tồn tại, càng thêm khó chơi, Vương Miện Điêu đối mặt nó thời điểm, cư nhiên từ linh hồn chỗ sâu trong đều có thể cảm thụ một cổ mạc danh sợ hãi. Vương Miện Điêu biết đây là cao quý huyết thống yêu tộc, nhưng hắn lại nhìn không ra tới này đầu hình thể choai choai yêu thú là cái gì huyết thống. Một bên đánh một bên chú ý Thiết Miệng Ưng cùng người kia tộc chiến đấu, nhất tâm nhị dụng dưới, Vương Miện Điêu cư nhiên cùng ba cái ở trong mắt hắn tiểu yêu đánh thành ngang tay. Đường đường thông ngộ đại yêu, không có thể bắt lấy ba cái không phải thông ngộ tiểu yêu, đây là không thể tưởng tượng. Hơn nữa một nửa kia Thiết Miệng Ưng ngã xuống, Vương Miện Điêu tâm linh thượng đã chịu kích thích. Thét dài một tiếng bão nổi. Phẫn nộ cùng sợ hãi hai loại bất đồng cảm xúc xuất hiện. Kim quang sán sán dưới. Vương Miện Điêu hóa thân mở ra, thành một con hơn 30 mễ thân hình kim điêu, đỉnh đầu màu gà đỏ thắm vô cùng bắt mắt. Cực kỳ giống đỉnh đầu Vương Miện. Oanh! Ngọn lửa từ Vương Miện Điêu trên người phát ra mở ra. Cực nóng khí lãng cuốn tịch hướng thử Vương cùng Điêu Nhi ba cái. Cá trạch hình thể khổng lồ, toàn thân khắc văn hiện lên cánh chấp động dưới, đem cuốn tịch hướng nó ngọn lửa chấp động mở ra, tức khắc đi xa. Thử Vương toàn thân ngũ sắc đại động bảo hộ chính mình, lại là bao phủ ở ngọn lửa hạ. Điêu Nhi đi xé rách không gian muốn né tránh, lại là ở Vương Miện Điêu ngọn lửa dưới không gian từng trận dao động nó không thoát được, đồng dạng bị cuốn tịch ở biển lửa chung. Chi chi, chi, ngay sau đó Thử Vương cùng Điêu Nhi bất đồng kêu thảm thiết vang lên. Hiển nhiên là có hại. Không gian ở Vương Miện Điêu kim sắc ngọn lửa rung chuyển, đủ để thuyết minh hắn giờ phút này bộc phát ra phát cáu diễm uy lực. Dương Nghị Vân ở gió lốc bên trong cuốn tịch tới, trầm giọng nói, các ngươi ba cái lui ra. Hô hô, thao tác cơn lốc chạy như bay mà qua, nháy mắt đem Thử Vương cùng Điêu Nhi từ Vương Miện Điêu biển lửa chung giải cứu ra tới. Một đạo cơn lốc thổi qua, ngăn cách ngọn lửa. Hắn biết Vương Miện Điêu này không phải tầm thường ngọn lửa, đây là hỏa phương pháp tắc thể hiện. Điêu Nhi ba cái chung quy không phải thông ngộ, đối mặt thông ngộ đại yêu, cuối cùng chúng nó ba cái thiên phú huyết mạch cao quý. Lại cũng kém đến xa. Hắn chém giết Thiết Miệng Ưng làm Vương Miện Điêu chịu kích thích, hung tính quá độ. Có thể ngăn trở Vương Miện Điêu có lẽ chỉ có hắn. Ở phía trước một khắc hắn không biết thông ngộ hạng người đến tột cùng như thế nào lợi hại. Nhưng hiện tại lại là có một cái hiểu biết. Bởi vì hắn nếu là không có suy đoán, giờ phút này hắn cảm thụ phong, đó là phong phương pháp tắc. Như sơn như hải giống nhau phong, cảm nhận được chính là một cái phong thế giới. Không phải năng lượng, lại thắng qua năng lượng. Cho nên Dương Nghị Vân biết đây là pháp tắc. Trước kia đại sư huynh đối hắn nói qua, thông ngộ sở dĩ lợi hại, là cảm nhận được cực hạn pháp tắc, mà đại thành lúc sau pháp tắc đó là cảm thụ như sơn như hải khổng lồ, hơn nữa có thể thao tác, này đó là đại thành, đó là thông ngộ. Hắn hiện tại liền cảm giác ở phong trong thế giới, ở như sơn như hải phong thế giới, hóa thân thành trong đó một phần tử. Cả người đều dung nhập ở trong đó, càng có thể thao tác cái này phong thế giới. Rõ ràng hắn là tiên tôn hậu kỳ tu vi, lại là có thể làm lớn thao tác toàn bộ phong thế giới, đây là đại sư huynh nói qua thông ngộ mới có thể hiện. Nhưng hắn hiện tại làm được. Dương Nghị Vân không biết hắn này có tính không thông ngộ. Nghĩ đến là không tính, bởi vì dựa theo chết lão nhân lưu tại đại thanh quy trên người về thông ngộ ghi lại miêu tả, này không tính thông ngộ. Không tính. Nhưng hắn có thể làm được, có thể cảm giác đến thông ngộ hạng người mới có thể làm được sự. Không biết là tình huống như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể quy kết đến tự thân thập toàn thập mỹ thể chất thiên phú thượng. Mặc kệ nói như thế nào, hắn biết hiện tại hắn có thể điều động thiên địa đem phong lực lượng, càng có thể thao tác phong pháp tắc. Đối mặt Vương Miện Điêu cái này khống chế hỏa thuộc tính thông ngộ đại yêu, cũng chỉ có hắn có thể đối phó rồi. Hơn nữa hắn còn có thần ma âm dương kính cùng càn khôn hồ trong người, lúc này, đối mặt Vương Miện Điêu, hắn không hề sợ hãi. Vừa mới tu vi tăng lên tới tiên tôn hậu kỳ lực lượng ở trong cơ thể bàng bạc mà động, như là vây lung chi thú tùy thời chuẩn bị ra tới xé rách con mồi. Đối diện hóa thân ở biển lửa chung Vương Miện Điêu, hiện tại chính là hắn trong mắt con mồi. Hắn muốn đem hắn xé thành dập nát. Vốn dĩ đi, hắn xử lý Thiết Miệng Ưng lúc sau. Là chuẩn bị đem này đầu Vương Miện Điêu cấp thu phục,
bên người nhiều một đầu thông ngộ nhất trọng thiên đại yêu đương tùy tùng, cái này sẽ rất có bức cách. Nhưng, này đầu nghiệt xúc ngàn không nên vạn không nên, không nên đem Điêu Nhi cùng Thử Vương cấp bỏng. Một kích ngọn lửa dưới, Điêu Nhi cùng Thử Vương kêu thảm thiết, bị đốt thành trọng thương. Cái này Dương Mẫu Nhân trực tiếp ở trong lòng cấp Phương Miện Điêu phán tử hình. Ngươi, thực hảo, hôm nay thần ma hạ giới cũng không thể nào cứu được ngươi. Dương Mẫu Nhân đang ở cơn lốc trong vòng, nhìn đang ở biển lửa Vương Miện Điêu trầm giọng nói chuyện. Tiểu tử bổn tỏa cũng nói cho ngươi, hôm nay cùng ngươi không chết không ngừng. Vương Miện Điêu một bộ bất cứ giá nào bộ dáng. Yêu tộc từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, so với nhân tộc muốn thuần túy nhiều, càng thêm chung tình cảm, Thiết Miệng Ưng chết làm Vương Miện Điêu triệt rất phẫn nộ rồi. Vậy thành toàn ngươi, Dương Nghị Vân dứt lời, vung tay lên bốn phía gió lốc đại tác phẩm, từng đạo cơn lốc hình thành, xuất hiện ở Vương Miện Điêu bốn phía, đem Vương Miện Điêu vây khốn ở trong đó. Ầm ầm ầm, từng đạo cơn lốc hóa thành bén nhọn chi hình, bỗng nhiên đối với Vương Miện Điêu đâm tới. Hừ, hỏa lãng ngập trời khởi. Vương Miện Điêu hừ lạnh giống giận, đỉnh đầu huyết sắc màu gà huyết quang đại tác phẩm, mấy ngàn mét đường kính biển lửa quay cuồng dựng lên, giống như là sóng lớn, tạo nên trăm trượng đập hướng Dương Nghị Vân thi triển mà ra cơn lốc thượng. Ầm ầm ầm, nặng nề như sấm sét thanh âm vang vọng ở phía chân trời. Hỏa lang ngập trời, cơn lốc trăm trượng. Giao phong lúc sau, thiên địa biến sắc, không gian rung chuyển. Chỉ chớp mắt song phong công kích đều tiêu tán. Này một kích nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng Dương Nghị Vân biết hắn yếu đi một bậc. Cũng minh bạch, hắn sở cảm giác đến hoặc là nói lĩnh ngộ đến phong phương pháp tắc còn nhân ra chân chính thông ngộ là có khác biệt, cái này khác biệt ở chất lượng thượng đi theo thao tác thượng. Như thế không được, bất quá cũng coi như không tồi. Hắn tuy rằng yếu đi một bậc, nhưng trong tay còn có pháp khí ở, yêu tộc lớn nhất nhược điểm là không có pháp khí, khi bọn hắn thân thể cường đại. Mà pháp khí diệu dụng, cũng không phải là thân thể cường đại là có thể ngăn cản. Dương Mẫu Nhân cười lạnh, trong tay đồ long kiếm đôi tay nắm chặt, trong lòng vừa động thúc dục pháp lực, bốn phía phong chi năng lượng cuồn cuộn không ngừng hối nhập đồ long kiếm chung. Đồng thời hắn nhắm lại hai mắt, cảm nhận được đang ở phong thế giới, hắn trong tưởng tượng toàn bộ phong thế giới phong toàn bộ đều hội tụ ở đồ long kiếm. Khổng lồ kiếm khí ong một chút run minh mà ra. Lộng lẫy ngân quang kiếm khí thẳng thượng tận trời, nhìn qua xuyên thấu cửu thiên. Chạm. Bỗng nhiên nhất kiếm đối với Vương Miện Điêu chém xuống. Xỏ xuyên qua thiên địa nhất kiếm, dung hợp phong phương pháp tác lực lượng, giờ khắc này chém xuống đi, Dương Nghị Vân cảm thụ chung kéo nổi lên một cái phong thế giới. Pi. Vương Miện Điêu tựa hồ cảm nhận được Dương Nghị Vân này nhất kiếm nguy hiểm, tức khắc một tiếng thét dài, đỉnh đầu huyết sắc màu gà bộc phát ra huyết quang, toàn bộ biển lửa kim sắc ngọn lửa biến thành màu đỏ. Quanh một chút cất cao mấy ngàn trượng, hiển nhiên làm ra ứng đối. Giờ phút này Dương Nghị Vân nhất kiếm rơi xuống, chạm ở Vương Miện Điêu biển lửa thượng. Ầm vang, sấm sét tạc nứt. Thật xa nhìn lại, Dương Nghị Vân kiếm khí ngạnh sinh sinh chém xuống đem biển lửa cắt thành hai nửa. Toàn bộ thiên địa chói mắt đại tác phẩm. Ngay sau đó đương quang mang tan đi thời điểm, kiếm khí biến mất biển lửa cũng biến mất. Nghịch chuyển vì âm, thuận chuyển vì dương. Dương Mẫu Nhân trong tay thần ma âm dương kính, theo sát sau đó thúc dục. Một hắc một kim vầng sáng ngay lập tức bao phủ ở Vương Miện Điêu trên người. Pi. Vương Miện Điêu phát ra hét thảm một tiếng. Trên người thần ma âm dương kính âm dương nhị khí bao phủ. Dương Nghị Vân một bước bước ra, nháy mắt liền xuất hiện ở Vương Miện Điêu bên người. Hắn cảm nhận được Vương Miện Điêu ở phản kháng, phi thường mãnh liệt. Mà hắn còn lại là quyền lợi ở thúc dục thần ma âm dương kính, bực này phản kháng hắn áp chế không được bao lâu, cho nên còn có cuối cùng một bước. Bên kia là gần người mà đến. Giơ tay chộp vào Vương Miện Điêu trên đầu. Càn khôn cắn nuốt. Ngay lập tức chi gian liền thúc giục càn khôn hồ cắn nuốt, cũng chỉ có này một kích là ổn thỏa nhất. Vừa động dưới càn khôn hồ đại tác phẩm, tức khắc bắt đầu cắn nuốt. Không dễ dàng tiếp cận, nhưng một khi gần người bắt lấy trong tay Vương Miện Điêu cũng đừng tưởng có phản kháng cơ hội. Hơn nữa theo hắn tu vi tăng lên, càn khôn hồ lực cắn nuốt càng ngày càng cường đại rồi. Cuồn cuộn không ngừng năng lượng theo cánh tay hắn tiến vào càn khôn hồ, như là một cái động không đáy giống nhau. Vương Miện Điêu rốt cuộc hoảng sợ lên. Tha, tha mạng, ta nguyện ý thần phục. Vương Miện Điêu gian nan nói ra xin tha. Dương Nghị Vân lạnh nhạt mà nói, chậm, so sánh với người thần phục ta càng thích người yêu hạch chung lực lượng. Pi, a,
Vương Miện Điêu phát ra tuyệt vọng gầm rú, hắn rõ ràng cảm thụ tự thân lực lượng ở bay nhanh trôi đi chung. Mà Dương Mẫu Nhân lại là bắt đầu cùng Càn Khôn Hồ một đạo hấp thu Vương Miện Điêu lực lượng, hắn cảm nhận được tu vi lại một lần bắt đầu tăng lên lên. Dương Nghị Vân nếm tới rồi Càn Khôn Hồ ngon ngọt, không nghĩ tới hai lần cắn nuốt, đều có thể làm hắn tu vi tăng trưởng, đây là ra ngoài dự kiến ở ngoài. Hiện tại là tiên tôn hậu kỳ, nghĩ nếu là đem Vương Miện Điêu cấp cắn nuốt lúc sau, chẳng phải là tu vi có thể đạt tới tiên tôn đỉnh. Nghĩ đến đây hắn liền có chút kích động không thể chính mình. Càn Khôn Hồ được xưng nghịch thiên, quả nhiên không sai. Theo hắn tu vi thực lực trưởng thành, Càn Khôn Hồ cũng ở trưởng thành, hoặc là nói chỉ cần có cũng đủ tu vi là có thể đủ tăng trưởng. Lúc này Càn Khôn Hồ ở cuồn cuộn không ngừng cắn nuốt Vương Miện Điêu lực lượng, hắn còn lại là giống cái hổ khẩu đoạt thực người giống nhau, cùng Càn Khôn Hồ cùng nhau hấp thu Vương Miện Điêu lực lượng. Đương nhiên so sánh với Càn Khôn Hồ, hắn hấp thu lực lượng cũng không nhiều. Mà Càn Khôn Hồ cũng không xem như hổ, chung quy nói đến cùng Càn Khôn Hồ là hắn đổ vật. Tóm lại hắn đạt được chỗ tốt là vô cùng, điểm này hắn rõ ràng. Vương Miện Điêu lực lượng ở bị không ngừng hấp thu. Là toàn bộ toàn phương vị hấp thu cái loại này, trong đó liền bao gồm chỉ có thông ngộ chi cảnh mới có thể có được tiên hạch, hoặc là yêu hạch càng thích hợp. Trong đó liền bao gồm Vương Miện Điêu đối pháp tắc hiểu được cùng đại đạo lực lượng, cho nên Dương Nghị Vân biết hắn mới có thể tu vi không ngừng đi tăng lên, nếu không chỉ dựa vào năng lượng là không có khả năng tăng lên tiểu cảnh giới. Vài phút sau, cùng phía trước cắn nuốt thiết miệng ưng giống nhau, Vương Miện Điêu hoàn toàn tan thành mây khói. Mà Dương Nghị Vân lại là cảm thụ bốn phía ngọn lửa xuất hiện, quen thuộc cảm giác. Hắn biết đây là hỏa phương pháp tắc. Cùng phía trước cảm giác phong thế giới giống nhau, một cái biển lửa thế giới hắn cảm nhận được, nhưng lại là cũng không có cảm nhận được nhiều nhiệt. Lại qua một đoạn thời gian, Dương Nghị Vân bỗng nhiên mở hai mắt. Hắn miệng đều kiều lên. Hỏa phương pháp tắc đồng dạng bị hắn hiểu được tới rồi, đến tận đây có được phong cùng hỏa pháp tắc cơ sở. Đến nỗi tu vi sao? Nhưng thật ra làm hắn có ghi mất mát. Tu vi thượng cư nhiên gần từ tiên tôn hậu kỳ, đạt tới hậu kỳ đỉnh, gần rảo bước tiến lên một bước nhỏ, cũng không có đạt tới đại đỉnh. Bất quá tưởng tượng cũng bình thường, tiên tôn cấp bậc tu luyện há là dễ dàng như vậy, mỗi lần một hồi tu luyện xuống dưới có thể tiến bộ một vài phân đều là đại tiến bộ, càng là song sau càng là gian nan, này thực bình thường. Hiện giờ ngắn ngủn trong vòng một ngày hắn có thể đạt tới tiên tôn hậu kỳ đỉnh này đã thực nghịch thiên. Nếu là lại lập tức đạt tới đại đỉnh, hắn ngược lại sẽ trong lòng hốt hoảng. Tuy rằng hấp thu hai tôn thông ngộ đại yêu lực lượng ẩn chứa pháp tắc chi lực cùng hiểu được, nhưng chung quy là người khác không phải chính hắn, tích lũy xuống dưới lực lượng cùng hiểu được hắn yêu cầu thời gian đi tiêu hóa, nếu không hắn biết rõ còn lưu lại thật lớn tai họa ngầm. Cũng may hai cái đại yêu đã giải quyết, mà thử vương cũng coi như là tìm được cứu tới rồi. Như thế kết quả hắn còn có cái gì lý do không hài lòng? Hít sâu một hơi, hắn chậm rãi phi rơi xuống đi. Phía dưới thử vương, Điêu Nhi cùng cá trạch đều đã khôi phục bình thường đang đợi chờ hắn. Chủ nhân, thử vương lập tức quỳ gối, lúc này địch nhân giải quyết sau, hắn mới được đại lễ. Đứng lên đi, thương thế thế nào? Dương Nghị Vân phất tay làm thử vương đứng dậy, đồng thời nhìn về phía Điêu Nhi, phát hiện vấn đề không lớn, chính là thiêu hủy một ít lông tóc, trong lòng cũng yên tâm. Chủ nhân không có gì sự. Thử vương đứng dậy sau cung kính trả lời. Chi chi, ca ta cũng không có việc gì, yên tâm đi. Điêu Nhi trả lời. Không có việc gì liền hảo, đi thôi, nghĩ ra đi, Giang Hàm Bạch còn ở lo lắng, cùng hắn nói một tiếng. Dương Nghị Vân nói xong hướng ra phía ngoài đi đến. Vân sư đệ. Giang Hàm Bạch trên thực tế cách mấy chục dặm liền thấy được Dương Nghị Vân đại phát thần uy, ngạnh sinh sinh đem hang đá sơn cấp luyện hóa, lúc sau xử lý hai tôn đại yêu. Bạch nha sư huynh ta không có việc gì. Báo bình an lúc sau Dương Nghị Vân khiến cho Giang Hàm Bạch đi trở về tiếp tục giúp hắn tìm kiếm Tiểu Phượng Hoàng cùng nghe con mấy cái tin tức, mà hắn muốn lưu lại, tìm một chỗ tu luyện một phen, đem hấp thu thiết miệng ưng cùng Vương Miện Điêu lực lượng tiêu hóa rớt, nếu không còn lưu lại tai họa ngầm. Thế gian việc, tu đạo tăng lên, thường thường đều là một mổ một uống tự do định số. Hắn cắn nuốt hai đại yêu lực lượng tăng lên chính mình tu vi. Nhưng lại đồng thời cũng để lại di chứng, nếu là không tiêu hóa rớt, ngày sau sẽ cho chính mình mang đến phiền toái, lưu lại tai họa ngầm. Tu luyện thượng nửa phần đều không được qua loa. Dương Nghị Vân yêu cầu tìm địa phương bế quan tu luyện một phen, chủ yếu kỳ thật là thuận lợi ý niệm, làm ý niệm hiểu rõ,
cắn nuốt hai đại yêu lực lượng trong đó mang theo hai đại yêu tu luyện hiểu được, cũng mang theo hai đại yêu chấp niệm, đây là tai họa ngầm. Mặt khác còn phải hảo hảo tìm thử vương hỏi một chút mặt khác tứ đại thống soái tình huống, dựa theo hầu đậu đậu năm đó cách nói, tứ đại yêu soái là đồng thời phi thăng. Nghĩ đến thử vương là biết một ít tình huống. Tìm một cái sơn động, Dương Nghị Vân nói thẳng nói, cho ta hộ pháp, ta trước tu luyện một phen, có việc chờ ta xuất quan lại nói, các người ba cái cẩn thận, phòng ngừa phi ưng vương ngồi xuống mặt khác đại yêu tiến đến, ta chém giết thiết miệng ưng cùng vương miện điêu, không chừng mặt khác yêu tộc sẽ phát hiện. Chủ nhân yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận. Dương Nghị Vân không hỏi thử vương tình huống liền bế quan, bởi vì trước mắt hắn giải quyết tu luyện tai họa ngầm so bất luận cái gì sự quan trọng, mặt khác đại yêu nhóm cũng không phải một chốc có thể tìm được. Như thế Dương Nghị Vân tiến vào sơn động bế quan. Lúc này đây tu luyện lại là đi qua thời gian rất lâu. 10 năm thời gian thời điểm, tính nôn nóng điêu nhi nhịn không được nói, đại ca như thế nào còn không xuất quan a? Từ từ đi. Chủ nhân tu luyện là đại sự thử vương tính cách trầm ổn, cũng càng thêm lão luyện, hắn ngồi ở cửa động khoanh chân đả tỏa, cũng ở tu luyện. Cá trạch chính là cái đồ tham ăn, sau đó ăn liền ngủ, tỉnh ngủ ở ăn. Đến nỗi như thế nào ăn, là đi theo điêu nhi cùng nhau đi ra ngoài, này hai cái thêm ở bên nhau, hang đá sơn phạm vi vài trăm dặm sinh linh liền bắt đầu tao ương. Mới đầu thử vương còn nói, sau lại không chiêu, cũng mặc kệ, hắn cũng không dám quản điêu nhi cùng cá trạch. Dựng lên này hai cái kẻ dở hơi tu luyện không tồi, chỉ cần không gặp phải thông ngộ đại yêu tùy tiện chúng nó như thế nào đi lăn lộn cũng không có việc gì. Trăm năm sau Điêu Nhi lại một lần nhìn cửa động nói thầm, đại ca như thế nào còn không xuất quan a? Thử vương ở một lần trả lời, Điêu Nhi lão đại ngươi hẳn là trầm hạ tâm tới tu luyện, chờ chủ nhân xuất quan. Thiết, buồn tẻ tu luyện, ta mới không dám, dựng lên ta tăng lên thực lực cũng không cần như thế buồn tẻ tu luyện. Kia cái gì ngươi hảo hảo cấp đại ca hộ pháp, ta mang cá trạch đi ra ngoài một chút, quay đầu lại mang ăn ngon cho ngươi. Điêu Nhi tùy tiện nói. Lười cá trạch tỉnh tỉnh đi theo ta đi chiếu ăn. Điêu Nhi đối với nằm sấp xuống đất ngủ say cá trạch kêu gọi. Ăn, làm sao, như ở trong mộng mới tỉnh, cá trạch là lưu trữ nước miếng tỉnh lại. Đồ tham ăn không nhọc động nào có ăn, theo ta đi. Điêu Nhi dứt lời vèo một chút hóa thành một đạo kim quang biến mất. Điêu Nhi lão đại từ từ ta. Cá trạch cánh chim vừa động ngay lập tức đuổi theo. Hai cái kẻ dở hơi rời đi, thử vương nhìn chúng nó rời đi tàn ảnh, lắc đầu cười khổ. Hắn là không có biện pháp, không có ai so với hắn rõ ràng hơn Điêu Nhi ở Dương Nghị Vân trong lòng địa vị. Cho dù là cá trạch cũng không được, bao nhiêu năm trôi qua, thử vương cũng cùng cá trạch Điêu Nhi nói chuyện phiếm đã biết cá trạch chân chính thân phận cư nhiên là côn bằng, nhưng cho dù là côn bằng cá trạch, cũng so không được Điêu Nhi ở Dương Nghị Vân trong lòng địa vị. Điểm này cá trạch cũng rõ ràng, cho nên cam tâm tình nguyện đi theo Điêu Nhi phía sau mãn sơn chạy, cũng làm không biết mệt, bởi vì Điêu Nhi được xưng phi thiên tầm bảo rớt, địa phương nào có thiên tài địa bảo, Điêu Nhi đều có thể tìm được, đào ba thước đất cũng có thể tìm ra. Này 100 năm chung, cá trạch đi theo Điêu Nhi chính là ăn không ít thứ tốt, ẩn ẩn chung hắn càng ngày càng tham ngủ, nhưng thực lực tu vi đi ở tăng trưởng. Bao gồm Điêu Nhi cũng là cùng này, điểm này thử vương là cảm nhận được. Bởi vì Điêu Nhi mang về tới thiên tài địa bảo hắn ăn lúc sau cũng có rất tốt chỗ. Thời gian ở bay nhanh sói mòn. Chỉ chớp mắt 300 năm mà qua. Chủ nhân như thế nào còn không xuất quan a? Điêu Nhi lão đại chúng ta đi tầm bảo tìm thức ăn đi. Lần này là cá trạch nói chuyện. Hảo, đi, dù sao đại ca nhìn dáng vẻ còn không có động tĩnh. Dứt lời hai cái kẻ dở hơi lại một lần đi ra ngoài. Thử vương mở to mắt, lại lần nữa giao giao đầu. Lại là không nói chuyện. Bởi vì hắn biết quá vừa đứt thời gian Điêu Nhi cùng cá trạch sẽ trở về, này 300 năm tới, Điêu Nhi cùng cá trạch hoạt động phạm vi cũng liền ở phạm vi 500 năm dặm trong vòng, hơn nữa đi ra ngoài điên một chút liền trở về, như thế không ngừng ở tuần hoàn, đoạn tắc mấy ngày, nhiều thì mấy tháng liền sẽ trở về. Dựng lên thử vương thần thức tản mát ra đi cũng ở quan sát đến, cũng không có cái gì cường đại đại yêu xuất hiện. Ngược lại là phạm vi 500 dặm trong vòng những cái đó tiểu yêu bị Điêu Nhi cùng cá trạch khi dễ thảm, trực tiếp đánh tới cửa đi cướp bóc những cái đó tu luyện thành công tiểu yêu. Dân ra, phạm vi 500 dặm yêu tộc đều xin lỗi, không thể trêu vào hai cái đại ôn thần, không đi không được. Thử vương lắc đầu cười khổ lại lần nữa nhập định tu luyện, những năm gần đây Điêu Nhi cùng cá trạch đi ra ngoài làm ầm ĩ, đảo cũng là chuyện tốt, đem quanh thân yêu tộc đều xua đuổi sạch sẽ. Cũng không có gì yêu tộc tiến đến quấy rầy hắn cấp chủ nhân hộ pháp.
300 năm an tâm tu luyện, làm thử vương tu vi thực lực cũng tăng lên một mảng lớn, hắn đã sớm là yêu tôn đại đỉnh, trải qua này 300 năm tu vi lại là ẩn ẩn cảm nhận được pháp tắc tề tụ dấu hiệu. Thử vương có cảm hắn sắp muốn phá đến thông ngộ, bởi vì hắn bản thân chính là ngũ hành chuột, hội tụ ngũ hành không cần tốn nhiều sức, hiểu được ngũ hành pháp tắc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đây cũng là hắn phi thăng tiên giới lúc sau tu luyện mau nguyên nhân chi nhất, gần nhất là thiên phú huyết mạch, thứ hai là hắn ăn vụng thiết miệng ưng cùng vương miện điêu động phủ một kiện chí bảo. Thử vương tiến vào tu luyện nhập định trạng thái, lại là quên mất thời gian. Lại qua 10 năm, khoảng cách Dương Nghị Vân bế quan tu luyện đi qua suốt 360 năm. Ngày này, Dương Nghị Vân bế quan cửa động quang mang chợt lóe, cấm chế biến mất. Lại là Dương Nghị Vân mang theo mỉm cười đi ra. Hắn xuất quan. Nhưng đi qua 60 năm, Điêu Nhi cùng Cá Trạch lại là rốt cuộc không trở về quá, mà này 60 năm trung thử vương cư nhiên thâm trình tự nhập định. Dương Nghị Vân nguyên bản tâm tình thực không tồi, mang theo ý cười xuất quan. Nhưng hắn thấy được thử vương, lại là không thấy được Điêu Nhi cùng Cá Trạch. Tức khắc nhíu mày. 360 năm bế quan tu luyện, hắn hoàn toàn tiêu hóa hấp thu thiết miệng ưng cùng vương miện điêu lực lượng, tiêu trừ tu luyện tai họa ngầm. Tiêu hóa sở hữu lực lượng, làm tu vi lại là rốt cuộc bước vào tiên tôn đại đỉnh, kế tiếp đó là thông ngộ chi cảnh. Như thế cao hứng thời khắc, hắn xuất quan, thấy được thử vương trên người rơi xuống thật dày cho bụi, Điêu Nhi cùng Cá Trạch không thấy bóng dáng. Trong lòng không lý do nhảy dựng. Đây là thân là tu luyện giả vô hình cảm giác, là không tốt cảm giác ý niệm. Cũng bất chấp cái gì, mở miệng đánh gãy thử vương tu luyện nói, thử vương tốc tốc tỉnh lại. Chủ nhân! Thử vương bỗng nhiên bừng tỉnh, thấy được Dương Nghị Vân đứng ở bên người, vội vàng kinh hãi nói, thuộc hạ đáng chết. Hắn là hộ pháp giả, cư nhiên nhập định, nếu là xảy ra chuyện gì, chẳng phải là tội lớn. Được rồi, ta tự nhiên xuất quan, không ai quấy rầy. Dương Nghị Vân biết thử vương là ở tự trách, hắn không trách thử vương. Rồi sau đó hỏi tiếp nói, Điêu Nhi cùng Cá Trạch đâu? À các nàng đi ra ngoài, thử vương nói xong trong lòng tính một chút thời gian. Sắc mặt biến đổi nói, chúng nó đi ra ngoài 60 năm không đã trở lại. Thử vương cũng lo lắng lên, dĩ vãng Điêu Nhi cùng Cá Trạch đi ra ngoài không có khả năng thời gian dài như vậy không trở lại, hoặc là xảy ra chuyện gì. Dương Nghị Vân trong lòng dự cảm bất hảo lại lần nữa dâng lên. Chủ nhân ta, thử vương vẻ mặt tự trách. Dương Nghị Vân giơ tay ngăn lại hắn, lại là nhắm lại hai tròng mắt, hắn cẩn thận đi cảm ứng Điêu Nhi cùng Cá Trạch. Chúng nó hai cái trong cơ thể đều có sinh mệnh chi thủy, cẩn thận đi cảm giác là có thể cảm giác đến. Chuyện này cũng trách không được thử vương, cho rằng hắn hiểu biết Điêu Nhi cùng Cá Trạch, đặc biệt là Điêu Nhi bị hắn sủng hư, ở vân môn ai cũng không dám khi dễ nó. Tại hạ giới thời điểm liền cùng thử vương cùng nhau đãi quá, Điêu Nhi muốn làm cái gì thử vương là không dám ngăn trở, hơn nữa một cái đồ tham ăn Cá Trạch, liền càng vô pháp vô thiên. Lúc này đi cảm giác một chút. Đem chúng nó tới cái tìm trở về mới quan trọng. Vài phút Dương Nghị Vân mở hai mắt. Chủ nhân thế nào, thử vương nhịn không được hỏi. Cảm giác đến chúng nó, hơi thở còn ở, có lẽ là gặp được cái gì phiền toái, nhưng nghĩ đến vấn đề không lớn, đi thôi, chúng ta đi tìm chúng nó. Dương Nghị Vân nói. Đích xác cảm giác chung Điêu Nhi cùng Cá Trạch hơi thở đều ở, chỉ là bất bình ổn, nghĩ đến là gây họa. Lúc này cùng thử vương phi thăng dựng lên, hướng về phương Bắc mà đi. Hắn cảm giác đến Điêu Nhi cùng Cá Trạch ở phương Bắc. Phi thăng dựng lên, thử vương đi theo Dương Nghị Vân bên người, hồi báo Điêu Nhi cùng Cá Trạch này hơn 300 năm tới tình huống. Dương Nghị Vân nghe xong lắc đầu cười khổ, đoán trước bên trong, Điêu Nhi cùng Cá Trạch hai cái liền không một cái là đèn cạn dầu. Dựa theo Điêu Nhi tính tình, nó là sẽ không an an tĩnh tĩnh đợi. Việc này ngươi không cần tự trách, nói cho ta nghe một chút đi ngươi mấy năm nay tình huống, còn có. Khổng tước các nàng có biết sao? Dương Nghị Vân rốt cuộc hỏi ra tới. Thử vương gật đầu nói, chủ nhân kỳ thật năm đó chúng ta phi thăng lúc sau liền xuất hiện ở dị vực giới, nhưng là rất kỳ quái, chúng ta cũng không có đụng tới người năm đó cho ta giảng thuật quá phi thăng trì, cũng không có tụ ở bên nhau. Nhưng là có một chút ta dám khẳng định, Khổng Tước, Tử Hoàng, Thanh Ngưu còn có hậu mặt phi thăng mà đến yêu tộc, đại bộ phận hẳn là đều là ở dị vực giới, chỉ là phi thăng lúc sau, không phải ở bên nhau. Ta năm đó phi thăng đi lên lúc sau, chính là ở một mảnh mông lung yêu khí chung, lúc sau thoát thai hoán cốt, đi ra kia một mảnh mông lung yêu khí lúc sau, liền xuất hiện ở dị vực giới dãy núi chung, cũng chính là dị vực giới phương Tây nơi này. Ta đi tìm những người khác, nhưng vẫn luôn không tin tức,
lại sau lại ta ở đi ta phi thăng nơi đi xem, lại là kia một mảnh yêu khí mông lung nơi đã không thấy. Từ nay về sau ta kiến thức quá cường đại yêu tộc, biết nếu là không nắm chặt tu luyện, ta ở sống sót khả năng đều khó, vì thế ta tránh ở ngầm tu luyện, cướp đoạt ngầm thiên tài địa bảo. Ta liều mạng tu luyện, cũng ở đàn muốn chung chém giết trưởng thành, hỏi thăm chủ nhân rơi xuống, hỏi thăm thanh như bọn họ. Nhưng không tin tức, sau lại ta mới biết được nơi này là dị vực giới, là yêu tộc địa bàn, nhân tộc địa bàn tại ngoại giới rất xa lúc sau. Chậm rãi ta đã biết một ít tiên giới tu luyện cảnh giới, biết chính mình quá yếu ớt, liền tìm một chỗ địa mạch, bế quan tu luyện 4.000 nhiều năm, không lâu trước đây mới xuất quan, sau đó tiếp tục tìm kiếm thiên tài địa bảo. Có một ngày trong lúc vô ý xông vào một chỗ động phủ, ăn vụng một vật, ta cũng không biết là thứ gì, dù sao ta ăn lúc sau tu vi liền bạo tăng. Lại sau lại ta trở về bế quan tu luyện tiêu hóa kia bảo vật lực lượng, vô hình chung đem địa mạch lực lượng cũng hấp thu một bộ phận, sau lại cả tòa núi lớn biến thành hang đá, ta coi như thành chính mình hang ổ. 500 năm sau tu vi đạt tới đại yêu tôn ta ra quang, lại là bị Thiết Miệng Ưng cùng Vương Miện Điêu cấp tìm được rồi. Lúc này ta mới biết được ta năm đó nuốt vào kia bảo vật, là Thiết Miệng Ưng cùng Vương Miện Điêu bảo hộ 10 vạn năm chí bảo, cái kia động phủ cũng là hai người động phủ. Bọn họ không nghĩ tới chính là, ta là ngũ hành thuộc, từ ngầm đại động đi vào động phủ nuốt bảo, hai đại yêu đuổi giết ta, may mắn ta mở ra huyết mạch thiên phú hơn nữa hang đá thượng chiếm cứ nhiều năm mới không có bị hai đại yêu đánh chết, bất quá lại ở ra người xuất hiện thời điểm cũng thiếu chút nữa chết, may mắn chủ nhân ngài xuất hiện. Thử Vương nói chuyện chung cũng là tràn ngập thổn thức. Dương Nghị Vân lại là có thể tưởng tượng được đến, nhiều năm như vậy tới Thử Vương nhất định trải qua sinh tử. Gật gật đầu nói, yên tâm chúng ta Vân Môn ở tiên giới thành lập, lần này được đến tin tức chính là vì chuyên môn mang ngươi trở về, đương nhiên chúng ta cũng muốn nghĩ cách tìm được những người khác, chỉ mong bọn họ đều không có việc gì. Chủ nhân lại nói tiếp, dị vực giới Đông Nam Tây Bắc Tứ Phương, tứ đại đầu sỏ ngồi xuống, yêu tộc chiếm cứ, nếu những người khác ở nói. Nghĩ đến liền ở dị vực giới địa phương khác, chúng ta đi tìm tìm, ta tin tưởng bọn họ đều còn ở, khác không dám nói, nhưng là tử hoàng ta dám khẳng định nàng liền ở dị vực giới. Tử hoàng tính lên là ta tổ nãi nãi, là ta ngũ hành thuộc một mạch tổ tông cấp bậc, nàng bản thân chính là tiên giới hạ giới trùng tu người, ta có cảm nàng liền ở dị vực giới, có thể tìm nàng. Thử Vương kiên định nói. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, hảo, chờ tìm về Điêu Nhi cùng cá trạch. Chúng ta liền đi tìm Tử Hoàng. Thử Vương cùng Tử Hoàng cùng căn cùng nguyên, dựa vào huyết mạch tất nhiên có thể tìm được, điểm này hắn tin tưởng. Năm đó những cái đó hắn thủ hạ đại yêu, có thể tìm được một cái tính một cái, tuy rằng sinh mệnh chi thủy ước thúc đối với các nàng đã không có, nhưng Dương Nghị Vân tin tưởng tình cảm còn ở. Mặc kệ thế nào, hắn sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái, chỉ cần có thể tìm được, liền nhất định tìm. Một phó một chủ phi hành. Trò chuyện mấy năm nay từng người phát sinh sự, giải thích thổn thức không thôi. Dương Nghị Vân đối Thử Vương tu luyện cùng kỳ ngộ lại cũng cao hứng, Thử Vương cường đại đây là chuyện tốt. Thứ này là ngũ hành Thử Vương, một thân bản lĩnh thiên phú không nhỏ, nếu không lấy yêu tôn tu vi, cư nhiên ở Thiết Miệng Ưng cùng Vương Miện Điêu hai cái thông ngộ đại yêu trên tay chu toàn lâu như vậy. Thử Vương ngươi đại nhưng không thể so ở kêu ta chủ nhân. Dương Nghị Vân thình lình nói ra một câu. Thử Vương lại là sắc mặt đại biến, phi hành chung dừng lại, lập tức hư không quỳ xuống kinh hoàng nói, chủ nhân chính là ta làm sai cái gì? Nếu ta đã làm sai chuyện, thỉnh chủ nhân trách phạt, chủ nhân ngài không thể không cần ta a. Dương Nghị Vân vung tay lên đem hắn nâng dậy, cười khổ nói, tưởng cái gì đâu? Ta đắc ý tư là, năm đó thu phục các ngươi này một đám đại yêu, là dựa vào sinh mệnh chi thủy khống chế ước thúc, ta năm đó cũng là bị bất đắc dĩ vì này, hiện giờ ngươi đã là đại yêu tôn. Thậm chí sắp thông ngộ. Còn nữa, người phi thăng thành yêu tiên thoát thai hoán cốt, đã tẩy xuyến rất sinh mệnh chi thủy ước thúc, người ta chi gian chủ tớ khế ước xem như hiểu biết, ở tiên giới người đem có người tân bắt đầu, không cần ở xương ta là chủ, ta sẽ mang người hồi Vân Môn, gia nhập Vân Môn trở thành Vân Môn một phần tử, nơi nào có càng tốt tu luyện hoàn cảnh, cũng không phải là không cần ngươi. Thử Vương nghe Dương Nghị Vân nói xong trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại là càng thêm ánh mắt kiên định nói. Mặc kệ có hay không bất luận cái gì ước thúc, ở Thử Vương trong lòng ngài vĩnh viễn là ta ngũ hành chuột chủ nhân, vĩnh sinh vĩnh thế bất biến. Năm đó nếu không phải đụng tới chủ nhân, ta sợ cũng sớm bị tổ nãi nãi cấp ăn, càng sẽ không đi ra hoang dã, càng sẽ không tăng lên huyết mạch, sẽ không đi theo chủ nhân chinh chiến tu chân giới.
không có chủ nhân ta khả năng như cũ là oa ở hoang dã ngầm một con chuột yêu, Thử Vương phát quá thể, vĩnh viễn đi theo chủ nhân bước chân, lên trời xuống đất, vĩnh không ngừng tức, cầu chủ nhân lại ban sinh mệnh chi thủy. Thử Vương nói chuyện biểu tình kích động lại lần nữa quỳ gối đi xuống. Dương Nghị Vân nghe Thử Vương nói xong cảm động, hắn biết Thử Vương cầu ban sinh mệnh chi thủy, đã là cam tâm tình nguyện chịu hắn khống chế. Trung tâm chứng giám. Hắn nghĩ nhiều. Đứng lên đi, cuộc đời này ngươi không phụ ta, ta cũng là chưa từng cô phụ ngươi, nói thật ta chưa từng có đem các ngươi chân chính coi như quá là ta phó sủng. Năm đó tu chân giới chém giết chiến đấu, mọi người đều là Vân Môn một phần tử, là huynh đệ là người một nhà. Dương Nghị Vân thân thủ đi đỡ Thử Vương. Nhưng thứ này cố chấp nói, chủ nhân không ban sinh mệnh chi thủy, ta không đứng dậy. Dương Nghị Vân trực tiếp một chân đá đi, cười mắng, ngươi cho rằng ta sinh mệnh chi thủy như vậy không đáng giá tiền a? Lăn lên, đi tìm Điêu Nhi cùng cá trạch, về sau lại nói. Là, hắc hắc. Thử Vương cười, hắn biết Dương Nghị Vân nói đều là lời nói thật, đều không phải là không cần hắn. Nghĩ lại lớn như vậy thật xa tiến đến tìm kiếm hắn. Này cũng không phải là một cái chủ nhân đối tôi tớ có thể làm được, bởi vì đây là sinh tử, là mạo sinh mệnh nguy hiểm tới. Thử Vương nhận định Dương Nghị Vân. Mặc kệ là bất luận kẻ nào chi gian, là cái dạng gì quan hệ, câu thông đều là vô cùng quan trọng. Giống như là giờ phút này, Dương Nghị Vân cùng Thử Vương giống nhau. Dương Nghị Vân đối Thử Vương nói ra phía trước kia một phen lời nói, kỳ thật cũng là có thử chi ý, nhưng không phải toàn bộ, hắn nói cũng là nói thật. Thật là đem Thử Vương trở thành người một nhà. Từ Thử Vương trong miệng cũng có thể được đến, một cái thái độ, Thử Vương thái độ cũng liền đại biểu mặt khác đại yêu thái độ. Nếu Thử Vương có như vậy một phen tỏ thái độ, như vậy mặt khác đại yêu tự nhiên cũng có như vậy tâm đi. Lần này lẫn nhau câu thông là thành công, làm hắn cùng Thử Vương chi gian quan hệ vào một bước. Đối Dương mẫu nhân tới nói, chủ tớ vĩnh viễn đều là một cái xưng hô, trọng điểm là tâm. Hơn nữa hắn là một cái trọng tình nghĩa người, là một cái cực kỳ bênh vực người mình người, chỉ cần là người một nhà, mặc kệ sự nhân tộc vẫn là yêu tộc, nghĩ đến đều là đối xử bình đẳng đối đãi. Từ hạ giới đến bây giờ tiên giới, vẫn luôn là như thế. Mặc kệ ai bị khi dễ, hắn đều sẽ tìm về ruột, thậm chí không tiếc tử chiến. Kỳ thật đây cũng là hắn cá nhân mị lực, càng là làm Thử Vương này đó yêu tộc đều khăng khăng một mực đi theo hắn nguyên nhân. Hảo đi trước tìm Điêu Nhi cùng cá trạch, Tử Hoàng cần thiết tìm được, các người mấy cái ta một cái đều không buông tay. Dương Nghị Vân đối Thử Vương nói xong, cũng nhanh hơn tốc độ mà đi. Hắn cảm giác chung Điêu Nhi cùng cá trạch liền ở không xa địa phương. Ưng Vương núi non, cực tây nơi lớn nhất tối cao núi non, dãy núi vô số. Nơi này là Phi Ưng Vương nói thành nơi. Phi Ưng Vương ngồi xuống tám đại thống soái đại yêu, trong đó Thiết Miệng Ưng cùng Vương Miện Điêu chết ở Dương Nghị Vân trên tay. Mặt khác sáu đại yêu, có ba cái đang bế quan, hai cái du lịch, dư lại một cái hiện giờ liền ngồi chấn Phi Ưng Vương đạo thành. Chính là một cái chim đại bàng hậu duệ, lại không phải thuần túy chim đại bàng huyết thống, nhưng cấp bậc như thế này đầu đại yêu, cũng là Phi Ưng Vương ngồi xuống thực lực cùng địa vị tiến vào tiền tam cường giả. Hôm nay chim đại bàng lại là vô cùng phẫn nộ. Ra lệnh một tiếng toàn bộ Phi Ưng núi non đều động lên, hoặc là nói là loạn càng vì thích hợp. Chim đại bàng phẫn nộ là bởi vì hắn lão bát cùng lão thất yêu hồn bài nát, đây là ngã xuống. Cho nên hắn phái ra yêu chúng đi tra, hơn 300 năm qua đi đều không có tin tức, nhưng lại là Tia, A được hai đầu yêu tôn dị chủng xuất hiện ở Phi Ưng Vương địa bàn thượng. Này hai đầu dị chủng một đầu là trồn, một khác đầu thủ hạ yêu chúng cư nhiên đều không quen biết. Hơn nữa không phải bọn họ cực tây địa bàn yêu tộc. Lão bát cùng lão thất đã chết, không Tia. A được cái gì manh mối, lại là xuất hiện hai đầu ngoại lai dị chủng yêu tộc. Như thế dưới tình huống chim đại bàng hạ lệnh đem này hai đầu ở Phi Ưng Vương địa bàn làm sằng làm bậy tiểu yêu chộp tới. Nhưng lại không nghĩ tới A. Toàn bộ Phi Ưng Vương địa giới thượng bị này hai đầu tiểu yêu cấp bừa bãi. Phái đi đuổi bắt hai đầu tiểu yêu yêu chúng, hoặc là bị giết, hoặc là lại là bị cướp bóc, trần trụi thân mình chạy trở về. Hôm nay càng là kiêu ngạo đến cư nhiên chạy vào Phi Ưng Vương đạo tràng, trộm cướp đi rồi rất nhiều thiên tài địa bảo. Chim đại bàng phẫn nộ rồi, tự mình rời núi tìm kiếm chóc nã. Chờ đến giao thủ thời điểm mới phát hiện này hai đầu tiểu yêu không phải tầm thường yêu tộc, thiên phú dị bẩm. Trách không được phái ra đi như vậy nhiều yêu chúng sẽ có hại. Bất quá ở chim đại bàng trong mắt, ở cường đại có thể như thế nào?
hắn chim đại bàng đã là thông ngộ nhị trọng thiên đỉnh tồn tại, kém một bước liền có thể bước vào tam trọng thiên, chỉ cần không phải thông ngộ yêu tộc, ở qua thiên phú dị bẩm trong mắt hắn cũng đều là con kiến mà thôi. Hắn càng là có thể điều động phi ưng vương ngồi xuống phi ưng thánh vệ. Phi ưng thánh vệ nhưng đều đúng vậy phi ưng vương một tay tài bồi lên, thực lực cùng tu vi cũng chỉ ở sau bọn họ tám đại yêu, 12 danh phi ưng thánh vệ, đều đã bước vào thông ngộ nhất trọng thiên. Nhưng xem như phi ưng vương đạo tràng chân chính cao cấp lực lượng, đi ra ngoài cũng là uy hát yêu ta toàn bộ dị vực giới cường đại vệ đội. Hôm nay chim đại bàng điều động 4 gã phi ưng thánh vệ tiến đến bắt giữ hai cái to gan lớn mật tiểu yêu, lại là thất bại. Bởi vì hai đầu tiểu yêu xông vào phi ưng cấm địa. Phi ưng cấm địa chính là lịch đại phi ưng vương mới có thể đi vào địa phương, là thần thánh nơi, cũng là những cái đó bởi vì các loại nguyên nhân mà ngã xuống phi ưng vương mộ địa. Có thể tiến cấm địa chỉ cần lịch đại phi ưng vương. Hắn đại bàng lại là không dám tùy ý xông vào phi ưng cấm địa. Vốn dĩ chỉnh dung cường đại, bắt giữ nắm chắc, nhưng ai ngờ đến, hai cái xảo trá tiểu yêu, lại là căn bản không ham chiến, tốc độ mau cực kỳ, trong đó một đầu càng là có thể tùy ý xé rách không gian, kết quả khiến cho hai đầu tiểu yêu chạy vào phi ưng sơn cấm địa chung. Chim đại bàng hận ngứa răng, nhưng lại không có cách, chỉ có thể mang theo tứ đại phi ưng thánh vệ cùng rất nhiều yêu chúng canh giữ ở cấm địa ở ngoài. Hắn liền không tin hai cái to gan lớn mật tiểu yêu sẽ trốn tránh không ra. Mà cấm địa chỗ sâu trong càng có đại nguy hiểm, chim đại bàng tin tưởng hai cái tiểu yêu là không dám xâm nhập cấm địa chỗ sâu trong đi. Nhưng là bọn họ cũng không dám tùy tiện đi vào, vì thế liền rằng co lên. Hai cái tiểu yêu, tự nhiên chính là điêu nhi cùng cá trạch, hai cái kẻ dở hơi đồ tham ăn. Thượng một lần chạy ra đi lúc sau, liền đụng phải rất nhiều yêu tộc muốn chóc nã chúng nó hai cái, nhưng dựa theo này hai cái kẻ dở hơi tính tình, sao có thể chịu cái kia khí. Tiến đến yêu tộc không phải bị chúng nó hai cái đánh chết, chính là cướp bóc. Đánh đi một đám lại tới một đám, vì thế cũng đem hai cái kẻ dở hơi cấp chọc mau, sau lại trực tiếp liền xông vào phi ưng núi non. Sau đó phi ưng núi non chính là dị vực giới cực tây nơi thánh địa, càng là năm đại đầu sỏ chi nhất phi ưng vương đạo tràng, tự nhiên không thiếu thiên tài địa bảo. Tai họa nhảy vào chậu châu báu. Toàn bộ phi ưng núi non chính là một cái thật lớn chậu châu báu. Bởi vì nơi này mỗi cái ngọn núi đều hội tụ phi ưng vương ngồi xuống lớn nhỏ yêu tộc. Điêu Nhi cùng cá trạch mở ra lén lút trộm bảo hình thức, dài đến 60 năm thời điểm rốt cuộc bị phát hiện. Đụng phải chim đại bàng tự mình bắt giữ. Hai cái kẻ dở hơi biết xuất hiện chân chính đại yêu, không thắng nổi, mãn ngọn núi chạy trốn, kết quả trời xui đất khiến dưới sông vào phi ưng sơn cấm địa chung. Điêu Nhi lão đại bên ngoài kia chỉ điều chính là thông ngộ nhị trọng thiên A. Bên người còn có 4 cái thông ngộ nhất trọng thiên tồn tại, chúng ta làm sao bây giờ? Cá trạch hỏi đến. Có thể làm sao bây giờ, ai làm chúng ta hai cái đánh không lại đâu, ở chỗ này trốn tránh đi, nhìn qua nơi này là cái gì trọng địa, bọn họ không dám tiến vào. Điêu Nhi trợn trắng mắt nói. Ngươi nói chủ nhân có thể hay không tới? Cá trạch hỏi. Ngươi ngốc à, đại ca còn đang bế quan, hơn nữa bên ngoài kia chỉ chán ghét điều là thông ngộ nhị trọng thiên. Nơi này là phi ưng vương đạo tràng, ngươi làm đại ca tiến vào chịu chết a Điêu Nhi mắng. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta tổng không thể vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này đi. Cá trạch bất đắc dĩ nói. Điêu Nhi đánh giá 4 phía hoàn cảnh trong mắt quay tròn chuyển động nói, xem nơi này hoàn cảnh tựa hồ không giống bình thường, bên kia có cường đại pháp lực dao động tồn tại, nghĩ đến là có trời đất khác, chúng ta tự nhiên không thể ngồi chờ chết, đi đi đi, qua đi nhìn xem, nói không chừng có cái gì đường ra. Đến lúc đó là có thể đi ra ngoài. Khi nói chuyện, Điêu Nhi vèo một chút chạy ra khỏi đi ra ngoài, chúng nó hai cái nơi ở là từng khối tấm bia đá dường như thạch lâm, sương mù thực nùng, lúc này Điêu Nhi lại là hướng về cảm ứng được pháp lực dao động nơi mà đi, lại là tiến vào thạch lâm càng sâu chỗ. Cá trạch có chút sững sờ. Ngay sau đó lại truyền đến Điêu Nhi kêu to nói, số cá trạch mau mau lại đây, nơi này có cái sơn động. Cá trạch vèo một chút qua đi. Lại là Điêu Nhi múa may móng vuốt, đem một cái kết giới mở ra, lộ ra một cái sơn động tới. Đi, đi vào dù sao cũng không thể lui, nói không chừng cái này sơn động trong vòng có xuất khẩu. Điêu Nhi đi đầu đi vào. Dương Nghị Vân cùng Thử Vương phi hành nửa ngày, thấy được một tòa tạo hình kỳ lạ như là dương cánh phi ưng núi non dừng lại, bởi vì hắn cảm giác chung Điêu Nhi cùng cá trạch liền ở núi non chỗ sâu trong chỗ nào đó. Mà hắn cũng cảm nhận được nơi này có rất nhiều yêu tộc hơi thở tồn tại.
Thử Vương lại là mục trừng khẩu nói, chủ nhân nơi này chính là Phi Ưng Vương đạo tràng a, ngài xác định Điêu Nhi cùng Cá Trạch ở chỗ này. Vô nghĩa Dương Nghị Vân trắng Thử Vương giống nhau, trong lòng lại là có chút khẩn trương. Quả nhiên này hai kẻ dở hơi a. Như thế nào làm ầm ĩ đến Phi Ưng Vương hang ổ tới. Nhưng ngàn vạn đừng ra cái gì chuyện xấu a. Dương Nghị Vân trong lòng lo lắng, cùng Thử Vương Phi rơi xuống đi ở một chỗ ngọn núi tìm được rồi một cái hóa hình yêu đế, trực tiếp nghiền áp siêu hồn. Hắn phải biết rằng Điêu Nhi cùng Cá Trạch tin tức, siêu hồn chính là đơn giản nhất thô bạo biện pháp. Vài phút sau Dương Nghị Vân trong lòng chua xót, ngoài miệng lại là mắng nói, hai cái gây họa tinh a. Chủ nhân tình huống như thế nào? Thử Vương hỏi. Điêu Nhi cùng Cá Trạch xông vào Phi Ưng Sơn cấm địa a, bị Thông Ngộ Nhị Trọng Thiên chim đại bàng mang theo người chắn ở nơi nào, đi nhanh đi, ta như thế nào cảm giác mất đi chúng nó hai cái hơi thở cảm giác. Dương Nghị Vân vô pháp bình tĩnh, trực tiếp phi thân dựng lên, nhằm phía Phi Ưng cấm địa mà đi. Phía chân trời phía trên Dương Nghị Vân mang theo Thử Vương, hắn làm tốt một hồi chém giết chuẩn bị. Từ siêu hồn yêu đế trong trí nhớ, hiểu biết tới rồi Điêu Nhi cùng Cá Trạch tình huống. Cũng biết Phi Ưng đạo tràng hiện tại tọa trấn chính là Phi Ưng Vương tọa hạ chim đại bàng. Chính là Thông Ngộ Nhị Trọng Thiên đại yêu, mang theo 4 gã Phi Ưng thánh vệ đem Điêu Nhi cùng Cá Trạch đuổi giết vào Phi Ưng Sơn cấm địa chung. Duy nhất làm Dương Nghị Vân vui mừng chính là, Phi Ưng Sơn cấm địa, chỉ có Phi Ưng Vương mới có thể đi vào. Mà bay Ưng Vương đi lên trời lộ, tương đương nói Điêu Nhi cùng Cá Trạch là tạm thời an toàn. Bất quá mọi việc không có tuyệt đối. Phi Ưng Vương đi lên trời lộ, khả năng không về được, vạn nhất chim đại bàng không màng quy củ xông vào cấm địa, Điêu Nhi cùng Cá Trạch liền nguy hiểm. Còn có một chút là Phi Ưng Sơn cấm địa bên trong có cái gì ai cũng không biết, nhưng nếu là cấm địa vậy nhất định có nguy hiểm tồn tại. Nếu là Điêu Nhi cùng Cá Trạch ở trong đó có nguy hiểm làm sao bây giờ? Cho nên Dương Nghị Vân làm tốt cùng lều lớn điều chém giết chuẩn bị. Tuy rằng chim đại bàng là Thông Ngộ Nhị Trọng Thiên đại yêu xem, nhưng hắn hiện tại tu vi không ngừng tăng lên đạt tới tiên tôn đại đỉnh, cũng tiêu hóa rất thiết miệng ưng cùng vương miện điêu lực lượng, lĩnh ngộ tới rồi phong phương pháp tắc cùng hỏa phương pháp tắc. Ngũ hành pháp tắc chiếm cứ thứ hai, trên thực lực tự nhiên cũng là tăng trưởng gấp bội. Hơn nữa càn khôn hồ cùng thần ma âm dương kính này hai cái đòn sát thủ, hắn tin tưởng nhưng một trận chiến chi. Mặc kệ là càn khôn hồ vẫn là thần ma âm dương kính uy lực, kỳ thật đều còn có hắn không nhúc nhích dùng. Thông Ngộ Nhị Trọng Thiên đại yêu, hắn lại cũng chờ mong cùng chi nhất chiến. Chỉ chớp mắt bay vào tới rồi Phi Ưng Sơn cấm địa trên không. Dương Nghị Vân cùng Thử Vương cũng bị trước tiên phát hiện. Lớn mật phương nào bọn chuột nhắt tự tiện xông vào ta Phi Ưng Sơn cấm địa. Chim đại bàng quát lớn mắng. Dương Nghị Vân cùng Thử Vương dần hiện ra hiện. Vốn dĩ hắn muốn cùng Thử Vương trực tiếp phi tiến cấm địa, nhưng lại bị phát hiện sau, 4 cái đại yêu xuất hiện chặn đường. Từ phía trước siêu hồn yêu đế trong trí nhớ, Dương Nghị Vân biết ngăn trở hắn cùng Thử Vương chính là Phi Ưng Vương tọa hạ Phi Ưng thánh vệ, thực lực cùng tu vi phố không thể coi thường. 4 cái Phi Ưng thánh vệ thuần một sắc Thông Ngộ một trọng. Dương Nghị Vân cùng Thử Vương huyền phù ở giữa không trung dừng lại. Ngay sau đó chim đại bàng chợt lóe xuất hiện ở trước mặt. Dương Nghị Vân trong mắt chim đại bàng là cái hơn 20 tuổi thanh niên bộ dáng, nhưng thật ra hóa hình một bộ hảo túi ra. Làm hắn đều có chút ghen ghét. Nhân tộc, chuột yêu, ngươi chờ tìm chết không thành, dám tự tiện xông vào ta Phi Ưng Sơn cấm địa, chim đại bàng trầm giọng mở miệng. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười, hảo không thèm để ý, hắn bên người khổng tước phượng hoàng đều có, một đầu huyết thống không thuần chim đại bàng hậu duệ còn dọa không đến hắn. Cứ việc trước mắt chim đại bàng là Thông Ngộ Nhị Trọng Thiên tu vi. Nhưng hắn như cũ không sợ, thậm chí có mạc danh hưng phấn cảm, chiến ý bỏ lên. Hắn thích chiến đấu. Thực lực tăng lên ở chém giết chung thể hiện thực xông ra. Ta tới tìm ta hai đầu linh sủng, giống như bị ngươi cấp bức tiến Phi Ưng Sơn cấm địa đi. Dương Mỗ Nhân nói thẳng không cố kỵ. Nhưng lời này lại là kích thích tới rồi chim đại bàng. Toàn bộ Phi Ưng núi non bị hai đầu tiểu yêu cấp làm cho gà bay chó sủa, trơ mắt nhìn hai cái tiểu yêu chui vào cấm địa, hắn lại không hề biện pháp, trong lòng đúng là có hỏa không địa phương phát. Đột nhiên tới một cái nhân tộc lại nói cho hắn, hai đầu tiểu yêu là hắn linh sủng. Ở chim đại bàng ngây người lúc sau, lại là phản ứng lại đây, thật đúng là muốn đánh buồn ngủ liền có người đưa gối đầu. Ha ha, thực hảo, hảo thật sự a à, chim đại bàng khó thở mà cười. Ở hắn xem ra đây là này nhân tộc tiểu tử ở coi rẻ hắn,
một cái tiên tôn đại đỉnh nhân tộc mà thôi, tự tiện xông vào Phi Ưng Sơn, thậm chí còn đường hoàng nói là hai cái quấy rối Phi Ưng Sơn tiểu yêu chủ nhân, đúng lý hợp tình. Này liền giống vậy là ở nói cho hắn, nhà ta hài tử tới nhà các ngươi họa họa một phen, ngươi còn muốn đánh nhà ta hài tử, ta muốn tìm ngươi muốn cái cách nói không thể. Bực này lời nói, thật sự là làm chim đại bàng vô pháp lý giải. Ta cũng cảm giác thực hảo Dương Mẫu Nhân giờ phút này hoàn toàn chính là cái loại này tức chết điểu không đền mạng sắc mặt. Làm can, cấp bổn tọa bầm thây hắn chim đại bàng rốt cuộc bạo phát, đối với bên người bốn cái Phi Ưng Thánh Vệ phất tay hạ lệnh. Chính hắn không ra tay, bởi vì kéo không dưới thân phận đi, hoặc là nói một người một chuột còn chưa đủ tư cách làm hắn ra tay, làm bốn cái Phi Ưng Thánh Vệ ra tay đều là giết gà dùng dao mổ trâu. Đây là chim đại bàng ý tưởng. Thật đúng là như vậy sao? Ngay sau đó chim đại bàng trong mắt liền thiếu chút nữa rớt ra tới. Tứ đại Phi Ưng Thánh Vệ nhào hướng Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân đối với Thử Vương mở miệng nói, lui ra phía sau. Đối mặt tứ đại Phi Ưng Thánh Vệ, hiện tại hắn chính là không áp lực. 360 năm bế quan tu vi đạt tới tiên tôn đại đỉnh, cũng không phải là đến không. Hơn nữa thu hoạch không chỉ có như thế. Càn khôn hồ biến hóa cũng rất lớn, lớn đến hắn cũng không biết nông nỗi. Dưa hấu lôi, ngũ lôi tím lá cây cùng sinh mệnh chi thủy, đều đã xảy ra biến hóa. Phía trước bế quan lúc sau hắn chính là cố tình xem xét quá càn khôn hồ, bởi vì càn khôn hồ hấp thu rất thiết miệng ưng cùng vương miện điêu đại bộ phận lực lượng, mà hắn chỉ là hấp thu hai cái đại yêu không đến 1/3 lực lượng mà thôi. Toàn bộ càn khôn hồ ở hắn nhìn lại thời điểm cho thấy thượng cũng không có phát sinh bao lớn biến hóa, nhưng thân là càn khôn hồ chủ nhân Dương Nghị Vân rất rõ ràng, càn khôn hồ đã xảy ra chất lượng biến hóa. Sinh mệnh chi thủy nhan sắc càng thêm xanh biếc phía sau, sinh cơ chi lực ít nhất tăng lên gấp 3, dưa hấu lôi cùng ngũ lôi tím lá cây đồng dạng ở năng lượng cảm giác nâng lên cao gấp 3 không ngừng, này liền thuyết minh uy lực tăng lên gấp 3 nhiều. Trọng điểm là hắn bế quan lúc sau xem xét cảm giác đến càn khôn thần điện lực lượng cường đại rồi. Nhưng là đến tột cùng cường đại rồi nhiều ít, uy lực như thế nào, còn không biết. Nhưng hiện tại sao? Hắn liền muốn thử xem. Vốn dĩ chào phúng chim đại bàng hiện tại này chỉ điều trên người thử xem, nhưng không tưởng này chỉ tạp mau điều cư nhiên trong ánh mắt toát ra chính là khinh thường hắn thần sắc, phái ra tứ đại Phi Ưng Thánh Vệ tiến đến. Hảo, một khi đã như vậy, kia tiểu gia ta khiến cho ngươi nhìn xem cái gì là khai quải nhân sinh. Làm Thử Vương sau, ngay sau đó Dương Nghị Vân trực tiếp thúc giục càn khôn thần điện chi lực. Theo hắn tu vi tăng lên, hắn có thể cảm nhận được. Hắn hiện tại thân thể có thể chống cự trụ càn khôn thần điện chi lực phản phệ. Lực lượng cường đại, nên vào giờ phút này tới thử xem. Tứ đại thông ngộ nhất trọng thiên Phi Ưng Thánh Vệ, lại là cũng đủ. Chờ thêm sau hắn liền biết chính mình toàn bộ át chủ bài đòn sát thủ thêm lên có thể chống cự cái gì cấp bậc thông ngộ. Dị vực giới không chừng tử hoàng chờ đại yêu đều ở, yêu cầu thực lực đi tìm. Một nhân tộc lang bạt dị vực giới, không có điểm thực lực ra tới. Như thế nào hỗn đi xuống, đổi không được bị chê cười. Hắn hiện giờ chính là hỗn loạn tiên vực vân môn chi chủ, toàn bộ hỗn loạn tiên vực trừ bỏ không rõ tình huống tiểu hồng hoang thiên đình nơi, hắn nói chính mình là hỗn loạn tiên vực chi chủ, cũng không ai dám nói đệ nhị. Nếu là ở dị vực giới không thực lực, ngược lại bị yêu tộc cấp khi dễ, truyền ra đi hắn tuyệt đối chính là chê cười. Ong! Trên cánh tay trái càn khôn hồ cứ việc đại tác phẩm. Dương Nghị Vân đối mặt tứ đại Phi Ưng Thánh Vệ, hừ lạnh một tiếng, chết. Oanh! Càn khôn thần điện lực lượng nháy mắt từ Dương Nghị Vân cánh tay trái bùng nổ mà ra. Nơi xa chim đại bàng nheo mắt, trong lòng cư nhiên một trận tim đập nhanh, hắn có dự cảm bất hảo, vội vàng đối với bốn cái Phi Ưng thân Thánh Vệ giống to, mau lui lại trở về. Tuy rằng không biết đối diện người kia tộc tiểu tử có cái gì thủ đoạn, nhưng là cảm giác lại là thực chuẩn xác. Bất quá đã quá muộn. Chỉ thấy đầu bạc nhân tộc tiểu tử trên người bộc phát ra một đạo mắt thường nhưng xem kim sắc vòng sáng khí lãng, đối với tứ đại Phi Ưng Thánh Vệ oanh một chút mà đi. Chợt lóe rồi biến mất. Kim sắc vòng sáng khí lãng lướt qua tứ đại Phi Ưng Thánh Vệ. Ngay sau đó thời gian đều tại đây một khắc yên lặng. Tứ đại Phi Ưng Thánh Vệ như là định thân giống nhau như ngừng lại giữa không trung. Ngay sau đó lại là chim đại bàng mở to hai mắt nhìn, đồng tử co chặt. Mắt tận mắt nhìn thấy, tứ đại Phi Ưng Thánh Vệ thân thể như là bị gió thổi qua giống nhau, hóa thành hạt cát một chút biến mất ở trong thiên địa. T. Chim đại bàng há to miệng, hít hà một hơi. Trong lòng khiếp sợ tột đỉnh,
đường đường Phi Ưng Vương tự mình tài bồi ra tới Phi Ưng Thánh Vệ, kêu thảm thiết đều không có phát ra một tiếng, cứ như vậy hóa thành cho tàn tiêu tán. Thật là đáng sợ. Liên tính là hắn thật thông ngộ lưỡng trọng thiên đỉnh đại yêu, cũng không có khả năng làm được như thế một kích dưới có thể chém giết trong đó bất luận cái gì một cái Phi Ưng Thánh Vệ. Kia chính là bốn gã thông ngộ nhất trọng thiên Phi Ưng Thánh Vệ a. Đầu bạc nhân tộc trên người đến tột cùng là cái gì lực lượng? Hắn tuyệt đối không phải một cái cho thấy thượng nhìn qua tiên tôn đại đỉnh. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Nửa ngày sau chim đại bàng kinh hô mà ra. Dương Mỗ Nhân giờ phút này kỳ thật cũng khiếp sợ càn khôn thần điện chi lực, hắn mặt ngoài chấn định, nhưng tâm lý cũng có khổ nói không nên lời. Vận dụng càn khôn hồ thần điện lực lượng, tuy rằng lần này phản phệ chi lực hắn thừa nhận ở, đối thân thể cũng không có phần lớn ảnh hưởng, vừa nội sở hữu pháp lực cơ hồ bị rút cạn vào. Thúc dục càn khôn thần điện yêu cầu hắn tự thân pháp lực. Lúc này hắn cảm nhận được chính là từng đợt thoát hư. Nhưng mà đối diện còn có một đầu thông ngộ nhị trọng thiên chim đại bàng, cũng không dám lộ ra cái gì dấu vết tới, nếu không hắn sẽ rất nguy hiểm. Yêu cầu thời gian tới khôi phục mới có thể tiếp tục chiến đấu. Đối mặt chim đại bàng mở miệng nói chuyện, Dương Nghị Vân chấn định nói, hỗn loạn tiên vực vân môn chi chủ Dương Nghị Vân, tạp mao điểu cho ngươi một cái thần phục cơ hội. Ở Dương Nghị Vân trong mắt loại này chim đại bàng huyết thống không thuần chính là một con chân chính tạp mao điểu mà thôi. Giờ phút này ở lời nói thượng, khí thế thượng chính là không hề có yếu thế, cũng không dám có bất luận cái gì yếu thế ra tới, nếu không sẽ bị đối phương nhìn ra tới, hắn kỳ thật không xong tình huống, kia đã có thể không ổn. Càn khôn thần điện uy lực thật là lớn, hơn nữa đại dọa người, bốn cái thông ngộ nhất trọng thiên Phi Ưng Thánh Vệ trực tiếp một kích dưới tan thành mây khói. Thay đổi bất luận kẻ nào trong lòng đều phải nhút nhát. Càng đẹp mắt chim đại bàng cũng chỉ là thông ngộ nhị trọng thiên. Thông ngộ cửu trọng thiên một trọng một ngày mà, nhị trọng thiên cũng chỉ là ở cơ sở cực đoan mà thôi. Có càn khôn thần điện tại đây một kích huy lực kinh sợ, Dương Nghị Vân rõ ràng thấy được chim đại bàng hai tròng mắt chung sợ hãi. Nhưng là mặt khác, Dương Mỗ Nhân chính mình cũng đang chột dạ trạng thái. Bởi vì hắn cơ hồ muốn hư thoát, càn khôn thần điện vận dụng, tuy rằng không có trước kia phản phệ chẳng sợ đáng sợ, nhưng lại rút cạn trong thân thể hắn pháp lực. Lúc này nếu chim đại bàng bạo khởi xuất kích, hắn biết chính mình không phải đối thủ. Trước mắt cũng chỉ có thể ra vẻ chấn định, hù dọa chim đại bàng. Mà đối với chim đại bàng tới nói, đích xác trong lòng ở phát lạnh. Nghe Dương Nghị Vân nói chuyện, nửa ngày lúc sau, chim đại bàng lại là mở miệng nói, nhân tộc ngươi. Ngươi chớ có cản rỡ, tự tiện xông vào Phi Ưng Sơn cấm địa vốn chính là tử tội, hôm nay ngươi thả thúc thủ chịu trói đi. Chim đại bàng chung quy là Phi Ưng Vương ngồi xuống đại yêu. Hiện tại càng là tỏa chấn Phi Ưng Vương đạo tràng đại yêu, mặc kệ là mặt trong mặt ngoài đều không cho phép hắn yếu thế. Hơn nữa ngẫm lại ở chính mình địa bàn nếu như bị một nhân tộc cấp hù dọa trụ, kia hắn còn như thế nào hỗn. Bốn phía còn có rất nhiều yêu chúng đang nhìn. Cái này mặt ném không dậy nổi a. Trước mắt tựa hồ tiến vào một cái tử cục. Đánh đi, hắn kiêng kỵ Dương Nghị Vân vừa rồi cái loại này lực lượng, không lớn đi, bốn gã Phi Ưng Thánh Vệ bị Dương Nghị Vân xử lý. Không thể nào nói nổi. Hơn nữa Dương Nghị Vân dưới tòa hai đầu tiểu yêu xông vào cấm địa chung, như thế nào tính, này bút chướng đều phải tính ở Dương Nghị Vân trên đầu. Ngẫm lại sau chim đại bàng bỗng nhiên phát ra một tiếng thét dài, uy. Đây là một tiếng cảnh kỳ, cũng là một tiếng triệu hoán. Hắn ở triệu hoán Phi Ưng Sơn mặt khác Phi Ưng Thánh Vệ, cũng ở triệu hoán bế quan chung mặt khác vài vị đại yêu. Đối mặt Dương Nghị Vân cái này quỷ dị nhân tộc, không có biện pháp. Nếu như thế vậy triệu hoán mặt khác đại yêu tiến đến giết địch, hắn cũng không tin Dương Nghị Vân có thể nghịch thiên đi. Hôm nay nếu là không đem này nhân tộc cấp bắt lấy, bọn họ Phi Ưng Sơn chính là toàn bộ dị vực giới lớn nhất chê cười. Thân là dị vực giới năm đại đầu sỏ thế lực chi nhất, vô số tuế nguyệt tới nay, còn không có người dám lớn mật như thế đại náo Phi Ưng Sơn. Đây là không thể tha thứ. Dương Nghị Vân nghe được chim đại bàng một tiếng thét dài, lại là trong lòng lộc bộc một chút. Vốn tưởng rằng này chỉ điều sẽ ra tay, nhưng lại không nghĩ tới thét dài lúc sau như cũ không nhúc nhích, cái này Dương Nghị Vân trong lòng không bình tĩnh, đoán được đối phương có thể là ở triệu hoán mặt khác đại yêu. Dương Nghị Vân rõ ràng chính mình tình huống, nếu là chờ mặt khác đại yêu tiến đến, hắn liền phiền toái lớn. Trước mắt chỉ có một bác. Tuy rằng có chút hư thoát nhưng cũng không phải không có bất luận cái gì đánh trả chi lực, trên người hắn tự nhiên còn có rất nhiều thủ đoạn.
nhìn thoáng qua chim đại bàng phía sau sương mù nơi, hắn biết nơi nào đó là Phi Ưng Sơn cấm địa, nghĩ dứt khoát trước vọt vào đi tìm Điêu Nhi cùng cá trạch lại nói. Dù sao lúc này hắn yêu cầu thời gian khôi phục pháp lực, cũng không thể chờ chim đại bàng triệu hoán mặt khác đại yêu tiến đến. Hơn nữa Phi Ưng Sơn cấm địa chim đại bàng là không dám đi vào, mặt khác đại yêu cũng không dám đi vào. Nhìn như nguy hiểm cấm địa, kỳ thật với hắn mà nói ngược lại là an toàn nơi. Trong lòng cười khổ, sớm biết rằng liền bất động dùng càn khôn thần điện chi lực, uy lực đi thật là vượt quá tưởng tượng cường đại, nhưng một chút rút cạn pháp lực hư thoát trạng thái quá khó chịu, làm hắn một chút từ mãnh hổ biến thành hổ giấy. Dương Nghị Vân hạ quyết tâm, bỗng nhiên ra tay, hắn đầu tiên muốn đem chim đại bàng này một quan đã cho đi. Sau đó vọt vào Phi Ưng Sơn cấm địa mới tính an toàn. Tuy rằng hắn cũng biết Phi Ưng Sơn cấm địa có cái gì, nhưng tổng so chờ một lát mặt khác đại yêu tiến đến bị vây quanh muốn hảo. Trong tay một phen một mảnh hỏa thuộc tính tím thụ ngũ lôi diệp xuất hiện nơi tay, thúc giục chi gian đối với chim đại bàng mà đi. Răng rắc, nho nhỏ tím lá cây tử, nháy mắt hóa thành một đạo hỏa hồng sắc lôi điện, bổ về phía chim đại bàng. Pháp lực bị rút cạn chính là Dương Nghị Vân còn có chí bảo tồn tại. Ngũ lôi tím lá cây, có 5 phiến, dưa hấu lôi 3 viên, nhưng đều là uy lực tăng lên gấp 3 sát khí. Lúc này dùng đến, lại là nhất thích hợp. Mục đích của hắn rất đơn giản, chỉ là tưởng dọa lui chim đại bàng, sau đó vọt vào ở Phi Ưng Sơn cấm địa đi tìm Điêu Nhi cùng cá trạch, cũng không tưởng cùng chim đại bàng ham chiến. Cũng đúng là như thế, Dương Nghị Vân không một chút thúc giục 5 phiến tím lôi lá cây, có thể đem chim đại bàng bức khai liền không tồi. Trung quy là thông ngộ nhị trọng thiên đại yêu, liền tính là dùng một lần đem 5 phiến ngũ lôi tím lá cây toàn bộ quăng ra ngoài cũng chưa chắc có thể bị thương đến chim đại bàng. Dương Nghị Vân lĩnh ngộ tới rồi hai loại pháp tắc lúc sau, mới đối thông ngộ cao thủ có rõ ràng nhận thức, đích xác xa xa không phải thiên tôn cấp bậc có thể chống lại. Hắn sở dĩ có thể xử lý thông đạo nhất trọng thiên cấp bậc Thiết Miệng Ưng cùng Vương Miện Điêu, dựa vào là càn khôn hồ cùng mặt khác phụ trợ, còn có hắn bản thân cơ sở cường đại, ưu việt quá mặt khác tu sĩ. Như thế dưới tình huống mới có thể vượt cấp chiến đấu. Đổi một cái khác thiên tôn tới đối mặt thông ngộ, tuyệt đối là phải bị nghiền áp. Thông ngộ hạng người tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nhất trọng thiên thắng qua nhất trọng thiên. Nhị trọng thiên tu vi chim đại bàng, tự nhiên càng thêm nhiêu ích. Cho nên giờ phút này Dương Nghị Vân ngay từ đầu liền đem mục tiêu thực minh xác xuống dưới. Như thế mới có thể làm chính mình không có hại. Dương Mỗ Nhân nhìn như lỗ máng, kỳ thật là thực cẩn thận, chẳng sợ hắn là vận dụng các loại pháp bảo thần thông chiến thắng địch nhân. Nhưng cũng là trả giá đại giới, đều không phải là ngẫu nhiên tùy ý. Dương Nghị Vân một mảnh hỏa thuộc tính ngũ lôi tím lá cây ra tới, hóa thành lôi đình. Chim đại bàng nheo mắt, bất luận cái gì sinh linh đối với lôi đình đều là có bản năng sợ hãi, bất quá ngay sau đó hắn cảm nhận được lôi đình chi uy tựa hồ cũng không phải rất mạnh, tức khắc ra tay. Đến nay hắn còn không có cùng Dương Nghị Vân giao thủ. Như thế bốn phía yêu chúng đều nhìn, hắn nếu là không ra tay, chẳng phải là bị thủ hạ yêu chúng cấp chê cười. Hừ, hừ lạnh một tiếng, chim đại bàng lại là vung tay lên trong tay kim quang đại tác dựng lên, ngay lập tức một đạo kim quang pháp lực từ trong tay đi ra ngoài, mơ hồ trung hình thành một đầu chim đại bàng, tấn mãnh chi gian đối với Dương Nghị Vân này một đạo lôi đình ngọn lửa va chạm. Ầm vang, một tiếng nổ vang, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó lôi đình cùng chim đại bàng pháp lực ngưng tụ đều tiêu tán. Lại là nhẹ nhàng hóa giải rất Dương Nghị Vân lôi đình ngọn lửa. Giờ phút này Dương Nghị Vân chấp động thân mang theo thử vương trực tiếp nhằm phía cấm địa sương mù mà đi, hắn bản thân liền không tưởng cùng chim đại bàng chém giết tâm tư chỉ nghĩ né tránh tiến vào Phi Ưng Sơn cấm địa. Bất quá ý tưởng thực hảo, nhưng hắn coi thường chim đại bàng phản ứng. Tiểu tử chạy đi đâu, hôm nay bổn tọa lại lần nữa tu tiên tiến cấm địa. Chim đại bàng một kích nhẹ nhàng hóa giải Dương Nghị Vân lôi đình chi lực. Lại là trong lòng đại định, tiểu tử này tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy lợi hại cổ quái. Hiện tại quay đầu tưởng tượng, phía trước Dương Nghị Vân trên người bộc phát ra tới cái loại này cường đại lực lượng làm bốn cái Phi Ưng Thánh Vệ tan thành mây khói, nghĩ đến tuyệt đối không phải có thể tùy ý là có thể bộc phát ra tới. Bất luận cái gì lực lượng cường đại, đều không phải cải trắng. Tiểu tử này tất nhiên là ở hư trương thanh thế, lực có không bằng. Nếu không đã sớm đối hắn động thủ, mà không phải nhảy nhằm phía cấm địa. Trong lòng như vậy tưởng tượng, chim đại bàng bắt đầu phản kích. Pi, thét dài trung toàn thân kim quang đại tác. Hóa thành bản thể,
trở thành một đầu dương cánh 9 mét kim sắc đại điểu. Cánh chim vừa động chi gian vèo một chút hóa thành một đạo kim quang, nhanh như tia chớp trực tiếp chắn Dương Nghị Vân phía trước, một đôi kim sắc cự chảo hung hăng chụp vào Dương Nghị Vân. Sắc bén mà hữu lực. Dương Nghị Vân trong lòng nhảy dựng, vội vàng trong tay nhất kiếm chém ra loại kém. Ầm vang. Hỏa tinh tử văng khắp nơi. Phốc. Lại vẫn là một kích hạ, hắn bay ngược đi ra ngoài, trong cơ thể hơi thở đại loạn, một ngụm lão huyết phun ra. Lực lượng cường đại đánh sâu vào chấn động hạ, hắn cảm thụ một cổ sắc bén cương ngạnh chi lực. Là kim loại tính lực lượng cùng pháp tắc. Dương Nghị Vân cảm nhận được đến từ chim đại bàng lực lượng, một kích đối chạm vào hạ, cảm nhận được chim đại bàng chính là kim phương pháp tắc thông ngộ nhị trọng thiên. Ngũ hành thuộc tính bên trong, lực công kích cường đại nhất đó là kim. Hắn không nghĩ tới này chỉ tạp mao điểu cư nhiên là kim phương pháp tắc thông ngộ lực lượng. Một ngụm lão huyết nhổ ra. Trong lòng đang âm thầm kêu khổ, trong cơ thể bổn thanh lực lượng không khôi phục, hiện tại lại bị chấn một chút, tình huống có chút không xong, còn bị ngăn trở xuống dưới. Thoạt nhìn chim đại bàng là không chuẩn bị làm hắn tiến vào cấm địa hoặc là nói xem đầu hắn ý tưởng. Lùi lại vài trăm thước sau, Dương Nghị Vân mới dừng lại, lau khóe miệng vết máu. Chi! Thử vương một tiếng gầm rú hóa thân bản thể liền phải tiến lên. Dương Nghị Vân mở miệng nói, thử vương dừng lại. Hắn biết thử vương càng không phải chim đại bàng đối thủ. Thử vương ngây người, lại là lui về Dương Nghị Vân bên người, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện chim đại bàng. Phi! Dương Nghị Vân phun ra một ngụm vết máu, ngẩng đầu nhìn về phía chim đại bàng chậm rãi mở miệng nói, tạp mao điểu ngươi mẹ nó làm ta thực tức giận. Dương mẫu nhân thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Vốn dĩ hắn muốn tránh, nhưng chim đại bàng tựa hồ nhìn ra hắn vấn đề, không cho hắn cơ hội. Một ngụm lão huyết nhổ ra, cái này làm cho Dương mẫu nhân hỏa khí đại mạo. Lúc này chim đại bàng còn lại là đắc ý lên, cũng biết vừa rồi là chính hắn quá mức dọa chính mình, tiểu tử này kia lực lượng cường đại, đều không phải là dùng chi không kiệt. Ít nhất hiện tại không phải. Càng không thể tùy thời đều có thể sử dụng ra tới, nếu không cũng sẽ không nhằm phía cấm địa mà đi. Đây là không muốn cùng chính mình giao thủ, muốn trốn a. Vào cấm địa, tiểu tử này liền an toàn. Toàn bộ Phi Ưng Sơn không ai dám tiến vào cấm địa đi. Nghĩ thông suốt này đó sau, chim đại bàng nhìn về phía Dương Nghị Vân thời điểm cười lạnh lên, âm trầm nói, nhân tộc tiểu tử, hẳn là tức giận là bổn tọa, hôm nay không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, bổn tọa thề không bỏ qua. Vậy thử xem Dương Nghị Vân nói chuyện chung tay trái quang mang sáng ngời, dư lại bốn phiến ngũ lôi tím lá cây toàn bộ nơi tay, tay phải chợt lóe một viên dưa hấu lôi xuất hiện. Tuy rằng pháp lực không khôi phục, nhưng là dưa hấu lôi cùng ngũ lôi tím lá cây hắn có thể dùng. Một mảnh không đủ vậy bốn phiến. Hắn xem như đã nhìn ra, không đem chim đại bàng cấp làm nằm sấp xuống, hắn là đừng nghĩ tiến vào cấm địa. Ha ha tiểu tử phía trước kia chờ lực lượng, không phải có thể tùy tiện vận dụng đi, không có kia chờ lực lượng, ngươi ở bổn tọa trong mắt chính là con kiến, bóp chết ngươi dễ như trở bàn tay, bất quá bổn tọa sẽ không làm ngươi dễ dàng liền chết, bổn tọa muốn cho ngươi nếm thử thế giới tàn khốc nhất hình phạt. Chậm rãi lồng chết ngươi. Chim đại bàng nói chuyện chung nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân sắc mặt xem, đích xác Dương Nghị Vân sắc mặt rất khó xem ở biến hóa. Này thuyết minh hắn hoàn toàn nói đúng. Ha ha, ha 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 ha. Dương Nghị Vân cuồng tiếu lên. Đích xác chim đại bàng nói đúng, càn khôn thần điện lực lượng không thể dễ dàng sử dụng, nhưng cũng không phải không thể thi triển lần thứ hai, thật muốn là bức nóng nảy hắn, kia cũng có thể thử xem. Lồng chết này chỉ điều. Cũng muốn đem lộng tàn phế. Hơn nữa trong tay hắn dưa hấu lôi cùng ngũ lôi tím lá cây liền thật sự thương không đến chim đại bàng sao. Dương Nghị Vân nghĩ đến chưa chắc. Lượng biến dẫn phát biến chất. Nếu một mảnh ngũ lôi tím lá cây không dùng được, vậy toàn bộ. Cũng không tin lộng bất tử. Hơn nữa Dương mẫu nhân còn có thần ma âm dương kính công năng vô dụng đâu. Tiểu gia hôm nay khiến cho ngươi thử xem. Dứt lời chi gian bỗng nhiên biến mất giống to. Một tấc vuông càn khôn. Ngay lập tức chi gian phạm vi cây số trong vòng bị hắn bao phủ ở một tấc vuông càn khôn thần thông trong vòng, hết thảy sự vật ở thu nhỏ lại áp chế chung. Chim đại bàng cảm nhận được bốn phía thiên địa pháp tắc cư nhiên xuất hiện áp xúc dấu hiệu, nhưng lại cũng không hoảng loạn, loại này pháp tắc thần thông tuy rằng quỷ dị, nhưng lại ở hắn thừa nhận trong phạm vi. Thông ngộ nhị trọng tu vi, cũng không phải nói. Chấn phá. Dứt lời chi gian. Chim đại bàng toàn thân yêu khí nhộn nhạo,
tận trời kim phương pháp tắc ánh sáng, như là đao kiếm chi khí, không gì chặn được, đâm thủng hết thảy. Quả nhiên a vẫn là kém một chút. Dương Nghị Vân nội tâm nói thầm, hắn biết một tấc vuông càn khôn thần thông lấy hắn hiện tại tu vi thi triển ra tới, chung quy đối thông ngộ cấp bậc ảnh hưởng không lớn. Hiện tại xem ra quả thực như thế. Đặc biệt là đối thượng thông ngộ nhị trọng thiên chim đại bàng. Khoảnh khắc đã bị chim đại bàng trên người phát ra lực lượng cấp phá tan một tấc vuông càn khôn thần thông bao phủ, cũng không có làm chim đại bàng thu nhỏ lại thân thể. Bất quá, cũng không phải không có bất luận cái gì ảnh hưởng, ít nhất ảnh hưởng tam tức thời gian. Nhưng đối Dương Nghị Vân tới nói vậy là đủ rồi, hắn thi triển một tấc vuông càn khôn thần thông, bản thân chính là vì tranh thủ thời gian mà thôi. Này tam thức thời gian trong vòng hắn đem trong tay xé rách phiến ngũ lôi tím lá cây lấy tứ tượng vị trí bố trí ở chim đại bàng trên đỉnh đầu không, rồi sau đó ba viên dưa hấu lôi lấy tam tải phương vị đặt ở chim đại bàng quanh thân. Chạm vào. Liền tại đây một giây chi gian. Dương Nghị Vân lui về phía sau cây số. Cũng là ở thời điểm này, Dương Nghị Vân khóe miệng một nhếch miệng nói, bảo. Ngay sau đó thiên địa chấn động. Răng rắc sát. Ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa. Ba viên dưa hấu lôi cùng bốn phiến ngũ lôi tím lá cây toàn bộ bị Dương Nghị Vân kíp nổ. Thật lâu không có vận dụng này hai loại sản tự càn khôn hồ nội sát khí, hiện giờ một chút kíp nổ lúc sau, uy lực cũng đúng vậy ra ngoài Dương Nghị Vân đoán trước. Toàn bộ phía chân trời cây số trong vòng lôi đình đền bù, đủ mọi màu sắc năng lượng nháy mắt tạc nứt hình thành mây nấm thật xa nhìn lại đều vô cùng đồ sộ. Dương Nghị Vân trong mắt chim đại bàng đã nhìn không thấy, bị cắn nuốt ở trong đó. Thiên địa đều ở rung chuyển, hơn nữa không gian đều bị nảy ra từng đạo không gian cái khe. Cường đại hơi thở lan tràn ở toàn bộ phía chân trời bốn phương tám hướng. Phía dưới một loại yêu chúng, hoảng sợ triệt thoái phía sau. Đây chính là đúng là thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương cục diện. Này đó yêu chúng cũng không phải là như Dương Mỗ nhân bực này biến thái tôn cấp, càng không phải thông ngộ đại yêu. Nếu là không chạy xa, tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn. Trong lúc nhất thời hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Mãnh liệt sóng xung động hạ, Dương Nghị Vân đang chờ đợi hiệu quả. Hoặc là nói hắn ở giống nhau ấp ủ tiếp theo đánh. Hắn rõ ràng thông ngộ nhị trọng thiên cường giả có bao nhiêu đại bản lĩnh, cứ việc hắn một chút vận dụng sở hữu dưa hấu lôi cùng ngũ lôi tím lá cây tử, nhưng lại chưa chắc có thể nổ chết chim đại bàng. Cho nên vẫn là muốn chuẩn bị tốt tiếp theo sóng công kích thủ đoạn. Hoặc là làm chết chim đại bàng. Hoặc là nhất vô dụng cũng muốn lộng tàn phế, sau đó sao, Dương Mỗ Nhân đã cấp chim đại bàng làm tốt kết cục. Này chỉ huyết thống không thuần tạp mao điểu, hôm nay là thật đem hắn chọc mao. Ỷ vào là thông ngộ đại yêu, liền hoàn toàn khinh thường, thông ngộ dưới tu sĩ, đặc biệt hắn là nhân tộc, ở chim đại bàng trong mắt liền càng là không đáng giá nhắc tới. Dương Nghị Vân trong lòng cười lạnh, có bao nhiêu khinh thường hắn tu vi nhân tộc yêu tộc thua ở trên tay hắn. Hôm nay hắn liền phải này chỉ chim đại bàng biết, khinh thường người đại giới. Trong tay thần ma âm dương kính xuất hiện, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, đối với nổ mạnh mà chuẩn bị hảo, liền chờ ngay sau đó cấp ra một kích. Thần ma âm dương kính, có ba loại công hiệu uy lực. Đệ nhất loại là nghịch chuyển lúc sau nhiếp hồn đoạt phách, là cực hạn chí âm chi lực. Đệ nhị loại là thuận chuyển dưới bùng nổ thuần dương chi lực, bá đạo thả lại không gì chặn được, được xưng có thể thí thần diệt ma. Loại thứ ba kỳ thật là lợi hại nhất, được xưng âm dương nhị khí, tạo hóa nhưng chờ mong. Dựng thẳng tới, loại thứ ba là nhất bình thản, kỳ thật Dương Nghị Vân biết, loại thứ ba âm dương nhị khí đồng thời thúc dục, lại nói tiếp là nhưng cướp lấy người khác đạo hạnh, có điểm cùng loại càn khôn cắn nuốt, nhưng lại không giống nhau. Càn khôn lực cắn nuốt là thô bạo bá đạo, có loại không kỵ sống nguội bộ dáng. Nhưng là thần ma âm dương kính lại là mang theo công kích ở bên trong, âm dương nhị khí công kích. Công kích pháp lực cùng nguyên thần, kỳ thật đây là phi thường đáng sợ công kích, cướp lấy địch nhân đạo hạnh, đầu tiên là công kích. Đây mới là bá đạo đáng sợ địa phương. Dương Nghị Vân hiện tại cầm trong tay thần ma âm dương kính chính là muốn thử xem, thần ma âm dương kính loại thứ ba uy lực, đối thông ngộ nhị trọng thiên chim đại bàng có thể tạo được bao lớn tác dụng. Hắn không trông cậy vào thần ma âm dương kính có thể cướp lấy chim đại bàng đạo hạnh, chỉ cần có thể thương đến này chỉ tạp mao điểu như vậy đủ rồi. Áp thân nhìn chằm chằm giữa sân không chớp mắt, ước chừng tam tức lúc sau, thật lớn mây nấm dần dần tan đi. Giây tiếp theo Dương Nghị Vân thấy được chim đại bàng thân ảnh hiện hóa ra tới, lại là nhìn đến chim đại bàng toàn thân là đen nhánh sắc, chật vật bất kham,
nhưng lại ở chim đại bàng đen nhánh trên người có kim sắc văn lạc phi thường lộng lẫy. Hắn liền biết lần này tạc bất tử này chỉ tạc mau điểu. Tức khắc không chút do dự kích phát rồi thần ma âm dương kính. Âm dương tạo hóa. Một tiếng trầm thấp mà ra. Một hắc một kim hai đại cột sáng từ thần ma âm dương kính bùng nổ mà ra, hội tụ ở bên nhau trực tiếp chiếu xạ ở chim đại bàng trên người. Pi, a, tiểu tử bổn tọa muốn ngươi chết. A, nháy mắt kêu thảm thiết dựng lên. Chim đại bàng có hại. Thần ma âm dương kính trung âm dương nhị khí chiếu xạ ở chim đại bàng trên người, âm khí công kích nguyên thần, dương khí công kích thân thể. Nếu là Dương Nghị Vân tu vi cũng đủ, này một kích dưới là có thể xử lý chim đại bàng, đáng tiếc hắn hiện tại còn không phải thông ngộ. Nhưng liền tính là như thế, giờ phút này thần ma âm dương kính bày ra ra tới lực lượng, đã thành công áp chế ở chim đại bàng trên người, cấp chim đại bàng tạo thành uy hát iota. Dương Nghị Vân nở nụ cười. Giờ phút này hắn vạn vật thần thông vận chuyển dựng lên, một chút biến mất thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện ở chim đại bàng trên lưng. Chống thần ma âm dương kính áp chế lực lượng, hung hăng một quyền nện ở chim đại bàng trên đầu. Oanh! Api! Một quyền dưới chim đại bàng toàn thân đều là chấn động kêu thảm thiết dựng lên, khổng lồ thân thể hướng về phía dưới tin tức, trực tiếp mất đi cân bằng. Lúc này Dương Nghị Vân vung tay lên trực tiếp một giọt sinh mệnh chi thủy xuất hiện nơi tay. Ngón tay bắn ra phi vào chim đại bàng miệng chợt lóe rồi biến mất. Đại công cáo thành. Hắn không chuẩn bị trực tiếp vận dụng càn khôn hồ cắn nuốt đi cắn nuốt chim đại bàng, bởi vì cắn nuốt nhiều, chưa chắc chính là chuyện tốt, điểm này hắn từ hấp thu thiết miệng ưng cùng vương miện điêu trên người liền cảm nhận được. Cắn nuốt nhiều, đối hắn tu vi cũng không phải chuyện tốt. Cho nên thu phục một đầu chim đại bàng, mới là nhất có lời. Ầm vang. Chim đại bàng mất đi cân bằng. Bị Dương Mỗ Nhân một quyền trực tiếp từ phía chân trời tạp rơi xuống, dừng ở đại địa thượng, tạp ra một cái hố to. Mà Dương Mỗ Nhân trước sau đứng ở chim đại bàng trên lưng, gắt gao áp chế chim đại bàng. Sinh mệnh chi thủy búng tay gian tiến vào chim đại bàng miệng lúc sau, hết thảy đều kết thúc. Này chỉ điều, xem như bị hắn cấp lộng thảm. Giờ phút này, Dương Nghị Vân trong lòng chính cao hứng, nơi xa phía chân trời lại vẫn là từng đạo cường đại yêu khí phóng lên cao. Chủ nhân có đại yêu tới. Thử vương vội vàng lại đây nói. Đi, tiến cấm địa. Dương Nghị Vân hét lớn một tiếng, chào chết cẩu giống nhau nắm lên chim đại bàng cùng thử vương lắc mình tiến vào phi ưng sơn cấm địa. Hắn nhưng không nghĩ ở thời điểm này ở đối thượng cái gì đại yêu. Cùng chim đại bàng một trận chiến, hắn cũng tinh bì lực tấn, lại đến một cái thông ngộ đều chịu không nổi. Huống chi từ hơi thở thượng cảm giác, nơi xa xuất hiện yêu khí còn không ngừng một đạo. Tất nhiên là phía trước chim đại bàng triệu hoán, phi ưng vương đạo thành mặt khác đại yêu xuất động, này nhưng thời điểm cũng không thể ở chống chọi. Giải quyết chim đại bàng cũng không có gì yêu quái ở ngăn trở hắn tiến vào phi ưng sơn cấm địa, những cái đó chim đại bàng thủ hạ yêu chúng đã trốn đến thật xa. Như thế hắn cùng thử vương nắm lên chim đại bàng, thuận lợi vọt vào cấm địa bên trong. Vèo vèo vèo. Đầu tiên là ba đạo cường đại yêu khí, xuất hiện ở cấm địa ở ngoài. Hồng bạch lam tam ánh sáng màu vựng, sau đó ngưng tụ thành ba người. Hai lão một thiếu. Trong đó một cái là nữ nhân, hai cái là lão ông diện mạo biến ảo. Ba người nhiều ít đều có yêu tộc đặc thù tồn tại. Cái thứ nhất lão ông một đầu tóc đỏ, đôi mắt lại là hai mắt màu đỏ, địa phương khác nhìn qua cùng nhân tộc không có gì khác nhau, một tiếng hồng y giả dạng, toàn thân từ đầu đến chân đều là màu đỏ rực. Cái thứ hai lão ông lại là bốn điều rất dài lông mày. Một tiếng màu lam trang điểm, một đôi mắt sâu kín pháp lam quang. Cái thứ ba thiếu nữ diện mạo nữ tử, một đầu tóc bạc đầu bạc, sắc mặt là trắng bệch màu da, hai mắt ngăm đen sáng ngời, nhưng lại thoạt nhìn càng thêm dọa người, sau lưng còn giữ lại một đôi tuyết trắng cánh chim. Đều là toàn thân tản ra cường đại yêu khí đại yêu. Này ba người xuất hiện lúc sau, bốn phía yêu chúng sôi nổi quỳ gối khẩu hô, tham kiến đại tôn vương, nhị tôn vương, bốn tôn vương. Một đám phế vật. Đại tôn vương trầm giọng mắng. Bốn phía đàn muốn nhẹ nhàng phát run. Bầy yêu trong miệng tam đại tôn vương, đó là phi ưng vương ngồi xuống tám đại yêu chung, lão đại, lão nhị cùng lão tứ. Lão tam chính là chim đại bàng, lão thất cùng lão bát là thiết miệng ưng cùng vương miện điêu, lại là bị Dương Nghị Vân cấp xử lý. Này ba cái đại yêu còn lại là đang bế quan tu luyện, vừa rồi đừng chim đại bàng cấp triệu hồi ra đóng. Đến nỗi lão lục. Lão ngũ còn lại là ra ngoài du lịch, không hề phi ưng vương đạo tràng.
Phi Ưng Vương là cầm loại, hắn dưới tòa tám đại yêu cũng đều tất cả đều là cầm loại. Xuất quan ba người, lão đại bản thể chính là một đầu hai mắt huyết ưng, lão nhị là dị chủng miêu ưng, lão tứ bạch y nữ tử còn lại là vẫn luôn anh vũ điểu. Tam đại yêu chung lão đại hai mắt huyết ưng còn lại là thông ngộ tam trọng thiên đỉnh, lão nhị miêu ưng mới vừa đột phá tới rồi tam trọng thiên, lão tứ anh vũ điểu lại là nhị trọng thiên đỉnh chi cảnh. Hiện giờ ba người xem như toàn bộ Phi Ưng Vương đạo thành tu vi tối cao tồn tại. Vèo vèo vèo. Giữa sân yêu khí đại tác phẩm, một chiếc tám đạo lưu quang thoáng hiện, lại là xuất hiện tám thông ngộ nhất trọng thiên Phi Ưng Thánh Vệ. Tham kiến tam tôn. Tám gã Phi Ưng Thánh Vệ đã chịu phía trước chim đại bàng triệu hoán toàn thể xuất động, bái kiến tam đại yêu. Một đám phế vật, làm địch nhân đánh tới hàng ổ, xử lý tứ đại Thánh Vệ. Hiện tại mới xuất hiện âm trầm lão đại nhìn tám gã Phi Ưng Thánh Vệ hừ lạnh mắng. Đại tôn chuộc tội. Tám gã Phi Ưng Thánh Vệ đối mặt hai mắt huyết ưng cũng là nơm nớp lo sợ. Lão đại, hiện tại mắng bọn họ không hề ý nghĩa, lão tam bị người đánh cho tàn phế nắm chặt cấm địa chung. Chúng ta hiện tại vấn đề là, muốn hay không tiến vào cấm địa, đem cái kia tiểu tử bắt lấy trị tội. Lão nhị miêu ưng mở miệng nói chuyện. Cấm địa a, như thế nào đi vào? Trừ bỏ lịch đại Phi Ưng Vương, thiện nhập giả chết, kia tiểu tử bắt lấy lão tam đi vào, chẳng lẽ chúng ta cũng xông vào. Lão đại huyết ưng mang theo bất đắc dĩ ngữ khí mở miệng. Nói xong lúc sau, hắn có nhìn về phía bên người bạch y nữ tử anh vũ nói, lão tứ người nói chúng ta làm sao bây giờ. Lão đại hỏi chuyện nữ tử thời điểm vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua thực tôn trọng lão tứ. Trên thực tế Phi Ưng Vương tọa hạ tám đại yêu chung, liền anh vũ một cái mẫu. Nhưng lại là đầu óc tốt nhất xử một cái, nàng tu vi không tính tối cao, nhưng chủ ý là nhiều nhất, đại gia có chuyện gì, cũng hơn phân nửa sẽ trưng cầu nàng ý kiến. Nói trắng ra là, anh Vũ không chỉ có là tám đại yêu chung duy nhất nữ tính, đồng thời cũng là Phi Ưng Vương nữ nhân, có đầu óc cũng có địa vị, liền tính là lão đại huyết ưng cũng tôn trọng nàng. Một thân bạch y đầu bạc mặt trắng nữ tử anh Vũ trầm ngâm một chút mở miệng nói, Phi Ưng Sơn cấm địa đích xác có tổ huấn. Chỉ có lịch đại Phi Ưng Vương nhưng nhập trong đó, người vi phạm chết. Nhưng này ước thúc là nhằm vào chúng ta Phi Ưng núi non yêu tộc mà nói, đối ngoại tộc người ngoài nhưng vô dụng, hiện giờ Ưng Vương không ở, chúng ta mấy cái làm Ưng Vương ngồi xuống đại yêu, có nghĩa vụ có trách nhiệm thế Ưng Vương bảo hộ hảo đạo tràng, toàn bộ Phi Ưng Vương đạo thành trọng địa đó là cấm địa. Nhưng hôm nay cấm địa bị người ngoài xâm nhập đi vào, nếu là chúng ta ngại với quy củ mặc kệ, vạn nhất xảy ra chuyện gì, đó chính là đại sự. Đến lúc đó ngày nào đó Ưng Vương trở về, ta chờ chết cũng vô pháp đền bù khuyết điểm. Mặt khác, đường đường Phi Ưng Sơn cấm địa, bị người ngoài xông đi vào, hơn nữa là cá nhân tộc cùng phía trước hai cái tiểu yêu xông đi vào, hơn nữa đả thương chim đại bàng, bực này sự truyền ra đi, chúng ta Phi Ưng Vương tọa hạ bất luận cái gì một cái đều trốn không thoát trở thành dị vực giới lớn nhất chê cười. Hôm nay đã phát sinh việc, nếu là Ưng Vương ở, tự nhiên có Ưng Vương xử lý, nhưng Ưng Vương đi lên trời lộ. Ai cũng không biết cái gì thời gian trở về. Cho nên ta kiến nghị là, trước đem quy củ phóng một bên, ta chờ ba người liên thủ tiến như cấm địa, đem những cái đó to gan lớn mật ngoại tộc bắt được chỉ tội. Như thế Ưng Vương trở về, tin tưởng cũng sẽ không trách cứ ta chờ, các ngươi cảm thấy như thế nào. Này, lão đại cùng lão nhị đều có chút lưỡng lự. Phi Ưng Sơn cấm địa, kia chính là Phi Ưng Vương thường xuyên treo ở bên miệng bất luận kẻ nào đều không được đặt chân cấm địa. Lão tứ nói tuy rằng phi thường có đạo lý, nhưng nàng là Ưng Vương nữ nhân, hôm nay nếu là bọn họ xông vào, chờ một ngày nào đó Ưng Vương trở về, lão tứ khả năng sẽ không có việc gì, nhưng bọn hắn hai cái liền nói không chừng. Trong khoảng thời gian ngắn lão đại cùng lão nhị đều có chút rối rắm. Lão tứ, việc này dung ta ngẫm lại lão đại hai mắt huyết ưng nói. Đúng vậy, bước vào cấm địa đây là đại sự, dung chúng ta ngẫm lại, nhìn xem có hay không mặt khác biện pháp gì. Lão nhị cũng đi theo nói. Hảo lão tứ anh Vũ hai tròng mắt chớp động, ai cũng không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Giờ này khắc này Dương Nghị Vân cùng Thử Vương bắt lấy chim đại bàng tiến vào cấm địa lúc sau, lại là bắt đầu rồi đối chim đại bàng tàn phá. A, tha mạng tha mạng. Cấm địa thạch lâm một chỗ. Chim đại bàng chết cẩu giống nhau quỳ dạp trên mặt đất kêu thảm thiết. Tự nhiên là Dương Mỗ dẫn động chim đại bàng trong cơ thể sinh mệnh chi thủy. Ha ha, thông ngộ nhị trọng thiên ghê gớm a, người cái tạp mao điểu phía trước còn dám khinh thường ta. Lúc này làm ngươi thành chết điểu. Dương Mỗ nhân một bên nuốt an linh đào khôi phục pháp lực, một bên nhìn trên mặt đất chim đại bàng lải nhải.
chủ nhân tha mạng a. Chim đại bàng thê thảm xin tha. Được rồi, đừng gào, khôi phục hình người. Dương mẫu nhân trong cơ thể pháp lực khôi phục kém không sau đứng dậy đối chim đại bàng nói chuyện. Là, đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Chim đại bàng quang mang chợt lóe hóa thành hình người, quỳ gối Dương mẫu nhân trước người. Đứng lên đi. Nếu khống chế chim đại bàng, Dương mẫu nhân cũng ra một hơi, cũng liền không hề khó xử hắn. Nhưng mà ngay sau đó đương chim đại bàng đứng dậy sau, Dương mẫu nhân lại là cười ầm lên mà ra. A ha ha ha, người này không phải chim đại bàng đi, hẳn là kêu ngươi đại hắc điểu, về sau đã kêu than đen. Dương mẫu nhân thuận miệng lại là một cái ban danh. Thử vương ở một bên cố nén cười, cũng không dám cười ra tiếng tới. Chủ nhân cấp bên người yêu tộc lấy tên vĩnh viễn đều là có cá tính như vậy. Bất quá nhìn xem giờ phút này toàn thân than cốc giống nhau chim đại bàng, thử vương cũng cho rằng than đen tên này rất thích hợp chim đại bàng. Ách đa tạ chủ nhân ban danh, chim đại bàng xấu hổ vô cùng, nói chuyện chung vung tay lên trên người mặc vào một kiện quần áo, nhưng trên mặt như cũ cháy đen như than. Trong lòng đối Dương mẫu nhân oán niệm rất lớn, còn không phải ngươi đem ta biến thành bộ dáng này. Phía trước lôi đình tạc nứt hắn toàn thân lông chim đều đốt trọi, hiện giờ hóa thành hình người cũng như cũ cháy đen, nhưng chim đại bàng cũng không dám nữa lỗ mãng, bởi vì hắn rõ ràng từ Dương Nghị Vân cho hắn ăn vào một giọt xanh biếc giọt nước lúc sau, hắn sinh tử liền khống chế ở Dương Nghị Vân trong tay, từ giờ trở đi hắn chim đại bàng chính là Dương mẫu nhân yêu nô. Dương mẫu nhân đối chim đại bàng thái độ rốt cuộc vừa lòng. Kỳ thật trong lòng cũng đình nhạc, tốt xấu bên người nhiều một cái thông ngộ nhị trọng thiên yêu tộc tiểu đệ. Đương nhiên thứ này không phải thuần huyết chim đại bàng, nếu là chân chính thuần huyết chim đại bàng, đó là tốt nhất bất quá. Bất quá có sinh mệnh chi thủy ở, chim đại bàng huyết mạch một ngày nào đó sẽ bị hắn cải tạo thành thuần huyết chim đại bàng. Điểm này tự tin Dương Nghị Vân là có, bởi vì sinh mệnh chi thủy phẩm chất lại một lần tăng lên lúc sau, hiệu quả thực rõ ràng. Tuy rằng lăn lộn một phen chim đại bàng, chính là hắn huyết mạch đích xác phản tổ một ít, điểm này Dương Nghị Vân rõ ràng. Chim đại bàng cũng rõ ràng. Cũng đúng là như thế, chim đại bàng tuy rằng bị Dương Nghị Vân khống chế sinh tử, nhưng lại là trong lòng ngược lại không nhiều ít oán khí, bởi vì hắn gần là đại bàng huyết mạch hậu duệ, nằm mơ đều tưởng huyết mạch phản tổ. Không nghĩ tới Dương Nghị Vân cho hắn ăn vào giọt nước lại là có huyết mạch phản tổ cải thiện. Đây là chim đại bàng không nghĩ tới. Đứng dậy lúc sau chim đại bàng, Nga không đối hiện tại hẳn là kêu than đen hỏi, chủ nhân. Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua than đen cười như không cười nói, có phải hay không muốn hỏi huyết mạch phản tổ vấn đề? Ân, chim đại bàng gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, quả nhiên hắn huyết mạch tăng lên là cái này chủ nhân bút tích, chẳng phải là thuyết minh, hắn thật sự có cơ hội tăng lên huyết mạch, một ngày kia có thể trở thành chân chính thuần huyết chim đại bàng. Dương Nghị Vân tự nhiên biết than đen trong lòng tưởng cái gì, cười cười nói, trên đời này cũng chỉ có bổn chủ nhân có thể tăng lên các ngươi yêu tộc huyết mạch. Người cái này hỗn tạp chim đại bàng hậu duệ, với ta mà nói, không phải là không thể làm ngươi trở thành chân chính thuần huyết chim đại bàng, đương nhiên liền xem ngươi ngày sau biểu hiện. Than đen trong lòng đại động, kích động nói, than đen nguyện vi chủ nhân cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, chỉ cần chủ nhân có thể tăng lên thuộc hạ huyết mạch, làm ta phản tổ chim đại bàng, chủ nhân làm ta hướng đông tuyệt đối không hướng tây. Được rồi, chuyện này đáp ứng ngươi. Dương Nghị Vân phất tay ý bảo. Sinh mệnh chi thủy sao? Càn khôn hồ có thể cuồn cuộn không ngừng xuất hiện, nếu là thật có thể làm than đen phản tổ trở thành chân chính thuần huyết chim đại bàng, hắn cũng vui. Chủ nhân, ta cũng muốn. Lúc này lại là thử vương đôi mắt sáng lên mở miệng hướng Dương Nghị Vân tác muốn sinh mệnh chi thủy. Quay đầu lại nói, liền ngươi đôi mắt tiêm. Dương Nghị Vân cười mắng một tiếng. Hắc hắc, ta này không phải cũng tưởng tiến bộ sao? Đến lúc đó thể chủ nhân phân ưu thử vương ở tu chân giới thời điểm dùng quá Dương Nghị Vân sinh mệnh chi thủy, tự nhiên biết trong đó chỗ tốt, vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả. Hảo, đi trước tìm Điêu Nhi cùng cá trạch lại nói. Dương Nghị Vân nói xong chừng mắt nhìn liếc mắt một cái than đen, đều là thứ này đem Điêu Nhi cùng cá trạch bước tiến Phi Ưng Sơn cấm địa chung. Than đen cổ co rụt lại, không dám nói lời nói, hắn hiện tại biết Dương Nghị Vân trong miệng Điêu Nhi cùng cá trạch ở cái này chủ nhân cảm nhận chung rất quan trọng. Về phương diện khác cũng nhìn ra được tới, nếu chủ nhân có thể vì Điêu Nhi cùng cá trạch đánh bạc mệnh mạo hiểm, như vậy đi theo như vậy chủ nhân tựa hồ cũng là cái không tồi lựa chọn. Hơn nữa trọng điểm là hắn hiện tại cũng không có lựa chọn. Sinh tử đều khống chế ở chủ nhân trong tay. Nơi này là tình huống như thế nào ngươi có biết?
Dương Nghị Vân hỏi than đen. Chủ nhân Phi Ưng Sơn cấm địa thuộc hạ thật không biết, đối chúng ta mỗi một cái yêu tộc tới nói nơi này đều là cấm địa, trừ bỏ Phi Ưng Vương chính mình có thể đi vào cấm địa, bất luận kẻ nào đều không được bước vào, ta chỉ là nghe nói qua, cấm địa trong vòng có lịch đại bởi vì các loại nguyên nhân ngã xuống Ưng Vương tồn tại, là cấm địa cũng là mộ địa, mặt khác một mực không biết. Than đen trả lời. Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt, lại là không đang nói cái gì. Các ngươi hai cái tản ra mọi nơi tìm xem điêu nhi cùng cá trạch, ta đã cảm ứng không đến chúng nó hai cái. Đối mặt sương mù nồng đậm hoàn cảnh, nơi nơi đều là từng khối như tấm bia đá giống nhau thạch lâm, Dương Nghị Vân chỉ có thể làm than đen cùng Thử Vương tản ra nổi bật tìm kiếm. Ước chừng mười mấy phút sau, Thử Vương kêu to nói, chủ nhân nơi này phát hiện một cái sơn động. Dương Nghị Vân cùng than đen nghe xong qua đi, quả nhiên thấy được một cái thật lớn sơn động xuất hiện. Từ hơi thở thượng cảm giác, cái này sơn động phía trước là có kết giới tồn tại, nhưng lại bị phá, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động nói, hẳn là điêu nhi phá kết giới, nó cùng cá trạch tiến vào sơn động, chúng ta cũng đi vào. Đương Dương Nghị Vân mang theo Thử Vương cùng than đen vào sơn động sau. Phi Ưng Sơn cấm địa ở ngoài. Anh Vũ, hai mắt huyết ưng cùng Miêu Ưng Tam đại yêu, người trước đang đợi, người sau hai yêu còn ở rối rắm muốn hay không tiến vào cấm địa. Nữ yêu tinh anh Vũ trong mắt chuyển động lên, mở miệng nói, lão đại, lão nhị muốn vào liền thừa sớm, ta lại một lần nghe nói. Nghe ưng vương nói lên quá, cấm địa bên trong chính là có một khối phi ưng thần thể tồn tại, có lẽ. Chúng ta đi vào cũng chưa chắc là chuyện xấu. Giây tiếp theo, huyết ưng cùng miêu ưng xoát một chút quay đầu nhìn thẳng anh Vũ nói, thật sự. Khanh khách, đây chính là ưng vương chính miệng nói, há có thể có giả. Anh Vũ đạm đạm cười nói. Hai mắt huyết ưng cùng miêu mắt ưng hạt châu xoay lên. Cấm địa có thần thể. Chuyện này kỳ thật bọn họ cũng sớm có nghe thấy, chẳng qua không xác định mà thôi, hiện giờ từ anh Vũ trong miệng nói ra, mức độ đáng tin liền cao. Bởi vì anh Vũ là ưng vương nữ nhân. Phi ưng thần thể A. Đó là thần thoại giống nhau tồn tại. Nếu là thực sự có thần thể ở cấm địa, liền tính là mạo hiểm cũng đáng đến vừa đi. Ngẫm lại lịch đại phi ưng vương. Kỳ thật ở trở thành phi ưng vương phía trước, tu vi thiên tư đều không tồi, nhưng tuyệt đối không khủng bố, nhưng bị chỉ định vì phi ưng vương lúc sau, đều sẽ đi cấm địa một chuyến, ra tới lúc sau tu vi thường thường đều là đại bay vọt. Mặt khác lịch đại ưng vương không rõ ràng lắm, nhưng này một thế hệ ưng vương bọn họ nhớ rõ từ cấm địa ra tới lúc sau, tu vi chính là một đường phi thăng, thành tựu lại tới càng cao, cuối cùng đứng ở đỉnh. Bọn họ này đó lão nhân cũng mọi nơi lưu quá vấn đề này. Nhưng lại cũng chỉ là tâm sự, suy đoán quá cấm địa có cái gì chí bảo hoặc là những thứ khác có thể làm tu vi tăng nhiều. Hiện tại nghe anh Vũ như thế vừa nói, trong lòng càng thêm xác định, cấm địa thần thể sợ 89 phần 10 là thật sự. Mà cái này thần thể năng làm tu vi bạo tăng, thậm chí đạt tới phi ưng vương cái loại này cấp bậc. Cái này dụ hoặc thực sự quá lớn. Nếu có thể đi vào đạt được một phen cơ duyên, ai không nghĩ trở thành tiếp theo cái phi ưng vương đâu. Thần ưng thể A. Lão tứ người nói ưng vương còn sẽ trở về sao? Lại đây trong chốc lát, lão đại sâu kín hỏi ra một câu. Những lời này làm lão tứ anh Vũ cùng lão nhị miêu ưng đều là trong lòng nhảy dựng. Bất quá đối với lão tứ anh Vũ tới nói, nàng biết lão đại là 10 phần động tâm. Cấm địa trong vòng có thần thể tồn tại, tin tức này là thật sự, nàng thực xác định, bởi vì đây là lại một lần phi ưng vương rượu sau trong lúc vô ý nói ra tin tức. Cùng với nói là cấm địa. Không bằng nói là trở thành phi ưng vương bảo khố nơi. Nàng lần đó về sau liền phi thường động tâm. Dã tâm hạt giống từ đó về sau liền nảy sinh nảy mầm. Hiện giờ là cái đại cơ hội A, phi ưng vương đi lên trời lộ, cấm địa đại môn liền rộng mở. Nhưng nàng cũng biết, cấm địa có đại nguy hiểm, cho nên nàng yêu cầu giúp đỡ, lão đại cùng lão nhị chính là giúp đỡ. Hơn nữa nàng cũng biết cái này dụ hoặc đối bọn họ hai cái tới nói rất lớn, vì vậy hôm nay nói ra bí mật này. Hiện tại vừa nghe lão đại như thế vừa hỏi, nàng liền biết việc này nhưng thành. Hơi hơi mỉm cười nói, lên trời lộ đó là phía chân trời che giấu nơi, ai cũng không biết trong đó tình huống, dị vực giới năm đại đầu sỏ, bao gồm thiên giới này đó nhân tộc cường giả, đi lúc sau, nghe nói đều không có một cái trở về. Chúng ta hiện giờ đi vào, liền tính là ưng vương ngày nào đó trở về, kỳ thật cũng có lý do chính đáng, có người ngoài sông vào cấm địa, chúng ta đây là đi bảo hộ cấm địa. Là đi bắt địch nhân. Còn nữa nói, cấm địa thần thể có cái gì cơ duyên nói,
không chừng chúng ta cũng có thể trở thành lên trời lộ cái kia cấp bậc cường giả, có thực lực lúc sau, lại cũng không cần lo lắng ai trách cứ đi. Anh Vũ lần này lời tuy nhiên nói không thấu triệt, nhưng ý tứ lại thập phần rõ ràng, lão đại cùng lão nhị há có thể nghe không rõ. Hai người ánh mắt sáng lên, đều nở nụ cười nói, đúng đúng đúng, chúng ta tiến vào cấm địa là bất đắc dĩ, mất đi chóc nã người ngoài, lão tứ một khi đã như vậy, ta chờ tiến vào cấm địa đi thôi. Tiểu muội đang có ý này, anh Vũ cười. Mang lên tám đại phi ưng thánh vệ, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý nên như thế. Ba người đàm tiếu chi gian hạ quyết tâm, sấm cấm địa. Mang lên tám đại phi ưng thánh vệ, kỳ thật chính là tìm tốt pháo hôi, tốt xấu tám phi ưng thánh vệ đều là thông ngộ nhất trọng thiên tu vi. Mặc kệ là yêu tộc vẫn là nhân tộc, đối tu vi tăng lên khát vọng là rất lớn, đặc biệt là nhưng biết có lối tắt có thể đi thời điểm, chẳng sợ biết rõ là mạo hiểm, cũng không tiếc. Tam yêu các có tâm tư tính toán, mang theo tám đại phi ưng thánh vệ xâm nhập cấm địa. Lý do là đi vào bắt giữ Dương Nghị Vân chờ. Giờ phút này Dương Mẫu Nhân còn không biết hắn đã trở thành bối nổi hiệp, lúc này mang theo Thử Vương cùng Than Đen vào sơn động. Phi ưng sơn cấm địa sơn động. Dương Nghị Vân, Thử Vương hơn nữa một cái Than Đen chim đại bàng, đi vào thật lớn thiên nhiên hang động. Than Đen phi ưng vương tọa hạ tám đại yêu, trừ bỏ ngươi ở ngoài người, tọa trấn bế quan còn có những cái đó đại yêu. Dương Nghị Vân vừa đi một bên hỏi. Chủ nhân, lão thất lão bát hơn 300 năm trước đột nhiên liền ngã xuống, hẳn là bị người giết. Than Đen nói chuyện chung trộm nhìn thoáng qua Dương Nghị Vân, hắn hiện tại có chút hoài nghi, lão thất cùng lão bát, là chết ở Dương Nghị Vân trong tay, bởi vì toàn bộ cực tây nơi, xuất hiện xa lạ sinh linh chính là Dương Nghị Vân, thực đáng giá hoài nghi. Dương Nghị Vân đã nhận ra Than Đen nhìn lén, nhếch miệng cười, thực thản nhiên thừa nhận nói, ngươi trong miệng lão thất lão bát, có phải hay không thiết miệng ưng cùng Vương Miện Điêu? Ân ân, chính là bọn họ, Than Đen gật đầu. Hắc hắc, nếu là bọn họ, vậy không sai, bọn họ bị ta làm thịt, ngươi có phải hay không phải cho bọn họ báo thù? Dương Nghị Vân cười như không cười nói. Than Đen dọa một cái, vội vàng lắc đầu nói, không không không. Giết rất tốt. Thuộc hạ đã sớm không quen nhìn kia một đôi ghê tởm ngu xuẩn, đều mẹ nó có long dương chi hảo. Ách, Dương Nghị Vân thiếu chút nữa không bị Than Đen nói cấp sặc đến, không nghĩ tới thiết miệng ưng cùng Vương Miện Điêu còn có bực này đam mê. Ngay sau đó Than Đen tiếp tục nói, ngoại trừ lão thất lão bát ở ngoài, lão lục lão ngũ ra ngoài du lịch đều vài ngàn năm không tin tức, hẳn là ngã xuống ở bên ngoài, ngày thường tọa trấn phi ưng sơn chính là thuộc hạ, đến nỗi lão đại cùng lão nhị còn có một cái lão tứ. Còn lại là đều ở hàng năm bế quan chung. Dứt lời lúc sau Than Đen có chút xấu hổ nhìn Dương Nghị Vân nói, bất qua phía trước thuộc hạ triệu hoán bọn họ ba cái xuất quan, nghĩ đến bọn họ ba cái xuất quan. Dương Nghị Vân trắng Than Đen giống nhau nói, đoán trước bên trong, ngươi liền nói bọn họ tu vi như thế nào, có thể hay không tiến vào cấm địa tới truy chúng ta. Than Đen nghe Dương Nghị Vân nói chuyện, trong lòng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn là thật sợ Dương Nghị Vân trách cứ. Giờ phút này nói, hẳn là sẽ không vào đi, phi ưng sơn cấm địa quy củ tất cả mọi người muốn tuân thủ, bất quá. Có lão tứ ở, thật đúng là nói không chừng a. Lão tứ là tình huống như thế nào? Vì cái gì nói như vậy? Dương Nghị Vân sừng sốt hỏi. Than Đen mở miệng nói, lão tứ là chúng ta tám giữa duy nhất nữ tính, bản thể là một con bạch anh vũ, kỳ thật chính là cái tao đàn bà, từ thông đồng phi ưng vương ngủ qua sau, liền thành ưng vương nữ nhân, chẳng qua không danh phận. Nhưng là lại là chúng ta tám trung ẩn ẩn cầm đầu, nàng tu vi nhưng thật ra không cao chính là thông ngộ nhị trọng thiên, nhưng lại là cái có tâm kế có dã tâm thiếu niên nhóm. Hiện giờ phi ưng vương đi lên trời lộ lúc sau, có thể hay không trở về còn không nhất định, cái kia thiếu niên nhóm nói không chừng sẽ xúi dục lão đại cùng lão nhị xông vào cấm địa tới. Nga đúng rồi, tu vi tối cao chính là lão đại, hắn bản thể là hai mắt huyết ưng, tu vi đạt tới thông ngộ tam trọng thiên đỉnh, lão nhị bản thể là miêu ưng. Tu vi thượng mới vừa vào thông ngộ tam trọng thiên không lâu. Toàn bộ phi ưng đạo tràng, trừ bỏ chúng ta bốn cái ở ngoài còn có chính là phi ưng vương tọa hạ 12 danh phi ưng thánh vệ, bất qua phía trước bị chủ nhân ngài chém giết bốn cái, hiện tại liền dư lại 8 phi ưng thánh vệ. Nếu lão đại, lão nhị cùng lão tứ bọn họ muốn vào tới, lấy ta đối lão tứ cái kia thiếu niên nhóm hiểu biết, bọn họ nếu là tiến vào, tất nhiên sẽ mang lên dư lại 8 phi ưng thánh vệ. Dương Nghị Vân nghe xong nhíu mày. Nếu là chính như Than Đen lời nói, đến lúc đó còn đúng là đại phiền toái, một cái thông ngộ nhị trọng Than Đen đều làm hắn tinh bì lực tẫn,
nếu là ở tới ba cái chẳng phải là muốn mệnh. Trọng điểm là trong đó hai cái vẫn là thông ngộ tam trọng thiên tồn tại, đến lúc đó hắn như thế nào ứng phó? Chẳng lẽ lại muốn thúc giục càn khôn thần điện chi lực? Này không nói vận dụng càn khôn thần điện chi lực sẽ mệt nằm liệt hắn, càn khôn thần điện chi lực có thể hay không đối thông ngộ tam trọng thiên cường giả hữu hiệu vẫn là cái không biết bao nhiêu. Còn có tám thông ngộ nhất trọng thiên phi ưng thánh vệ, này nhưng đều là khó chơi nhân vật. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân trầm ngâm nói, chúng ta nhanh hơn tốc độ, mau chóng tìm được Điêu Nhi cùng Cá Trạch, nghĩ cách rời đi nơi này, vạn nhất bọn họ nếu là vứt bỏ cấm địa không được mà nhập quy củ, đến lúc đó xông tới, mà cấm địa bên trong cũng không có mặt khác đường lui, đó chính là phiền toái lớn. Chủ nhân nghĩ đến bọn họ hẳn là không dám tùy ý tiến vào than đen nói. Vĩnh viễn không cần có may mắn, từ giờ trở đi đều đề cao cảnh giác đánh lên tinh thần, này phi ưng cấm địa cũng không phải cái gì thiện mà. Ai biết có hay không cái gì nguy hiểm, đối chúng ta tới nói hết thảy đều là không biết. Dương Nghị Vân dặn dò nói. Là chủ nhân chúng ta đã biết. Thử Vương cùng Than Đen đồng thời trả lời. Toàn bộ phi ưng sơn cấm địa sơn động rất lớn, cao khoan đều ở vài trăm thước. Hắn một đường tiến vào nói chuyện đều có đáp lại. Mà đen nhánh một mảnh, đã đi liền âm trầm trầm, lệnh người thực không thoải mái. Bất quá cho tới bây giờ, cũng không có đụng tới cái gì cổ quái việc. Đây là duy nhất làm Dương Nghị Vân vui mừng chỗ. Cái này sơn động rất lớn cũng thực sâu thẳm, đi rồi hơn một canh giờ vẫn là giống nhau, làm Dương Nghị Vân có loại không có cuối cảm giác, trong lòng ẩn ẩn bực bội lên. Cho tới bây giờ hắn như cũ cảm thụ không đến Điêu Nhi cùng Cá Trạch hơi thở tồn tại. Thực hiển nhiên cái này sơn động trong vòng có cổ quái, có thể cái ngăn cách hơi thở. Lại qua sau nửa canh giờ, phía trước ẩn ẩn xuất hiện ánh sáng. Chủ nhân có ánh sáng. Thử Vương đột nhiên mở miệng nói. Dương Nghị Vân gật đầu nói, đều cẩn thận một chút. Một người nhị yêu nhanh hơn bước chân mà đi. Vài trăm thước lúc sau, thực hiện bỗng nhiên trống trải. Tựa hồ một chút liền đi tới cuối. Ánh sáng rất mạnh. Một thế giới khác xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Này, đây là địa phương nào? Hẳn là nào đó tiểu thế giới đi. Dương Nghị Vân ba cái trong mắt thấy được chính là một mảnh dáng màu hiện ra cảnh tượng. Cảm giác chung vẫn là ở sơn bụng trong vòng, nhưng lại là toàn bộ trong tầm mắt sơn bụng thiên địa quy tắc bị thay đổi, bị người bày ra không gian càn khôn hình thành độc lập tiểu thế giới. Dáng màu chung có tường vân, từng đóa mây tía huyền phù không gian, làm cho cả không gian nhìn lại vô hạn to lớn. Mơ hồ chung tựa hồ có cường đại hơi thở, lệnh nhân tâm giật mình. Nhưng loại này tim đập nhanh là không có hơi thở nguy hiểm, càng như là có cái gì cường giả tồn tại uy áp, thực tự nhiên phát ra. Mông mù sắc thái, thấy không rõ nội loại tình huống. Giờ phút này Dương Nghị Vân cùng Thử Vương, Than Đen sở lập nơi, như cũ là sơn động nham thạch đại địa, trước người 10 mét đó là một cái khác cảnh tượng. Chủ nhân tựa hồ có kết giới Than Đen nói. Ân, thật là kết giới thế giới. Dương Nghị Vân tự nhiên cũng đã nhìn ra, ở bọn họ trước mắt chính là một cái kết giới thế giới. Chủ nhân ta tiến lên đi xem Thử Vương nói. Cẩn thận, Dương Nghị Vân gật đầu đồng ý. Thử Vương tiến lên mà đi. 10 mét lúc sau oanh một chút, lưu quang dựng lên, một cái trong suốt kết giới xuất hiện, từng đạo khắc văn lưu chuyển hiện lên. Nhưng không có cái gì phản phệ, chính là đơn thuần cách trở. Tình huống bên trong như cũ là dáng màu mây tía, nhìn qua xa hoa lộng lẫy. Không hề nghi ngờ Điêu Nhi cùng Cá Trạch xông đi vào. Giống. Thử Vương bỗng nhiên một chưởng chém ra, hắn tay hóa thành sắc bén móng vuốt, chộp vào kết giới thượng. Ầm vang, một đạo 3 mét lớn lên khẩu khí xuất hiện. Cái này kết giới cũng không có đại gia trong tưởng tượng như vậy cường đại, Thử Vương cũng chỉ là muốn thử xem có thể hay không mở ra, kết quả một chút liền mở ra. Đi, đi vào. Dương Nghị Vân nói chuyện lắc mình mà nhập. Ngay sau đó Than Đen cùng Thử Vương theo sát sau đó. Ba người xuyên qua kết giới, đến bên trong. Phía sau bị Thử Vương xé rách kết giới, khôi phục nguyên dạng. Ở đi xem. Như cũ là sơn động. Cái này kết giới cũng chỉ là một đạo cách trở. Hảo nồng hậu yêu khí. Than Đen nhìn không được cảm thán. Đúng vậy, này sợ là phải có ngoại giới gấp trăm lần yêu khí. Thử Vương cảm thán. Đảo thật là một chỗ yêu tộc tu luyện thánh địa, cấm địa chi danh xem ra chỉ là một cái tên tuổi, nơi đây chính là phi ưng sơn tu luyện phúc địa mới đúng. Dương Nghị Vân cũng cảm thán nói chuyện. Chủ nhân có mộ bia. Than Đen ở bên kia có phát hiện. Dương Nghị Vân cùng Thử Vương qua đi. Lại là quả nhiên phát hiện,
một khối thật lớn mộ bia, kể trên yêu văn thực cổ xưa, hắn cũng không quen biết. Nhưng than đen lại là thì thầm, thứ 108 đời Phi Ưng Vương Chi Mạc. Nghe than đen nói chuyện, Dương Nghị Vân cùng Thử Vương lại là thấy được một tảng lớn mộ bia, kéo dài mà đi. Ít nói cũng có mấy trăm tòa, nhưng là cũng chỉ là thấy được từng khối mộ bia, lại là không thấy quan tài hoặc là nấm mồ, có chút kỳ quái. Oanh! Một tiếng nổ vang vang lên, lại là than đen đụng chạm tới rồi mộ bia, ngay sau đó mộ bia quang mang đại tác, một cánh cửa xuất hiện, cao tới mộ bia thượng xuất hiện một cái môn hộ. Dương Nghị Vân nhìn lại cư nhiên có thể nhìn đến một cái thật lớn bạch ngọc đại điện, nội loại có một ngụm bạch ngọc quan tài. Đây mới là chân chính mộ, Dương Nghị Vân nói thầm. Ta cũng thử xem. Thử Vương nhìn đến than đen chạm vào mộ bia lúc sau, mộ bia thượng xuất hiện một cái môn hộ, nội loại xuất hiện một cái khác mộ thất lúc sau, cũng hướng về cách đó không xa một khối mộ bia đụng vào mà đi. Ầm vang. Cũng là một tiếng nổ vang lúc sau, cùng than đen giống nhau mở ra đệ nhị tòa mộ thất. Lúc này bọn họ mới biết được nguyên lai mộ thất là giấu ở hư không trong vòng. Cũng may cũng không có cái gì nguy hiểm tồn tại. Ngược lại ở mộ thất mở ra lúc sau, xuất hiện cường đại năng lượng hơi thở. Chủ nhân tựa hồ nội loại có cơ duyên tồn tại. Than đen hai mắt tỏa ánh sáng nói chuyện. Dương Nghị Vân tự nhiên cũng cảm nhận được, chẳng qua tương đối cái gì cơ duyên, hắn càng muốn tìm được Điêu Nhi cùng cá trạch. Liền đối với than đen cùng Thử Vương nói, trước đừng đi quản cái gì mộ thất cơ duyên, có hay không nguy hiểm vẫn chưa biết được, tản ra đi tìm Điêu Nhi cùng cá trạch, đợi khi tìm được chúng nó lại nói. Là chủ nhân, Thử Vương cùng than đen đồng thời gật đầu, đích xác bọn họ tiến vào cấm địa mục đích là vì tìm kiếm Điêu Nhi cùng cá trạch. Mà không phải đi vào tìm cái gì cơ duyên. Nơi này quá mức âm trầm, ai biết đi vào lúc sau, sẽ xuất hiện cái gì. Lập tức chia làm ba phương hướng, đi tìm Điêu Nhi cùng cá trạch. Nửa canh giờ lúc sau lại lần nữa phản hồi tại chỗ. Chủ nhân tất cả đều là mộ bia, cũng không có tìm được Điêu Nhi lão đại cùng cá trạch, Thử Vương nói. Than đen mở miệng, chủ nhân ta cũng không có phát hiện. Dương Nghị Vân nhíu mày, hắn cũng không có phát hiện Điêu Nhi cùng cá trạch tung tích, hơn nữa cảm thụ không đến bất luận cái gì hơi thở. Nơi này bị dáng màu che lấp lên, nhìn như địa phương rất lớn, kỳ thật vừa rồi một toàn xuống dưới lúc sau phát hiện, này một phương không gian cũng chính là phạm vi 10 dặm, cũng không có trong tưởng tượng như vậy đại. Bực này dưới tình huống, Điêu Nhi cùng cá trạch không thấy tung tích, Dương Nghị Vân nghĩ đến cũng chỉ có một đám mộ thất. Phạm vi 10 dặm trong vòng tất cả đều là mộ địa, thêm lên sợ là không dưới mấy ngàn mộ bia, mỗi một cái mộ bia thượng có thể mở ra một tòa mộ thất. Nghĩ như vậy tới, Điêu Nhi cùng cá trạch có lẽ là tiến vào trong đó một cái mộ thất chúng. Hai cái khở hóa a. Dương Nghị Vân có chút đầu đại. Hắn lo lắng mặt sau sẽ có than đen trong miệng lão đại, lão nhị cùng lão tứ chờ đại yêu truy tiến vào. Liền đối với Thử Vương cùng than đen nói, không có biện pháp, phân công nhau tìm kiếm đi, mỗi một cái mộ thất tìm kiếm, Điêu Nhi cùng cá trạch vô cùng có khả năng tiến vào trong đó một cái mộ thất chung. Hảo. Kế tiếp ba người từng người mở ra một cái mộ bia, mở ra mộ thất chui đi vào. Đây là nhất bổn biện pháp, nhưng lại thắng ở hữu hiệu. Dương Nghị Vân tiến vào trong đó một cái mộ bia môn hộ, đi vào. Đi vào lúc sau phát hiện cùng phía trước nhìn đến mộ thất không có gì khác nhau, giống nhau như đúc, tất cả đều là bạch ngọc chế tạo cung điện bộ dáng, cung điện quan trọng chính là một câu bạch ngọc quan tài. Trừ cái này ra, còn có một cái làm Dương Nghị Vân trong lòng nhảy dựng phát hiện là, không có bất luận cái gì xuất khẩu, hơn nữa tiến vào thời điểm môn hộ biến mất không còn một mảnh. Đây là hắn không nghĩ tới. Dựa theo lẽ thường tới nói, tiến vào thời điểm môn hộ, cũng có thể đi ra ngoài mới đúng, nhưng lại là môn hộ trực tiếp biến mất. Cung điện trong vòng cũng là phong bế bộ dáng, trừ bỏ đại điện trung ương vị trí phóng một ngụm bạch ngọc quan tài ở ngoài, không có mặt khác bất luận cái gì khả nghi chỗ. Bạch ngọc kiến tạo đại điện, không hề tạp sắc, nhưng thật ra cùng mặt khác thường quy kiến trúc có chút không giống nhau. Ngẫm lại cũng là nơi này dù sao cũng là không gian mộ thất, là Phi Ưng cấm địa. Nói trắng ra là tất cả đều là Phi Ưng Vương nhất tộc phần mộ tổ tiên mà. Nhưng là cái này địa phương kiến tạo là không giống bình thường. Sơn động chỗ sâu trong bày ra kết giới đại trận, mai táng không dưới mấy ngàn mộ bia, mỗi một cái mộ bia đều là một cái môn hộ, đi vào là Bạch Ngọc Đại Điện, nội phóng Bạch Ngọc Quan Tài. Hơn nữa nhìn qua là chỉ có thể vào không thể trừ cái loại này, trừ bỏ Bạch Ngọc Quan Tài, không có bất luận cái gì đặc biệt địa phương. Nhưng Dương Nghị Vân nghĩ đến,
càng là không chớp mắt vậy càng là che giấu đại huyền cơ, liền xem hắn có thể hay không phát hiện vấn đề. Có thể xác định Điêu Nhi cùng cá trạch nhất định là tiến vào cái mộ bia không gian chung. Hiện tại hắn sợ phải làm chính là tìm được Điêu Nhi cùng cá trạch. Đương nhiên trước mắt đầu tiên muốn ở mộ thất chung tìm ra nhập khẩu. Nếu không trăm mét vuông không gian trong vòng, chỉ có một ngụm bạch ngọc quan tài, chẳng phải là phải bị vây chết ở bên trong. Tất nhiên có chỗ đặc biệt, mà mấu chốt nơi, Dương Nghị Vân nghĩ đến chính là ở bạch ngọc quan tài chung. Bên ngoài mộ bia nói là lịch đại ưng vương chi mạc, thực hiển nhiên bạch ngọc quan tài trong vòng chính là bởi vì các loại nguyên nhân ngã xuống sau ưng vương xác chết. Hắn muốn đi xem xét mới biết được. Trực tiếp đi vào quan tài trước, Dương Nghị Vân đầu tiên cảm giác một chút quan tài, nhưng có khác cái gì nguy hiểm. Quay chung quanh quan tài đi rồi một vòng xuống dưới tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì bất đồng, không có cảm thụ nguy hiểm. Vậy chỉ có khai quan mới có thể biết bên trong có phải hay không có huyền cơ. Lui ra phía sau vài bước Dương Nghị Vân đối với quan tài cách không ngưng tụ ra một con pháp lực tay, đi khai quan tài. Ầm vang! Thật lớn quan tài mở ra. Ngay sau đó dị biến nổi lên. Pi! Một tiếng ưng kêu trường minh từ quan nội truyền ra. Ngay sau đó một đạo cường đại yêu khí mang theo cường đại uy áp dựng lên. Dương Nghị Vân trong tầm mắt nhìn đến, một cổ hắc khí bay lên không từ quan tài ra tới. Ở quan tài thượng ngưng tụ mà thành vẫn luôn không quá lớn hắc ưng, kỳ thật dương cánh cũng có 3 mét. Hắn kỳ thật cũng không có ngoài ý muốn, mà là ở đoán trước trong vòng. Vốn dĩ liền không nghĩ tới cái này quan tài không như vậy đẹp, nơi này là phi ưng cấm địa, hắn càng là xông vào nhân gia mộ thất mở ra xem quan tài, không có dị tượng xuất hiện ở là quái sư. Là một sợi thuần tịnh yêu hồn. Dựng lên là mang theo sát khí yêu hồn. Cảm nhận được cường đại uy áp hơi thở, Dương Nghị Vân cũng không chỉ có sắc mặt biến đổi, hắn không chỉ có cảm thụ chính là uy áp còn phải cường đại sát khí. Đừng nhìn là một sợi yêu hồn, nhưng lại là cấp bậc rất cao. Thậm chí còn đã vượt qua thông ngộ nhị trọng thiên tu vi than đen rất nhiều rất nhiều. Hiển nhiên là thông ngộ cao giai yêu hồn. Này mẹ nó là ở yêu hồn trùng tu a. Mượn dùng chính là nơi đây đặc thù hoàn cảnh ở trùng tu. Đương nhiên này chờ trùng tu lúc sau, đều không phải là nguyên lai yêu hồn, sẽ hóa thành khác loại yêu tộc, cùng loại với nhân tộc quỷ tu tán tiên cái loại này, vứt bỏ thân thể tu luyện chi yêu. Càng là cường đại yêu hồn đã nói lên càng là thuần tịnh. Trước mắt xuất hiện yêu hồn làm hắn không chỉ có vang lên năm đó tại hạ giới thiên cơ sư nương hành cung nói thành, đụng tới huyễn yêu kia trở yêu hồn. Dữ dội tương tự. Chẳng qua trước mắt yêu hồn ngưng tụ, so với năm đó huyễn yêu cường đại rồi không biết nhiều ít lần, phi thường khủng bố. Đương nhiên khủng bố chỉ là hơi thở sát khí. Chân chính thực lực, có lẽ Dương Mỗ Nhân là không sợ. Lại lợi hại lại có thể như thế nào? Vẫn là thuộc về âm hồn một loại. Trùng hợp Dương Mỗ Nhân trong tay chính là có khắc chế âm hồn chí bảo, thần ma âm dương kính tồn tại. Nhìn khí thế cường đại hắc khí ngưng tụ thành hình hắc ưng, Dương Mỗ Nhân nhếch miệng cười, đừng mẹ nó hù dọa người. Dứt lời thần ma âm dương kính xuất hiện ở trong tay. Mà giờ phút này này chỉ sát khí hôi hổi hắc ưng đối với nhào tới. Thuận chuyển vì Dương. Thúc dục thần ma âm dương kính dương khí một mặt, tức khắc kim quang bùng nổ, chiếu rọi ở toàn bộ đại điện chung. Một chút đem ưng hồn cấp bao phủ ở bên trong. Pi! Chói tai kêu thảm thiết vang lên. Ngay sau đó bị thần ma âm dương kính bao phủ ở thuần dương chi khí hạ ưng hồn kêu thảm thiết dừng hình ảnh, ở trong đó dãy giụa. Nghịch chuyển vì âm. Pi! Âm dương nhị khí dưới, này đầu âm hồn trực tiếp liền từ không trung tin tức xuống dưới, từng đoàn hắc sát khí cũng vì này tiêu tán. Gì? Ngay sau đó Dương Nghị Vân lại là nhẹ giọng kinh ngạc. Không nghĩ tới tiêu tán lúc sau ưng hồn chung xuất hiện một viên tinh oánh dịch thấu tiểu hạt châu. Hắn vung tay lên tới rồi trong tay, cẩn thận một cảm thụ, lại là phát hiện chính là một viên thuần tịnh vô cùng yêu hồn châu, nội loại không có bất luận cái gì ý thức tồn tại, dư lại chỉ là thuần tịnh yêu hồn năng lượng. Thứ tốt A Dương Mỗ Nhân thiếu chút nữa chảy nước miếng. Như thế thuần tịnh yêu hồn châu, hắn biết chính là ưng hồn tu luyện kết tinh, nhất đối nguyên thần có đại bổ chi dùng. Bất luận cái gì trình tự tu luyện nguyên thần tăng lên nhất khó có thể làm được, nhưng có như vậy thuần tịnh yêu hồn châu năng lượng, lại là đối nguyên thần tăng lên có thật lớn chỗ tốt. Hắn cười ha hả thu hồi này viên yêu hồn châu, hoặc là nói là ưng hồn châu càng vì thích hợp. Về sau luyện hóa tuyệt đối có thể làm hắn nguyên thần có tuyệt đại tác dụng, nguyên thần nếu là cường đại,
thần hồn thần thức liền đi theo tăng lên, đây là phi thường khó được. Nguyên thần cường đại lúc sau đối tìm hiểu thiên địa hiểu được tự nhiên đại đạo có không thể ngôn ngữ tác dụng, Dương Mỗ Nhân trong lòng nghĩ, nếu nhiều một ít như vậy yêu hồn châu, gì sầu không thể bước vào thông ngộ. Đem ưng hồn châu thu hồi sau, Dương Nghị Vân lúc này mới nhìn về phía quan tài trong vòng. Lại là phát hiện nội loại còn có một tầng, này cũng ở trong dữ liệu còn, quan tài bản thân chính là bao vây quan tài, không kỳ quái. Chỉ là nội loại một tầng ngọc quan chính là một chỉnh khối ngọc thạch quan, không có bất luận cái gì khe hở, là thành thực, mặt trên có từng đạo khắc văn, thoạt nhìn cùng tiến vào thời điểm mộ bia thượng khắc văn có chút tương tự. Cái này hắn một chút nghĩ kỹ, đây là lại là một cánh cửa. Chẳng qua không biết mở ra sau thông hướng chỗ nào. Có phải hay không có thể đi ra ngoài. Cũng hoặc là thông hướng một khác chỗ địa phương. Dương Nghị Vân thôi đông pháp lực đối với thành thực quan mà xuống. Oanh! Nặng nề rung động lúc sau, toàn bộ ngọc quan bộc phát ra quang mang chói mắt. Dương Nghị Vân theo bản năng nhắm lại hai mắt, nhưng lại có thể cảm nhận được. Quanh thân có không gian dao động nhộn nhạo dựng lên, hắn cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng. Bất quá loại cảm giác này cũng không có liên tục bao lâu, liền khôi phục bình thường. Lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, Dương Nghị Vân lại là phát hiện đại điện biến mất. Nhưng lại là xuất hiện ở một mảnh sao trời dường như không gian chung, bất quá hắn biết đều không phải là chân thật sao trời, mà là giả thuyết ngưng tụ ra tới một phen không gian chung. Mặt đất như cũ là bạch ngọc thạch kiến tạo mặt đất, nhưng đỉnh đầu cùng bốn phía đều là một mảnh mây mù biển sao cảnh tượng. Nói không gian nhỏ, càng như là một phương tiểu thế giới. Làm Dương Nghị Vân chấn động chính là, nơi này tản ra một cổ yêu khí làm hắn có chút không thở nổi, cường đại đến làm hắn có loại muốn cúng bái xúc động. Bất quá vận chuyển càn khôn tạo hóa công sau, này cổ uy áp mới dần dần giảm bớt. Mà uy áp nơi phát ra đến từ chính này một phương tiểu thế giới thật lớn khung xương. Tản ra màu trắng ngà nhàn nhạt vầng sáng khung xương. Lóa mắt nói Dương Nghị Vân nhìn lại giống như là một tòa phát ra chói mắt vầng sáng thật lớn ngọn núi. Phi thường đại, nhưng ở hắn vận chuyển càn khôn chi mắt sau nhìn lại lại là một câu núi lớn giống nhau thật lớn tinh oánh dịch thấu to lớn khung xương. Phi thường hoàn chỉnh khung xương làm Dương Nghị Vân giống nhau liền nhìn ra tới đây là một câu cầm loại khung xương, đến nỗi là cái gì kỳ thật không cần nói cũng biết, nơi này là phi ưng cấm địa, mai táng cũng là lịch đại ưng vương, thực hiển nhiên này thật lớn sơn giống nhau khung xương chính là ưng. Một khối thật lớn đến vượt qua Dương Nghị Vân tưởng tượng con ưng khổng lồ khung xương. Liếc mắt một cái nhìn không tới giới hạn, cao nguyệt mấy trăm trượng khung xương. Hắn đảo hút khí lạnh, hướng về đây là cái gì mắt ưng loại cư nhiên có thể có như vậy khổng lồ vô biên hình thể. Số ít cũng có vài ngàn trượng chiều dài đi. Liền ở Dương Nghị Vân cảm thán hết sức, phía sau không gian dao động một trận rung chuyển. Dương Nghị Vân cảnh giác đề phòng nhìn lại. Quang mang lóa mắt chung. Ngay sau đó lại là than đen hóa thành bản thể chim đại bàng từ không gian môn hộ mà đến. Than đen. Chủ nhân. Một phó một chủ từng người thấy được đối phương. Dương Nghị Vân nghĩ đến than đen có thể tới nơi đây, sợ là cùng chính mình không sai biệt nhiều tình huống. Quả nhiên hỏi lúc sau, mới biết được thật là giống nhau, cũng là mở ra ngọc quan sau đó đều phát ưng hồn mở ra môn hộ tới rồi nơi này. Bất quá đối với than đen tới nói lại là không được đến cái gì ưng hồn châu. Hắn cùng ưng hồn một trận chiến thực sự chật vật một phen, nhưng cũng thuận lợi mà đến. Hiện tại hai người lẫn nhau xác minh một phen lại là đều cho rằng, sở hữu mộ bia tiến vào sau đều hẳn là đạt tới nơi này. Nơi này mới xem như chân chính phi ưng cấm địa. Đối mặt thật lớn ưng cốt, than đen dọc theo nước miếng nói lắp nói, chủ nhân này có thể là trong truyền thuyết thần ưng cốt, ở phi ưng sơn vẫn luôn đều có truyền lưu, chẳng qua đại gia cũng chỉ là trở thành một cái truyền lưu chuyện xưa mà thôi. Hiện tại xem ra là thật sự, trước mắt ngọn núi này chính là thần ưng khung xương. Còn có cái gì nói? Dương Nghị Vân hỏi. Đã không có than đen lắc đầu. Ngươi, Dương Nghị Vân vô ngữ, liền như vậy một cái chuyện xưa phiên bản. Hai người chính nói chuyện hết sức, lại là một tiếng kêu to từ xa xôi nơi truyền đến. Chủ nhân, than đen thử vương thanh âm rõ ràng truyền vào Dương Nghị Vân trong tai. Dương Nghị Vân cùng than đen đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Lại là phát hiện nơi xa thần ưng khung xương có một đạo kim sắc, không hề nghi ngờ chính là thử vương. Từ trước đến nay thử vương là từ mặt khác nhập khẩu tiến vào, dù sao hiện tại xem ra chỉ cần là mở ra mộ bia, tiến vào lúc sau mà mục đích đều là nơi này. Đi, chúng ta qua đi. Dương Nghị Vân nói chuyện liền tưởng vận chuyển pháp lực phi thân dựng lên, nhưng lại là sắc mặt biến đổi,
hắn cư nhiên sử dụng không ra pháp lực tới, tựa hồ toàn bộ đan điền đều đừng phong ấn. Than đen ngươi khả năng dùng pháp lực, Dương Nghị Vân vội vàng hỏi than đen. A nha chủ nhân ta cũng dùng không ra pháp lực tới than đen kinh hãi. Hồ Dương Nghị Vân nhẹ nhàng thở ra nói, ta đây liền an tâm rồi. Nghe được than đen nói hắn pháp lực cũng phóng thích không ra, Dương Nghị Vân liền biết cũng không phải hắn một người vấn đề, mà là cái này địa phương có áp chế, vô cùng có khả năng là thần ưng cốt áp chế cùng nơi này mặt khác nhân tố. Không thể phóng xuất ra pháp lực tới, nhưng lại có thể vận chuyển trong cơ thể pháp lực, thật đúng là thật có chút quái dị. Bất quá bực này dưới tình huống, pháp lực mất đi tác dụng, vậy chỉ có thể dựa tự thân thể lực lượng. Ai thân thể cường hãn ai chiếm tiện nghi. Đương nhiên nơi này tựa hồ cũng không tồn tại mặt khác sinh linh đi. Trước mắt mới thôi, liền bọn họ ba cái, cũng không biết Điêu Nhi cùng cá trạch có hay không ở chỗ này. Nếu chỉ cần Điêu Nhi cùng cá trạch tiến vào mộ bia chung, nghĩ đến chúng nó nhất định sẽ xuất hiện nơi này. Pháp lực không thể sử dụng, lúc này đầu đen lại là có thể phát huy đại tác dụng. Than đen bản thể hình thái là trường cánh ở chỗ này lại là có thể phi hành. Dương Nghị Vân bước lên than đen phía sau lưng, một tiếng thét dài lúc sau phóng lên cao, nghĩ thần ưng khung xương bay đi. 3 phút sau đến thử vương chỗ. Chủ nhân thử vương đã đi tới. Ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Dương Nghị Vân từ than đen trên người nhảy xuống hỏi. Thử vương trả lời lại là cùng than đen giống nhau, mọi người đều là như thế tình huống. Việc này bọn họ đang ở một chỗ bề rộng chừng mấy chục mét trên xương cốt, Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua hẳn là thần ưng khung xương thượng đuôi sau một cây trên xương cốt. Nhìn giống nhau nơi xa mơ hồ chung có thể nhìn đến nửa ngày uổng có ánh lửa giống nhau quang mang, đây là nơi này duy nhất không giống người thường địa phương. Đi thôi, đi xem lại nói không chừng Điêu Nhi cùng cá trạch ở bên kia. Dương Nghị Vân nói xong ý bảo than đen cất cánh. Than đen dương cánh phi hành mà đi. Ở trời cao chung Dương Nghị Vân nhìn đến nơi xa ánh lửa nơi hẳn là thần ưng khung xương trên đầu. Khoảng cách rất xa, nhìn như ở chân trời giống nhau xa. Than đen phi hành mười mấy phân chung mới tiếp cận. Gần lúc sau, Dương Nghị Vân lại là rốt cuộc thấy rõ ràng ánh lửa là như thế nào sẽ là. Đều không phải là ngọn lửa gì đó thực chất tính sự vật. Mà là một gốc cây kêu thảm thiết đại thụ tản ra vầng sáng, thật xa nhìn lại giống như là một gốc cây thiêu đốt ngọn lửa chi thụ. Là cây ngô đồng. Dương Nghị Vân buột miệng thốt ra, hắn tại hạ giới thời điểm, cấp tiểu phượng hoàng loại quá một đoạn cây ngô đồng, tự nhiên quen thuộc. Trong tầm mắt đây chính là một gốc cây chân chính che trời ngô đồng đại thụ. Chấn động chính là từ thần ưng cốt trên đầu mọc ra từ, hoặc là nói có phải hay không có người cố tình ở thần ưng cốt trên đầu loại một gốc cây ngô đồng. Thực hiển nhiên chỉnh cụ thần ưng cốt năng lượng đều bị cây ngô đồng cấp hấp thu đi, nếu không này cây ngô đồng cũng không có khả năng trường đến mấy trăm trượng chi cao lớn, cành lá tốt tươi. Làm Dương Nghị Vân kỳ quái chính là, ở Phi Ưng Sơn cấm địa, như thế nào sẽ xuất hiện thần ưng khung xương? Hơn nữa càng kỳ quái chính là sẽ ở thần ưng khung xương thượng sinh trưởng ra một gốc cây che trời cây ngô đồng tới. Nhìn đến này cây ngô đồng, Dương Nghị Vân trong lòng liền có chút kích động, hoặc là nói thân thiết, bởi vì hắn vang lên tiểu phượng hoàng. Chẳng lẽ nơi này tiểu phượng hoàng sẽ ở? Qua chủ nhân là cây ngô đồng A, đây chính là bảo thụ thụ, được xưng thần mộc, chính là thiên địa đại đạo chi thuật. Thế gian nhất đẳng nhất bảo thụ thử vương nhìn không được kích động kêu to. Than đen đi xuống Dương Nghị Vân không để ý tới thử vương, cấp than đen hạ lệnh. Chim đại bàng hình thể thật lớn, Dương Nghị Vân cùng thử vương ở hắn trên lưng không thế nào thu hút, vừa ra đi xuống, thân hình cũng chưa ổn định, Dương Nghị Vân cùng thử vương còn cũng chưa từ chim đại bàng trên lưng xuống dưới, chính là hai tiếng thét dài mắng dựng lên nói, hảo ngươi cái hoàng mao đại điểu, cư nhiên thật đúng là dám truy tiến vào. Xem lão tử không lộng chết ngươi. Chi cá trạch làm hắn. Ngay sau đó lại là một tiếng thanh thúy vang lên. Dương Nghị Vân nghe thế hai thanh âm, trong lòng sửng sốt, phản ánh lại đây sau lại là vội vàng hét lớn, Điêu Nhi, cá trạch dừng tay. Hai cái kẻ dở hơi rốt cuộc tìm được rồi a. Nhưng nghe lên phải đối than đen xuống tay, hiện tại than đen đã bị hắn thu phục, tự nhiên không thể đánh lên tới, hắn vội vàng kêu đình. Ca. Chủ nhân. Một kim một màu từ rậm rạp cây ngô đồng sao bay vọt mà xuống. Dương Nghị Vân ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên là Điêu Nhi cùng cá trạch hai cái kẻ dở hơi gây họa tinh xuất hiện. Dương Nghị Vân từ than đen trên người nhảy xuống đi, Điêu Nhi một chút vọt vào trong lòng ngực hắn, cá trạch cũng uốn lượn ở quanh thân.
xem ra Điêu Nhi giống nhau không bị thương, ngược lại hơi thở tăng nhiều một mảng lớn, ngay cả cá trạch cũng giống nhau, cảm giác chung so Điêu Nhi còn cường. Không cần hỏi nghĩ đến là hai cái kẻ dở hơi có cái gì kỳ ngộ. Xuống dưới Dương Nghị Vân ngay sau đó kéo xuống mặt nổi giận gầm lên một tiếng. Điêu Nhi co rụt lại cổ, từ trên vai đi xuống, cá trạch bản năng về phía sau lui lại mấy bước. Hai cái kẻ dở hơi biết Dương Nghị Vân có thể tìm tới nơi này tự nhiên là đã biết chúng nó hai cái ở Phi Ưng Sơn tình huống, cũng biết gặp rắc rối. Điêu Nhi ngăm đen mắt to tử đáng thương hề hề nhìn Dương Nghị Vân nhỏ giọng kêu một tiếng, ca. Ách, Dương Nghị Vân nổi giận đùng đùng banh mặt bộ dáng ở Điêu Nhi một ánh mắt hạ nháy mắt phá công. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mỗi một lần nhìn đến Điêu Nhi cái này ánh mắt Dương Nghị Vân liền hận không đứng dậy. Từ lúc trước địa cầu thời điểm chính là như thế, hiện tại đồng dạng như thế. Bất quá Điêu Nhi bán manh bộ dáng, một đôi nhân tính hóa mắt to tử, đáng thương biểu tình vừa ra tới, mặc cho ai cũng khó có thể chống cự. Ngươi, tính, quay đầu lại ở thu thập ngươi Dương mẫu nhân đối Điêu Nhi sủng nịch là vô biên. Chủ nhân cá trạch nhìn đến Dương Nghị Vân không có trách cứ Điêu Nhi cũng yên tâm, mang theo A Dua tiến lên. Nhưng là, cá trạch sai rồi. Điêu Nhi là Điêu Nhi. Cá trạch nhưng không có đặc xá đãi ngộ. Ha ha. Dương mẫu nhân ha ha cười lạnh, trở tay chính là một cái tát chụp qua đi. Oanh. Qua nhà chủ nhân ngươi như thế nào đánh ta a? Cá trạch quái kêu một chút bị Dương Nghị Vân đánh bay ba bốn mễ. Ngươi cái khở hóa đường đường côn bằng thần thú, liền không biết mang cái hảo đầu, đem Hương Hương cũng cấp dậy hư, lá gan quá lớn, có biết hay không các ngươi xông vào chính là Phi Ưng Sơn cấm địa. Có biết hay không có bao nhiêu nguy hiểm a? Dương mẫu nhân giờ phút này đem khí tất cả đều rơi tại cá trạch trên người. Cá trạch vẻ mặt u oán cùng ủy khuất nhược nhược nói, chủ nhân rõ ràng là Điêu Nhi mang ta. Oanh! Còn không biết hối cải. Mắng chung lại là một kích. Qua nha chủ nhân ta sai rồi. Cá trạch cái này xem như xem minh bạch, Dương mẫu nhân đây là bất công a, cái này nổi muốn nó tới bối, không có biện pháp ai làm hắn là chủ nhân đâu. Ai làm Điêu Nhi sẽ bán manh đâu. Ở Dương mẫu nhân âm trầm sắc mặt hạ, cá trạch vẻ mặt ủy khuất, nhìn thoáng qua Điêu Nhi, mà Điêu Nhi còn lại là mịt mờ nhìn thoáng qua cá trạch, cho cá trạch một cái chết đạo hữu bất tử bần đạo ánh mắt, sau đó chuyển qua đầu. Loại này thời điểm không bị ca ca trách phạt đều đã trong lòng thắp nhang cảm tạ. Cá trạch nhìn đến Điêu Nhi ánh mắt, hắn trong lòng kêu rên. Nhưng cũng biết không có biện pháp, chủ nhân lửa giận luôn là muốn phát tiết ra tới. Luôn là yêu cầu một cái tới thừa nhận, mà Điêu Nhi không có khả năng, chỉ có hắn xem như da dày thịt béo. Từ chuyện này tới xem, hắn xem như xem minh bạch, Điêu Nhi ở chủ nhân trong lòng địa vị, có thể ném hắn mấy cái đường cái, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng hắn là côn bằng thần thú, ở Dương mẫu nhân trong lòng địa vị sẽ thực cao. Nhưng hiện tại xem như biết chênh lệch, cái này làm cho cá trạch trong lòng thực ủy khuất. Dù sao cũng không dám nữa phản bác. Nhưng cũng biết lần này hắn cùng Điêu Nhi thật là gặp rắc rối, cấp chủ nhân thêm phiền toái, cũng khó trách chủ nhân sẽ sinh khí. Ngẫm lại phía trước chim đại bàng cường đại, tuyệt đối là yêu tộc đại cường giả, rất nhiều lần đều ăn mệt, thiếu chút nữa đã bị bắt lấy. Nếu không phải Điêu Nhi cơ linh hắn cái này côn bằng cũng thiên phú dị bẩm, hậu quả rất khó đoán trước. Cuối cùng càng là bị bức bách tiến vào Phi Ưng Sơn cấm địa. Hiện giờ chủ nhân đi tìm tới. Không cần hỏi tự nhiên cũng là mạo rất lớn nguy hiểm mà đến, thậm chí là trải qua một hồi chém giết đi. Như vậy tưởng tượng cá trạch trong lòng dễ chịu rất nhiều. Bất quá! Hắn khóe mắt nhìn về phía Dương Nghị Vân phía sau. Chim đại bàng A! Phía trước hắn cùng Điêu Nhi chính là bị thứ này cấp đuổi giết bước tiến Phi Ưng Sơn cấm địa chung, nhưng ở gặp mặt này chỉ đều cư nhiên đi theo chủ nhân Dương Nghị Vân phía sau. Hơn nữa thoạt nhìn là một bộ cung cung kính kính bộ dáng. Không cần hỏi cá trạch đã đoán được, này chỉ đều trở thành chủ nhân bên người một cái khác tiểu đệ. Còn biết sai, vậy còn có thể cứu chữa, đứng lên đi Dương mẫu nhân đối cá trạch chịu thua sau, tỏ vẻ vừa lòng. Đương nhiên Dương mẫu nhân cũng biết chính hắn kỳ thật là ngược cá trạch, kỳ thật hắn trong lòng rất rõ ràng, Điêu Nhi mới là đầu sỏ gây tội, hắn nhận lấy một chúng linh sủng mỗi một lần gây họa, phần lớn dưới tình huống đều là Điêu Nhi ở đi đầu. Nhưng đối Điêu Nhi hắn không tức giận được tới. Cũng may hiện giờ tìm được rồi này hai cái kẻ dở hơi, cũng không tính có cái gì đại sự. Lập tức tìm được đường đi ra ngoài, rời đi nơi này là được. Bất quá nơi này thực hiển nhiên là một phen không gian càn khôn thế giới, đường đi ra ngoài sợ là không hảo tìm.
Cá Trạch nghe được Dương Mẫu Nhân không có lại truy cứu ý tứ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới vội vàng nói lời cảm tạ, đa tạ chủ nhân. Hắn xem như học ngoan, không cần cùng cái này không nói đạo lý chủ nhân tranh luận so cái gì đều cường, chủ nhân nói cái gì chính là cái gì, hắn ngoan ngoãn nghe làm theo là được. Biện giải kết cục chỉ có thể đổi lấy một đốn đánh tơi bời. Ca, này chỉ hư điểu là chuyện như thế nào? Lúc này Điêu Nhi đem Dương Nghị Vân hết giận, liền thấu đi lên nhỏ giọng hỏi chuyện, nhưng là một đôi ngăm đen mắt to tử lại là vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Chim Đại Bàng hoặc là nói hiện tại Than Đen. Điêu Nhi nhớ tới phía trước bị này chỉ xấu điểu đuổi giết nó cùng Cá Trạch chật vật, trong lòng oán khí liền khó bình, bất quá thông minh như nó, lại cũng đoán được này chỉ điểu có thể cung cung kính kính đi theo ca ca bên người, tất nhiên đã bị ca ca thu phục. Rõ ràng đoán được còn như vậy hỏi, đơn giản là tưởng cấp Than Đen mách lẻo thôi, Điêu Nhi trước nay sẽ không ăn mệt. Dương Nghị Vân nghe Điêu Nhi hỏi chuyện, liền biết cái này quỷ tinh linh không có hại, muốn tìm hắn cáo Than Đen trạng. Đối Điêu Nhi hắn là thật dở khóc dở cười, búng tay ở nó đầu một chút, cười mắng, lại ở động ý xấu, nói cho ngươi Chim Đại Bàng Nga không, hiện tại kêu Than Đen, Than Đen đã thần phục, về sau đều là người một nhà, ngươi nhưng không cho tìm hắn phiền toái, phía trước các ngươi đừng Than Đen truy đó là Than Đen chức trách nơi. Nhưng là hiện tại khởi, không được nhúc nhích ý biến thái, nếu không ta định không nhẹ tha cho ngươi, còn có ngươi cũng giống nhau. Dương Nghị Vân cũng chừng mắt nhìn Cá Trạch liếc mắt một cái. Ca ca yên tâm tuyệt đối sẽ không Điêu Nhi thực thông minh, nó nghe ra ca ca trong giọng nói ý tứ không thể tìm này chỉ xú điểu phiền toái, nếu không tuyệt đối không nhẹ tha. Lần này không nói giỡn. Đối Dương Mẫu Nhân phi thường hiểu biết Điêu Nhi, tự nhiên không dám đi làm tức giận ca ca quyền uy. Bất quá ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng tâm lý lại là nghĩ, xú đại điểu, về sau chờ xem. Không dám không dám Cá Trạch cũng vội vàng phù hợp. Như thế tốt nhất Dương Nghị Vân gật đầu. Hắn kỳ thật là sợ Điêu Nhi cùng Cá Trạch tìm Than Đen phiền toái, ngược lại sẽ có hại, rốt cuộc Than Đen chính là đường đường thông ngộ nhị trọng thiên đại yêu tồn tại, hiện tại Điêu Nhi cùng Cá Trạch còn hơi kém hơn một mảng lớn. Mà Than Đen cũng từ đầu tới đuôi nhìn ra Điêu Nhi ở chủ nhân Dương Nghị Vân trong lòng địa vị thực trọng, nghe được Điêu Nhi nói chuyện thời điểm Than Đen trong lòng chính là cả kinh, thật đúng là sợ Điêu Nhi cáo hắn một trạng, đến lúc đó làm chủ nhân thu thập hắn, hắn cũng thật không biện pháp. Đặc biệt là nhìn đến Điêu Nhi quay tròn tròng mắt nhìn về phía hắn chuyển động thời điểm, mạc danh Than Đen trong lòng chính là nhảy dựng, hạ quyết tâm về sau ly này chỉ Điêu Nhi xa một chút, dù sao không thể ở trêu chọc, vẫn luôn trồn cư nhiên ở chủ nhân trong lòng như thế sủng nịch. Thậm chí có thể tả hữu chủ nhân ý chí, thật là đáng sợ. Trong lòng đồng thời ở may mắn phía trước không bắt lấy Điêu Nhi cùng Cá Trạch, nếu phía trước bắt lấy chúng nó, dựa theo hắn cách làm, tuyệt đối sẽ giết Điêu Nhi cùng Cá Trạch. Nếu thật làm như vậy, Than Đen nghĩ đến chủ nhân nhất định sẽ đem hắn bầm thây vạn đoạn. May mắn a, chủ nhân anh minh, cũng không có nghe Điêu Nhi mê hoặc, trái lại trách phạt hắn, ngược lại quát lớn Điêu Nhi cùng Cá Trạch. Lúc này Than Đen cũng biết hắn hẳn là biểu cái thái độ. Tốt xấu hắn cũng là tu luyện vài vạn năm lão yêu, điểm này EQ Nga không, là yêu thương vẫn phải có. Hơn nữa Thử Vương giờ phút này đối hắn truyền âm nói, ta nói Than Đen đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Điêu Nhi lão đại chính là chủ nhân cảm nhận chung phi thường quan trọng linh sủng, từ chủ nhân vẫn là phàm nhân thời điểm liền đi theo chủ nhân, càng như là chủ nhân hài tử giống nhau, thực sủng ái nó, ngươi lúc này còn không tỏ thái độ nhận sai, tiểu tâm về sau Điêu Nhi lão đại cho ngươi mặc giày nhỏ Nga. Than Đen nghe Thử Vương truyền âm, trong lòng cả kinh, phản ứng lại đây vội vàng đối Thử Vương truyền âm nói lời cảm tạ. Ngay sau đó tiến lên một bước đối với Điêu Nhi cùng Cá Trạch nói, kia gì Điêu Nhi lão đại, Cá Trạch huynh đệ. Phía trước là ta Than Đen không đúng, nhưng cũng là bất đắc dĩ, còn thỉnh tha thứ, hiện giờ ta Than Đen đã nguyện trung thành chủ nhân, về sau mọi người đều là người một nhà, còn thỉnh hai vị không cần ghi hận ta Than Đen mới hảo. Than Đen dù sao cũng là Phi Ưng Vương tọa hạ tám đại yêu chi nhất, cũng là tọa trấn Phi Ưng đạo tràng đại yêu, tu luyện mấy vạn năm lão yêu, kiến thức bất phàm, cũng hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Ở hoặc nói xong lúc sau, trở tay chi gian xuất hiện một quả chứa đựng nhẫn. Đưa cho Điêu Nhi nói, cái này chứa đựng nhẫn chung có một ít thượng phẩm tiên quả linh tinh thức ăn, còn thỉnh Điêu Nhi lão đại nhận lấy, xem như ta cấp nhị vị bồi tội. Điêu Nhi ánh mắt sáng lên, trong lòng đối Than Đen oán niệm biến mất không thấy, nhìn chằm chằm Than Đen đưa qua chứa đựng nhẫn, lại là nhìn về phía Dương Nghị Vân. Mà Dương Nghị Vân đối Than Đen nấu cơm thực vừa lòng, khó được thủ hạ có thể xuất hiện một cái có EQ đại yêu,
rõ ràng là than đen nhìn ra Điêu Nhi ở hắn trong lòng địa vị, đây cũng là biến đổi biện pháp ở lấy lòng hắn. Đối với Điêu Nhi gật gật đầu nói, nếu là than đen một phen tâm ý, vậy nhận lấy đi, về sau hảo hảo cùng than đen ở chung. Chi đã biết ca ca, Điêu Nhi móng vuốt nhỏ vung lên than đen trong tay chứa đựng nhẫn đã không thấy tăm hơi, song sau do dự một chút lại là đối với than đen nói, hắc điểu chúng ta chi gian ân oán xóa bỏ toàn bộ, yên tâm về sau ta che chở ngươi. Đa tạ Điêu Nhi lão đại, than đen yên tâm, rốt cuộc không cần bị chủ nhân bên người cái này tâm phúc cấp nhớ thương. Chính là Dương Nghị Vân nghe được Điêu Nhi nói chuyện lại là đầy mặt hắc tuyến, cư nhiên thật đúng là đương chính mình vì đại lão. Còn che chở, đều là từ địa cầu mang đến tật xấu, lại là lo lắng về sau bên người này đó linh sủng có thể hay không toàn bộ bị Điêu Nhi cấp mang oai đi. Khụ khụ, hảo, ta còn lên tiếng các ngươi, nói nơi này tình huống như thế nào. Người cùng cá trạch phát hiện có hay không đường đi ra ngoài. Dương Nghị Vân ho khan một tiếng hỏi Điêu Nhi. Cá trạch mở miệng nói, chủ nhân không có phát hiện cái gì xuất khẩu, ta cùng Điêu Nhi tiến vào sau, liền phát hiện khối này thật lớn phi ưng khung xương cùng ngô đồng thần thụ, mặt khác không còn có phát hiện. Bất quá nơi này thực tà tính, pháp lực bị áp chế phóng thích không ra, nhưng lại là nội đan có thể vận chuyển, khối này phi ưng khung xương rất lớn, chúng ta cũng tiến vào không bao lâu. Còn có rất nhiều địa phương không đi đến, có lẽ có thể đường đi ra ngoài, chúng ta tìm xem. Dương Nghị Vân gật gật đầu, hảo, đại gia phân công nhau tìm đi. Hắn vừa dứt lời, chính là một tiếng hừ lạnh vang lên. Hừ, lớn mật tiểu bối tự tiện xông vào ta phi ưng cấm địa, đương chết. Một tiếng hừ lạnh lời nói đằng đằng sát khí. Dương Nghị Vân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Vài trăm thước ở ngoài ba đạo vầng sáng lập lòe khởi. Chảo yên chi gian hóa thành ba bóng người. Chờ đến quang mang biến mất, lại là hai cái lão giả một nữ tử xuất hiện. Yêu khí tận trời. Chủ nhân là lão đại lão nhị cùng lão tứ cái kia tao đàn bà, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên tiến vào cấm địa trung, than đen tiến lên một bước nhỏ giọng nói chuyện, trong giọng nói có chút phức tạp. Rốt cuộc bọn họ trước kia đều là phi ưng vương tọa hạ đại yêu, nhưng hiện tại sợ là muốn trở thành địch nhân. Dương Nghị Vân trong lòng thở dài. Quả nhiên tam đại yêu vẫn là truy vào tới. Điêu Nhi, cá trạch, thử vương ba cái cũng ở trước tiên hội tụ ở Dương Nghị Vân bên người, đều là yêu tộc, chúng nó ba cái tự nhiên có thể cảm nhận được tiến đến tam đại yêu khí tức bất phàm, trong đó hai cái lão giả so với than đen còn phải cường đại. Mà Dương Nghị Vân lúc này tuy rằng pháp lực đều khôi phục lại đây, lại cũng thần kinh căng chặt, hắn từ than đen trong miệng phía trước hiểu biết quá, tam đại yêu tổng, lão đại chính là hai mắt huyết ưng. Có thông ngộ tam trọng thiên đỉnh đạo hạnh. Lão nhị Miêu ưng cũng không phải thiện tra, mới vừa vào thông ngộ tam trọng thiên. Lão tứ anh Vũ đừng nhìn là thông ngộ nhị trọng thiên, nhưng lại là tám đại muốn trung tâm tính toán kế sâu nhất một cái. Tam đại yêu cư nhiên thật đúng là không màng quy củ xông vào cấm địa. Hơn nữa cái này cũng chưa tính, tiếp theo cái từng đạo vầng sáng lập lòe chung, tám phi ưng thánh vệ cũng đều lần lượt xuất hiện ở bọn họ phía sau. Như thế nhưng chính là 11 tôn thông ngộ đại yêu. Dương Nghị Vân đối mặt nhị trọng thiên cấp bậc đều yêu cầu vận dụng càn khôn thần điện lực lượng, nhưng mà hiện tại xuất hiện hai tôn thông ngộ tam trọng thiên tồn tại, hắn lại là không bất luận cái gì nắm chắc. Cho dù là vận dụng càn khôn thần điện chi lực, cũng không nắm chắc. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi lên. Trong đầu nhanh chóng vận chuyển nghĩ biện pháp. Như thế nào ứng đối trước mắt này đó đại yêu? Càn khôn thần điện hắn căng chết có thể vận dụng hai lần không nhất định có thể xử lý thông ngộ tam trọng thiên cấp bậc, nhưng là bị thương nặng tuyệt đối có thể. Trọng điểm là dư lại tám phi ưng thánh vệ thêm một cái thông ngộ nhị trọng thiên anh Vũ làm sao bây giờ. Này đó đại yêu nhưng đều không phải dễ đối phó. Mà hắn bên người than đen, thử vương, điêu nhi, cá trạch thêm lên có thể hay không đối phó được tám thông ngộ nhất trọng thiên phi ưng thánh vệ cùng thông ngộ nhị trọng thiên anh Vũ đâu. Nếu là có thể đối phó nói, đảo cũng còn có thể thử xem, nếu là không đối phó được nói, đã có thể có sinh tử nguy hiểm. Giờ phút này Dương Nghị Vân trong lòng tính toán, mà trăm mét ở ngoài huyết ưng mang theo một loại đại yêu lại là đi bước một đi tới. Chủ nhân làm sao bây giờ? Bọn họ lại đây than đen nhìn huyết ưng chờ đại yêu lại là nhìn không được mở miệng, trong giọng nói có chút sợ hãi. Dương Nghị Vân còn không có trả lời, thử vương lại là bưu hãn nói, sợ cái giám a. Nơi này áp chế pháp lực, đại gia đua thân thể, hợp lực khí, đến lúc đó nhìn xem ai đem ai làm nằm sấp xuống. Gì? Dương Nghị Vân nghe được thử vương nói chuyện, lại là ánh mắt sáng lên, hắn cũng là bị lá che mắt.
quên mất nơi đây thật là áp chế pháp lực. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy thông ngộ cấp bậc liền tính cường hãn nữa, kia cũng là uổng phí, thông ngộ cấp bậc cường đại chính là pháp lực pháp tắc, nhưng ở chỗ này bị áp chế hoàn cảnh dưới, thật đúng là liền như thử vương lời nói, đại gia đến lúc đó đua thân thể hợp lực lượng. Ai đến thân thể cường đại, ai liền chiếm cứ ưu thế. Luận thân thể nói, hắn đầu tiên là không sợ, càn khôn tôi thể quyết đã đem hắn thân thể rèn luyện tới rồi một cái chính hắn đều không rõ ràng lắm trình tự, hắn dám cùng bất luận cái gì đại yêu liều một lần. Mà thử vương, cá trạch, điêu nhi cũng đều là thiên phú dị bẩm yêu tộc, thân thể phương diện thật đúng là không yếu. Chỉ cần cá trạch một cái là có thể hấp dẫn rất nhiều sức sống, bởi vì cá trạch côn bằng chi thân nhưng tùy ý biến đại biến tiểu. Mà điêu nhi một đôi lợi chảo xé rách không gian cũng không có vấn đề gì, thử vương một đôi lợi chảo lại là cũng không kém điêu nhi nhiều ít. Tính đến tính đi luận thân thể cũng chính là than đen này chỉ điều nhược một ít, này cũng bình thường, loài chim bay linh tinh bản thân thể liền phải nhược với tẩu thú chi lưu. Bất quá cũng chiếm ưu thế, bởi vì phi ưng có cánh chim bay lượn năng lực. Nhưng là hắn bên này, cá trạch cùng điêu nhi cũng có bay lượn thiên phú, cá trạch không cần phải nói, điêu nhi cũng được xưng phi thiên thần trồn. Xem như than đen cũng không kém. Đối diện mà đến 11 yêu tộc tất cả đều là loài chim bay, trong đó nhưng không tồn tại một cái tẩu thú. Tương đối tới nói bọn họ thân thể ngược lại muốn nếu một bậc đi. Dương Nghị Vân trong lòng như vậy tưởng tượng, nhưng thật ra có chút đại định. Mở miệng nói, thử vương nói không ra, nơi này áp chế pháp lực, đại gia đua chính là thân thể, chúng ta hợp lực dưới chưa chắc liền không có phần thắng, đại gia toàn lực ẩu đả. Điêu nhi toàn thân kim sắc lông tóc đứng chổng ngược thân thể lớn một vòng, một đôi móng vuốt sắc bén lượng ra theo tiếng, đã biết ca ca. Đã biết chủ nhân cá trạch toàn thân bảy màu vầng sáng lập lòe cũng tương ứng. Thử vương không cam lòng lạc hậu, hóa ra bản thể qua lại ứng. Chỉ có than đen trả lời thanh âm có điểm nhỏ giọng. Dương Nghị Vân pháp lực tuy rằng không dùng được, nhưng là trong cơ thể có thể di động, trong lòng vừa động đồ long kiếm xuất hiện nơi tay, hắn muốn rút kiếm chém giết. Thân thể đánh cờ. Lão Tứ Anh Vũ nhìn đến Dương Nghị Vân mang theo một đầu dị thú làm ra tùy thời chém giết tư thế, đi đến 30 mét sau lại là dừng lại nói, tiểu tử phóng chúng ta lão tam lại đây, nhưng cho ngươi lưu cái toàn thây. Ở các nàng mấy cái nghĩ đến, lão tam chim đại bàng nhìn qua thực uể oải bộ dáng cúi đầu, tất nhiên là bị Dương Nghị Vân phía trước bị thương nặng cấp áp chế. Chủ nhân làm ta đi, ta qua đi nhưng bắt anh Vũ. Than đen truyền âm lập tức liền đến Dương Nghị Vân trong tai. Dương Nghị Vân sửng sốt, lại là nhìn thoáng qua than đen, mịt mờ gật đầu, ngay sau đó lại là một tay nắm than đen cổ, hừ lạnh một tiếng đối với anh Vũ nói, này chỉ phế vật muốn liền sẽ cho các ngươi, dù sao hắn đã bị lão tử phế đi. Nói chuyện chi gian Dương Nghị Vân bỗng nhiên đem than đen ném anh Vũ. Hắn tin tưởng than đen nói chính là thật sự, theo qua đi bắt anh Vũ, đảo cũng có thể ít đi một cái đối thủ. Mà than đen không có khả năng ngốc đến lửa hắn, phải biết rằng sinh mệnh chi thủy uy lực than đen đã nếm thử đi qua. Anh Vũ sửng sốt, không nghĩ tới Dương Nghị Vân dễ nói chuyện như vậy, lập tức liền đem chim đại bàng ném qua đi, bất quá ngẫm lại bọn họ giờ phút này yêu nhiều thế chúng Dương Nghị Vân hẳn là sợ, đảo cũng không nghĩ nhiều, duỗi tay đi tiếp bay tới than đen. Nhưng mà sắp đụng chạm đến than đen thời điểm, giữa không trung than đen lại là hóa hình thành nhân, mở ra hai tay bỗng nhiên đối với nàng đánh tới. Một cái triển ôm. Ngay sau đó anh Vũ chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng, bay ngược đi ra ngoài. Lại là ở chim đại bàng đánh sâu vào dưới các nàng hai cái đều bay ngược ra mà đi, nhưng là ngay sau đó anh Vũ liền cảm giác không thích hợp, bởi vì chim đại bàng hoàn toàn là gắt gao đem nàng buộc chặt tư thế. Đưa khai. Lúc này hai mắt huyết ưng cùng miêu ưng cùng với tám đại phi ưng thánh vệ đều còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này thời điểm, bên kia Dương Nghị Vân hét lớn một tiếng. Động thủ, sát. Lão đại bàng phản loạn anh Vũ thét chói tai dựng lên. Hắc hắc, tao đàn bà lão tử đã sớm xem ngươi khó chịu, hiện giờ pháp lực đều bị áp chế, xem ta lộng chết pi than đen cười quái dị trung hóa thân bản thể chim đại bàng. Pi. Ngay sau đó anh Vũ cũng hóa thành một đầu hình thể khổng lồ tuyết trắng vô cùng thật lớn anh Vũ điểu. Trong lúc nhất thời hai người gắt gao dây dưa ở cùng nhau, lông chim bay đầy trời. Mà giờ phút này Dương Nghị Vân mang theo cá trạch, Điêu Nhi cùng thử vương đã xung phong liều chết tiến lên. Hắn mục tiêu trực tiếp là huyết ưng, cấp thử vương cùng Điêu Nhi dặn dò đi đối phó tám phi ưng thánh vệ, miêu ưng làm cá trạch đi dây dưa, từ lúc bắt đầu liền định ra mục tiêu đi lên liền làm,
không cần cấp này đó loài chim bay thở dốc cơ hội, có lẽ ở đại gia pháp lực đều bị áp chế dưới tình huống mới có khả năng có phần thắng. Tìm chết! Huyết ưng nhìn đến Dương Nghị Vân giơ kiếm đối hắn chém phách mà đến, tức khắc mắng một tiếng, tay trái hóa thành ưng chảo, lập tức chắn đi. Leng keng! Kim thiết tương giao thanh âm vang lên. Dương Nghị Vân đồ long kiếm cùng huyết ưng huyết sắc lợi chảo chạm vào nhau dưới hỏa tinh văng khắp nơi. Rồi sau đó hai người đều là trước sau lùi lại ba bước. Lúc này huyết ưng minh bạch, lão tam chim đại bàng nhất định là đừng này nhân tộc dùng cái gì thủ đoạn khống chế, hơn nữa đối phương cũng biết nơi này áp chế pháp lực, tính toán hảo hết thảy bắt đầu cùng chúng nó này đó đại yêu chém giết. Từng tiếng giống giận thét dài rung trời, giữa sân toàn rối loạn. Đối diện nhân tộc lại lần nữa phát đi lên, huyết ưng toàn thân chợt lóe hóa ra bản thể. Dương Nghị Vân giơ kiếm bay vào chém giết mà đi, trong lòng lại là ở khiếp sợ, hắn vốn tưởng rằng chính mình thân thể cường đại, không nghĩ tới cái này huyết ưng càng cường, vừa rồi một kích hắn hổ khẩu đều ở đổ máu, nhưng mắt ở cũng chỉ có thể cắn răng xung phong liều chết mà đi không thể dừng. Dương Nghị Vân biết hắn coi thường thông ngộ tam trọng thiên đại yêu thân thể cường hãn, cũng xem trọng tự thân. Nói đến cùng hắn đều không phải thông ngộ, mà huyết ưng lại là cho rằng thật thật tại tại thông ngộ tam trọng thiên đỉnh đại yêu. Cũng may mắn nơi này áp chế pháp lực, nếu không hắn vừa rồi này một kích dưới nhất định bị huyết ưng đánh không chết cũng đánh cho tàn phế. Thông ngộ nhị trọng thiên than đen cùng thông ngộ tam trọng thiên đỉnh huyết ưng thực lực tu vi, kém thật không phải nhỏ tí tẹo. Nhất trọng thiên kém nhất trọng thiên những lời này thật đúng là không phải lời nói suông. Nhưng hiện tại đại chiến đã khởi, ai cũng không có cách nào dừng lại. Dương Nghị Vân biết không phải hắn chết chính là chính mình bỏ mạng. Đôi tay nắm chặt đồ long kiếm hổ khẩu máu chảy ròng, Dương Nghị Vân hồn nhiên không biết, cũng cố kỵ không được như vậy nhiều đi. Chỉ có liều chết một trận chiến, đồng dạng thân thể chém giết dưới, hắn nghĩ muốn chết cũng muốn kéo lên huyết ưng tới đệm lưng, hắn cũng không phải dễ khi dễ. Hơn nữa càn khôn thần điện lực lượng hắn cũng có thể dẫn động hai lần, chỉ cần là tìm được thích hợp cơ hội. Có lẽ làm không xong huyết ưng cũng có thể đem nó lộng tàn phế đi. Hắn có lớn nhất ưu thế là, vận dụng càn khôn thần điện lực lượng không cần đi dùng pháp lực, chỉ cần một niệm dưới sử dụng, càn khôn hồ tự nhiên sẽ hấp thu hắn pháp lực bộc phát ra càn khôn thần điện lực lượng tới. Tự mình cảm giác có thể di động dùng hai lần cực hạn, hai lần lúc sau hắn tuyệt đối mất đi sức chiến đấu. Cho nên Dương Nghị Vân muốn nắm chắc được cơ hội. Nhưng là hiện tại hắn yêu cầu một hồi chém giết, tới cấp chính mình tìm kiếm cơ hội. Tiểu tử cho rằng nơi đây áp chế pháp lực là có thể chém giết thân thể. Ha ha, đích xác ngươi là ta đã thấy nhân tộc chung thân thể rất cường hãn, nhưng ngươi coi thường thông ngộ đại yêu, quản chi bổn tọa chính là thân thể tương đối nhược một ít loài chim bay, nhưng bổn tọa cường đại xa không phải ngươi một giới nhân tộc tiểu tử có khả năng ngẫm lại, hôm nay bổn tọa liền tính không hóa hình, chỉ cần vẫn luôn tay là có thể đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Hai mắt huyết ưng vô cùng cao ngạo nói chuyện. Dương Nghị Vân nổi giận gầm lên một tiếng xung phong liều chết qua đi hét lớn, một đầu bẹp mau xúc sinh mà thôi, lão tử hôm nay đem ngươi băm thành bát đoạn. Dương mỗ nhân trước nay ở ngoài miệng không chịu thua. Kỳ thật hắn trong lòng phi thường cảnh giác, bởi vì hắn cảm thụ vừa rồi huyết ưng một bàn tay hóa thành ưng chảo cường đại, lực lượng cường hãn, móng vuốt cứng rắn vô cùng, hơn nữa có cái trọng điểm là hắn nhìn đến huyết ưng từng đôi đồng càng thêm huyết hồng lên thực quỷ dị. Hắn tuy rằng xung phong liều chết đi lên, nhưng lại là trong lòng đề cao cảnh giác, chuẩn bị tùy thời ứng đối. Tìm chết! Huyết ưng giống giận soát một chút nhằm phía Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân cắn răng một cái, giơ kiếm liền chém, nhưng là không phải không hề chiêu thức kỹ xảo đi chém, tác dụng đại ngày liệt dương kiếm. Này vẫn là ở địa cầu thời điểm, lão nhân truyền thụ cho hắn, pháp lực thần thông không dùng được, nhưng lúc này ngược lại là cái dạng này kiếm pháp nhất thực dụng. Lấy kiếm chiêu thi triển ra tới, lực lượng kỹ xảo sử dụng. Đây là nhất dùng được. Ầm vang. Thanh thúy thả có mang theo nặng nề nổ vang vang lên, như cũ là hỏa tinh văng khắp nơi. Đồ long kiếm cùng huyết ưng ưng chảo chạm vào nhau ở bên nhau, Dương Nghị Vân hôi hổi lại lần nữa lùi lại ba bước. Mà lần này huyết ưng tựa hồ tìm được rồi chính mình tốt nhất trạng thái. Không hề có lui về phía sau một bước. Cười lạnh nói, tiểu tử muốn dùng kiếm thuật chiêu thức tới chiếm thượng phong, ngươi tìm lầm đối tượng. Bổn tọa du lịch thế gian thời điểm ngươi còn không có sinh ra, hiện tại xem bổn tọa như thế nào đùa chết ngươi. Dương Nghị Vân hai tay hổ khẩu đều thành tan vỡ, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Nắm chặt đồ long kiếm thời điểm hai tay đang không ngừng run rẩy. Giờ phút này ai cũng không có phát hiện một cái quỷ dị tưởng tượng xuất hiện,
chẳng qua Dương Nghị Vân chính mình đều không có phát hiện. Mà cái này hiện tượng phát sinh ở Đồ Long kiếm thượng. Hắn đôi tay hổ khẩu tan vỡ lúc sau chảy ra máu không ngừng chảy xuôi ở Đồ Long kiếm phía trên, lại là đều bị Đồ Long kiếm hấp thu đi vào. Lúc này Đồ Long kiếm như là ở uống máu giống nhau, nguyên bản ngân bạch thân kiếm càng thêm trở nên trắng dựng lên. Từng đạo phi thường mịt mờ vết rách cư nhiên xuất hiện ở Đồ Long kiếm thượng, chậm rãi lan tràn ở toàn bộ thân kiếm mà đi. Giờ phút này Dương Nghị Vân không phát hiện, trong lòng lại là nghĩ đến như thế nào đem này hai hạ ăn mệt cấp tìm trở về. Đích xác hắn có chút hỏa khí, liên tục hai kiếm đều không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại bị huyết ưng cấp dễ dàng ngăn cản chấn phá hổ khẩu. Lão tử cùng ngươi liều mạng. Dương Nghị Vân nổi giận gầm lên một tiếng, bá 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 chém giết ra mấy chục kiếm, đem hắn cả người thủ đoạn đều thi triển ra tới. Nhưng mà hắn phát hiện hắn sai rồi, ở hắn tự nhận là xảo quyệt kiếm thuật thi triển dưới, thế nhưng không hề có thương đến huyết ưng. Hơn nữa hắn mỗi một lần xuất kiếm đều tựa hồ ở huyết ưng trong mắt luôn là có thể trước tiên đoán trước đến lạc kiếm chỗ. Như thế dưới tình huống Dương Nghị Vân trong lòng kinh sợ càng sâu, đương cuối cùng nhất kiếm này ra hết sức, huyết ưng kia đỏ như máu hai mắt bỗng nhiên tỏa sáng, một trương mặt già quỷ dị cười, bỗng nhiên ra tay, bắt tay thành quyền tia chớp lấy phi thường xảo quyệt tốc độ cùng góc độ xuất kích. Chạm vào. Phốc. Dương Nghị Vân ngực thượng hung hăng ăn huyết ưng một quyền. Hắn hộc máu bay ngược đi ra ngoài, toàn bộ ngực đều bị thương. Oanh phốc, 100 mét ở ngoài Dương Nghị Vân rơi xuống đất, đại địa đều mới thôi ầm vang chấn động, hắn một mồm to máu phun ở Đồ Long kiếm thượng. Răng rắc, một tiếng như pha lê rách nát thanh âm vang lên, thanh âm rất nhỏ chỉ có Dương Nghị Vân chính mình có thể nghe thấy. Lại là cảm giác được trong tay Đồ Long kiếm chấn động. Lúc này hắn tuy rằng trong cơ thể quay cuồng, ngực bị thương, nhưng chung quy là ngoại thương. Đều không tính cái gì, như cũ phát hiện Đồ Long kiếm thượng biến hóa. Cúi đầu vừa thấy lại là phát hiện Đồ Long kiếm thượng che kín vết rách, bỗng nhiên trong lòng cả kinh, nhưng ngay sau đó hắn lại có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là Đồ Long kiếm bị huyết ưng cấp đánh hỏng rồi? Không nên a. Vài lần đả kích đều ở trên người hắn, nhưng không hề Đồ Long kiếm trên người, Đồ Long kiếm không lý do xuất hiện vết rách. Sao lại thế này? Dương Nghị Vân chịu đựng trong cơ thể quay cuồng đi trong tay dùng sức chấn động, lại là phát hiện xôn xao Đồ Long kiếm thượng bóc ra một tầng thân xác. Như là một thanh rỉ sét cổ kiếm bóc ra mặt trên rỉ sắt giống nhau. Đây là Đồ Long kiếm thoát thai hoán cốt. Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ, trong lòng vừa động từ càn khôn hồ trung triệu hồi ra một giọt sinh mệnh chi thủy một ngụm cắn nuốt mà xuống, ngay sau đó hắn ngực miệng vết thương nhanh chóng khôi phục lên. Hiện giờ sinh mệnh chi thủy so với trước kia tăng lên gấp 3, chữa trị tốc độ tự nhiên thực mau. Phía trước cấp than đen dùng một giọt, lúc này còn có 2 giọt, hắn giờ phút này không chút do dự dùng một giọt có thể thượng thương thế mau chóng khôi phục. Hắn trong lòng có chút hiểu ra, Đồ Long kiếm ở lão nhân năm đó trong miệng đều là nhìn không thấu chí bảo, thực hiển nhiên là thần ma khí cấp bậc. Chỉ là cho tới nay đều không có phát huy ra uy lực chân chính tới, đối này hắn cũng kỳ quái quá. Nhưng lại không có đi miệt mài theo đuổi. Mà hôm nay Đồ Long kiếm hấp thu hắn rất nhiều máu, giống như mở ra phủ đầy bụi, lúc này cư nhiên đã xảy ra thoát biến. Làm trò là không nghĩ tới. Hoặc là nói đây là cứu hắn sao? Thần kiếm có linh tính, giờ phút này thực rõ ràng là đạt tới một loại giải phong. Muốn nghiêu bức, hắn trong mắt Đồ Long kiếm bóc ra một tầng thân xác lúc sau, càng thêm ngân quang lộng lẫy, nội loại thấy được từng đạo cổ xưa huyền ảo khắc văn. Dương Nghị Vân rõ ràng cảm nhận được nội loại chất chứa cuồn cuộn lực lượng. Cơ hồ liền phải nổ mạnh giống nhau mà ra, đây là Đồ Long kiếm bản thân lực lượng, đây mới là Đồ Long kiếm bổn hẳn là có tướng mạo sẵn có đi. Dương Nghị Vân chấn động lúc sau, dì xét loang lổ thân xác bóc ra, từng điều khắc văn lại là ở thân kiếm thượng xuất hiện một con rồng hình thái. Ong ong ong. Trong tay Đồ Long kiếm ong ong run minh dựng lên, như là một đầu thoát vây mà ra hung thú giống nhau, mang theo hưng phấn chi ý. Dương Nghị Vân càng là bị Đồ Long kiếm thật chờ run minh cấp cảm nhiễm, đột nhiên liền chiến ý nổi lên, nhịn không được nói, ông bạn già, đây mới là người bổn hẳn là có trạng thái đi. Ong ong, Đồ Long kiếm phát ra kiếm minh thanh, như là cấp Dương Nghị Vân đáp lại. Vậy tuy ta uống huyết mà chiến, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Dương Nghị Vân nhẹ giọng mà nói. Ong ong ong, trong tay Đồ Long kiếm run rẩy không ngừng làm ra đáp lại. Tiểu tử chết đi. Lúc này huyết ưng lại là phát đi lên, mang theo diễn ngược bỗng nhiên phát thân tới,
đối với Dương Nghị Vân một chảo mà đến, thẳng đến Dương Nghị Vân đầu, đây chính là bốn chiêu. Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên bạo khởi, nhất kiếm chém ra. Chảm! Ong! Đồ long kiếm nổ vang một tiếng, lộng lấy kiếm khí đại tác phẩm chém tới, hoàn toàn đều không có bất luận cái gì lực lượng, Dương Nghị Vân chính là một ngụm tinh khí thần bạo giống. Nhưng là ngay sau đó kỳ tích đã xảy ra, vốn dĩ hắn cũng trong lòng không đế, chính là bạo khởi nhất kiếm, lại là không nghĩ tới thành công. Vèo a, ngươi! Ngay sau đó huyết ưng kêu thảm thiết, máu văng khắp nơi, một cái chụp vào Dương Nghị Vân cánh tay bị phế bỏ. Huyết ưng vẻ mặt không thể tin tưởng, đằng 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 lùi lại 7-8 mét dừng lại, nhìn Dương Nghị Vân trừng lớn trong mắt. Dương Nghị Vân trong tay đồ long kiếm tản ra cường đại kiếm khí, thân kiếm khắc văn hội tụ thành hình rồng, hơn nữa hai bên đều có, là song long quấn quanh thân kiếm bộ dáng. Giờ phút này đồ long kiếm đại biến dạng, ngân quang lộng lẫy vô cùng. Nhẹ nhàng một kiện liền đem huyết ưng một tay chặt đứt. Bực này sắc bén ngay cả Dương Nghị Vân chính mình cũng chưa nghĩ đến. Mà đối diện huyết ưng tắc càng là không thể tin tưởng. Không nghĩ tới vốn dĩ có thể nhẹ nhàng nghiền áp một nhân tộc con kiến cư nhiên trong tay còn có đại sát khí. Thần kiếm. Huyết ưng kinh hô mà ra, hắn tu luyện 5 tháng xa xăm, cũng là phi ưng vương tọa hạ cường đại nhất đại yêu, đi theo phi ưng vương thời gian rất dài, kiến thức là bất phàm. Đối với thần khí hắn là biết đến, bởi vì phi ưng vương trên người liền từng có một kiện thần khí, hơi thở cùng Dương Nghị Vân trong tay thanh kiếm này giờ phút này sợ phát ra mà ra giống nhau. Ha ha, sợ. Dương mỗ nhân có chút khoe khoang, đồ long kiếm đại biến dạng, tới một lần thoát thai hoán cốt, nhất kiếm dưới liền chặt đứt huyết ưng một chảo, làm hắn trong lòng đại chấn. Ở mọi người đều không thể sử dụng pháp lực dưới tình huống, trong tay hắn đồ long kiếm thoát thai hoán cốt liền giống như trong tay nhiều một khẩu súng lục giống nhau ưu thế. Nhìn huyết ưng khiếp sợ, Dương Nghị Vân há có thể không vui. Liên tục hai lần ở huyết ưng trong tay vấp phải trắc trở có hại, rốt cuộc ra một ngụm ác khí. Trong lòng còn nghĩ, chờ một lát đem huyết ưng chém thành bát đoạn hình ảnh. Chẳng qua tưởng tượng vĩnh viễn tốt đẹp, hiện thực lại là nhất tàn khốc. Dương Nghị Vân không nghĩ tới chính là, huyết ưng nhìn hắn hai mắt quang mang lập lòe, tràn ngập hàn ý cười lạnh nói, sợ. Ha ha, đích xác a bổn tọa đối mặt ngươi trong tay thần kiếm đích xác có như vậy một chút sợ, khá vậy chỉ thế mà thôi. Tiểu tử bổn tọa kiêng kỵ chính là ngươi trong tay thần kiếm, mà không phải ngươi. Người bực này không có thông ngộ nhân tộc tiểu tử, chính là ở tới 1.000-1.000 cái, ở bổn tọa trong mắt cũng đều là con kiến mà thôi. Đối với ngươi trong tay thần kiếm bổn tọa cũng chỉ là đại nghĩa mà thôi, đoạn bổn tọa một chảo còn thượng không đến bổn tọa căn bản, ha ha, nhưng thật ra tiểu tử ngươi cho bổn tọa một cái thật lớn kinh hỉ, này chờ thần khí ở ngươi một nhân tộc phế vật trên người cũng chỉ là bạo khiển thiên vật, vẫn là cấp bổn tọa lấy tới dùng đi. Pi, huyết ưng nói xong. Lại là phát ra một tiếng thét dài, toàn thân huyết quang đại tác phẩm, cư nhiên tại hạ một khắc hóa ra bản thể, trở thành một đầu dương cánh 3 mét huyết sắc huyết ưng. Tuy rằng tiểu nhưng lại khí thế bất phàm, chẳng qua bụng dưới thiếu một chảo. Nhưng ở chợt lóe lúc sau biến mất tại chỗ, xoát một chút hướng về đoạn chảo mà đi. Dương Nghị Vân trong lòng có dự cảm bất hảo, vội vàng huy kiếm mà thượng. Chỉ là đã muộn, lại thấy huyết ưng chợt lóe lúc sau, huyết quang ở đoạn chảo lập lòe. Này đầu nghiệt xúc cư nhiên một lần nữa tiếp thượng kết thúc chảo. Thét dài lại thiên bay lên, xoay quanh ở Dương Nghị Vân đỉnh đầu phía trên. Dương Nghị Vân nhất kiếm chém tới lại là kiếm khí nhộn nhạo mở ra thất bại. Lúc này chỉ nghe huyết ưng miệng phun nhân ngôn nói, lão nhị ngươi chờ đừng cọ sát, chém giết bọn họ. Hiển nhiên những lời này là huyết ưng đối miêu ưng cùng 8 đại thánh vệ mà nói. Pi pi pi, huyết ưng nói lạc, nơi xa từng tiếng thét dài dựng lên. Dương Nghị Vân nhìn đến miêu ưng cùng 8 đại phi ưng thánh vệ cư nhiên tất cả đều biến thân thành bản thể, bay vọt ở thiên. Giờ phút này Dương Nghị Vân sắc mặt âm trầm. Hắn biết cái này khả năng càng thêm nguy hiểm, hiển nhiên này đó bẹp mao xúc sinh muốn toàn lực chém giết. Đều là trường cánh lúc này bản thể sau khi xuất hiện, chúng nó ưu thế đem toàn bộ bộc phát ra tới. Chi chi, giống giống, Điêu Nhi cùng cá trạch bay vọt dựng lên lại là chém giết ở khởi. Thử vương nhưng không có gì cánh, giờ phút này dưới mặt đất lo lắng xuông, mà than đen còn lại là như cũ gắt gao dây dưa ở kia chỉ anh vũ. Dương Nghị Vân nhìn lại tình huống không lạc quan. Tạm thời nhìn lại còn có thể ứng phó, nhưng hắn biết ăn căng không được bao lâu. Hơn nữa huyết ưng cũng không có cho hắn thở dốc cơ hội, ở giữa không trung một tiếng thét dài đối với hắn bay vọt vọt tới.
Bẹp mau xúc sinh. Dương Nghị Vân tức giận nhất kiếm đối với hướng hắn vào tới huyết ưng nhất kiếm chém tới. Kiếm khí mấy chục trượng đại tác phẩm, nhưng đi là. Hừ. Một tiếng hừ lạnh lúc sau, huyết ưng hai tròng mắt trung huyết quang bỗng nhiên đại tác phẩm chói mắt vô cùng, Dương Nghị Vân trong nháy mắt thấy được huyết ưng hai mắt. Lại là nháy mắt cảm giác có chút không thích ứng. Chói mắt huyết quang dưới, Dương Nghị Vân theo bản năng nhắm mắt. Cũng chính là chớp một chút đôi mắt mà thôi, nhưng hắn lại mở mắt nhìn lại thời điểm, lại là. Trong lòng nhìn không được mạo khí lạnh. Bởi vì hắn thấy được thượng trăm đầu huyết ưng xuất hiện ở đỉnh đầu phía chân trời. Phân thân. Không có khả năng, liền tính là vận dụng phân thân cũng yêu cầu pháp lực đi ngưng tụ, mà hiện tại nơi này một phương thế giới áp chế pháp lực thi triển không ra, không có khả năng là phân thân. Chẳng lẽ, Dương Nghị Vân nhớ tới vừa rồi huyết ưng kia từng đôi đồng chói mắt. Hắn có thể xác định tất nhiên là huyết ưng hai mắt có vấn đề. Này đầu xúc sinh kêu hai mắt huyết ưng, có hai mắt tồn tại, nghĩ đến hai mắt là huyết ưng sinh ra đã có sẵn nào đó thiên phú. Như thế dưới tình huống nhìn hắn một cái, hiện tại liền thành mấy trăm đầu huyết ưng xoay quanh phía chân trời tình huống. Này nhất định là chúng chiêu. Dương Nghị Vân phân biệt không tới kia một đầu là chân chính huyết ưng bản thể tới. Không có đều phi thường chân thật. Làm hắn khiếp sợ chính là, chính mình càn khôn chi trước mắt, cũng nhìn không ra tới. Hai mắt huyết ưng, tên thật không phải nói không. Cái này phiền toái. Dương Nghị Vân trong lòng cười khổ, hắn kỳ thật rõ ràng, trong tay có đồ long kiếm, huyết ưng không dám chính diện cùng hắn chém giết, nhưng hiện tại xuất hiện đầy trời huyết ưng, hiển nhiên này đầu xúc sinh là muốn mê hoặc hắn. Hạ ám chiêu. Mấu chốt là hắn còn không có biện pháp. Càn khôn chi mắt có thể sử dụng, nhưng lại là ở huyết ưng trên người mất đi hiệu quả. Thông ngộ tam trọng thiên hai mắt huyết ưng, quả nhiên khó chơi. Dương Nghị Vân không ngừng huy kiếm kiếm khí dưới, một đầu đầu tới gần huyết ưng bị hắn đánh tan, nhưng hắn biết đây đều là biểu hiện giả dối, là hắn nhìn đến huyết ưng hai mắt lúc sau chúng chiêu thể hiện, chân chính tình huống có thể là hắn ở phách chém không khí. Mà ở bực này thời điểm, chỉ cần chân chính huyết ưng bản thể tìm được cơ hội tới gần, hắn chính là bản thượng thịt cá. Phía trước còn nghe được này đầu xúc sinh nói chuyện muốn đoạt lấy hắn trong tay đồ long kiếm. Hiện tại xem ra, này đầu xúc sinh tốt xính. Lúc này chỉ nghe một tiếng đắc ý cười lạnh vang lên, ha ha, tiểu tử, tuy rằng pháp lực vận dụng không cần, nhưng bổn tọa chính là loài chim bay, ưu thế so ngươi cường, càng có sinh ra đã có sẵn hai mắt tồn tại, muốn đùa chết ngươi, một giây đều có thể. Hiện tại chuẩn bị tiếp thu bổn tọa lửa giận đi. Pi pi pi. Nháy mắt đầy trời huyết ưng thét dài từ bốn phương tám hướng đánh sâu vào xuống dưới. Dương Nghị Vân trong lòng chua xót, trong tay có sát khí, nhưng hiện tại cư nhiên dùng không đến địa phương thượng, thật sự là buồn bực. Này với hắn mà nói chính là một cái vô pháp phá giải chi cục. Cứ việc dùng hết toàn lực đi huy động trong tay đồ long kiếm, nhưng như cũ có hại. T. Oanh. Phốc. Trên cổ tay tê dần, trong tay đồ long kiếm rời tay mà ra. Ngay sau đó một tiếng ầm vang sau lưng đòn nghiêm trọng, Dương Nghị Vân hộc máu bay đi ra ngoài vài trăm thước. Chạm vào. Hắn một chút đánh vào cây ngô đồng thượng. Máu tươi đầm đìa nhiễm hồng cây ngô đồng thân cây. Pi. Huyết ưng tràn ngập đắc ý thét dài mà đến. Dương Nghị Vân trơ mắt nhìn huyết ưng từ trên trời giáng xuống đối với hắn một chảo mà xuống. Muốn xong đời a. Dương Nghị Vân có chút tuyệt vọng nhắm mắt. Trốn đều tới không vội. Bất quá. Oanh. Một cổ trọng thiên cường đại hơi thở từ phía sau bùng nổ. A. Huyết ưng kêu thảm thiết một tiếng. Dương Nghị Vân bỗng nhiên mở hai mắt nhìn lại. Lại là phát hiện đầy trời huyết ưng biến mất không thấy. Một đầu đoạn cánh hộc máu huyết ưng liền nằm ở hắn trước người không xa ở dãy giụa. Mà. Phía sau xuất hiện đại động tĩnh. Cây ngô đồng cư nhiên bộc phát ra cường đại hơi thở, lại yêu khí, hơn nữa ngũ quang thập sắc trông rất đẹp mắt. Không đúng. Đây là cường đại yêu khí a. Một gốc cây thần thụ không có khả năng phát ra bực này hơi thở yêu khí. Dương Nghị Vân trong lòng đại động. Chẳng lẽ còn có cao thủ xuất hiện cứu hắn? Liền tại đây một khắc, một tiếng thét dài vang vọng ở toàn bộ phía chân trời. Pi. To lớn vang dội thanh triệt. Nhưng lại bất đồng với bất luận cái gì loài chim bay tiếng kêu, tràn ngập uy áp nhưng lại rất êm tai. Là, tiếng phượng hót, Dương Nghị Vân vội vàng quay đầu lại nhìn lại. Lại thấy cây ngô đồng thượng bảy màu vầng sáng càng thêm lóa mắt. Ngay sau đó một tiếng quen thuộc thanh âm vang lên.
ca, ca ca. Dương Nghị Vân cả người đều là một đại chấn, bột miệng thốt ra, san hồng. Ca. Dứt lời chi gian một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài từ thất thải quang mang thật lớn cây ngô đồng thân cây môn hộ đi ra. Nhưng còn không phải là hắn vẫn luôn đều đang tìm kiếm tiểu phượng hoàng Dương San Hồng là của ai. San Hồng thật là ngươi. Dương Nghị Vân giãy giụa đứng dậy cả người đều đang run rẩy. Kia một năm hắn trộm cướp một quả trứng phượng hoàng. Kia một năm phượng hoàng xuất thế, hóa thành một cái búp bê sứ tiểu nữ hài. Kia một năm nàng nói ta có thể kêu ca ca ngươi sao? Hắn nói, hảo, cầu mà không được, cho ngươi đặt tên Dương San Hồng. Ca ta rốt cuộc tái kiến ngươi. Tiểu Phượng Hoàng vội vàng đi đến Dương Nghị Vân bên người nâng hắn, tay nhỏ vung lên dưới Dương Nghị Vân trên người thương thế toàn bộ khôi phục. Dương Nghị Vân đi vào nơi này nhìn đến cây ngô đồng thời điểm, đương hắn nhìn đến cây ngô đồng thời điểm, trong óc liền nghĩ đến Tiểu Phượng Hoàng. Nhưng lại là tuyệt đối không có nghĩ tới Tiểu Phượng Hoàng lại ở chỗ này. Bởi vì ngay từ đầu cũng đều không có phát hiện cây ngô đồng thượng có sinh mệnh dấu hiệu tồn tại. Mà nay tận mắt nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng cư nhiên từ cây ngô đồng thân cây đi ra, thế mới biết Tiểu Phượng Hoàng ở cây ngô đồng bên trong, thực hiển nhiên cây ngô đồng nội có càn khôn. Dương Nghị Vân không nghĩ ra Tiểu Phượng Hoàng là như thế nào xuất hiện ở cây ngô đồng nội, chẳng lẽ là bị Phi Ưng Vương chộp tới. Ngẫm lại cũng không có khả năng. Dù sao hắn không nghĩ ra, cũng không hề suy nghĩ, hắn chỉ cần biết rằng Tiểu Phượng Hoàng rốt cuộc xuất hiện như vậy đủ rồi. Mấy ngàn năm không gặp hiện giờ Tiểu Phượng Hoàng, ở Dương Nghị Vân trong mắt hoàn toàn thành Phượng Hoàng. Vừa rồi kia dọa người hơi thở hòa khí chàng, thuyết minh hết thảy. Tiểu Phượng Hoàng tất nhiên là ở phi thăng tiên giới lúc sau, có một phen cơ duyên. Vua của muôn loài chim thần cầm Phượng Hoàng, thành San Hồng. Dương Mẫu Nhân trong lòng kích động. Nhìn đến Tiểu Phượng Hoàng thiên ngôn vạn ngữ hối thành hai chữ. Hắn kinh ngạc chấn động, hôm nay San Hồng đã không còn là năm đó Tiểu Phượng Hoàng, tay nhỏ tùy ý vung lên dưới, trên người hắn cảm thấy ấm áp cảm giác, lại là trên người thương thế toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu. Hắn cảm nhận được pháp lực dao động. Tựa hồ Tiểu Phượng Hoàng ở chỗ này có thể sử dụng pháp lực. Ca ngươi, Tiểu Phượng Hoàng vừa muốn nói chuyện, lại là nơi xa Điêu Nhi một tiếng thét chói tai đánh gãy nàng. Chi? Dương Nghị Vân sắc mặt biến đổi thấy được Điêu Nhi từ giữa không trung tin tức, vội vàng đối Tiểu Phượng Hoàng nói, San Hồng mau cứu Điêu Nhi, giết những cái đó phi ưng. Trung quy ở Miêu Ưng trên tay, Điêu Nhi cùng cá trạch đều không phải đối thủ, Điêu Nhi có hại, cá trạch tuy rằng ngạnh khiêng nhưng giống như cũng chỉ là có thể kháng, nhìn qua bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Ca, ngươi đừng có gấp, ta tới xử lý. Tiểu Phượng Hoàng nhìn về phía chân trời nhíu mày, đối với Dương Nghị Vân nói xong. Lại là toàn thân quang mang đại tác dựng lên, trong nháy mắt hóa thành Phượng Hoàng bản thể. Lúc này Tiểu Phượng Hoàng ở Dương Nghị Vân trong mắt hóa thành đầu gà, yến cằm, xà cổ, quy bối, đuôi cá, lân trước lộc sau, đầu rắn đuôi cá. Mãn thượng tất cả đều là hoa lệ, tràn ngập sắc thái, so với năm đó còn phải đẹp. Đây mới là chân chính Phượng Hoàng đi. Pi, một tiếng Phượng Minh vang vọng toàn bộ phía chân trời. Tiểu Phượng Hoàng bay lượn với phía chân trời. Một đạo vầng sáng mà đi đem Điêu Nhi tiếp được đưa đến Dương Nghị Vân bên người, Dương Nghị Vân vội vàng đem Điêu Nhi kế tiếp, xem xét một chút Điêu Nhi thương thế cũng không trọng, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Ngay sau đó nhìn lại, giữa sân đã xảy ra phản ứng nhiệt hạch. Một đầu phi ưng thánh vệ ở Tiểu Phượng Hoàng hóa ra bản thể kêu to lúc sau, rên rỉ lên, lại là thân thể đều ở phát run, bùm bùm như sau sủi cảo giống nhau từ giữa không trung rơi xuống, tất cả đều tin tức ở trên mặt đất. Cũng may đều là cường đại yêu tiên không ngã chết, nhưng lại đối với Tiểu Phượng Hoàng nằm sấp xuống, một đám đều ở phát run. Ngay sau đó cường đại Miêu Ưng cũng không ngoại lệ, một đầu tin tức mà xuống chạm vào một chút nền ở đại địa. Nơi xa lều lớn điểu cùng anh Vũ càng là than khóc mà kêu, đình chỉ chém giết, đồng dạng hướng tới phía chân trời Tiểu Phượng Hoàng thấp hèn điểu đầu. Bị Tiểu Phượng Hoàng bị thương nặng xuất huyết nội hóa thành bản thể nằm trên mặt đất, giãy giụa bò dậy cúi đầu. Dương Nghị Vân sợ ngây người, này đó loài chim bay nhìn lại tất cả đều là chiều bái bộ dáng. Chiều bái Tiểu Phượng Hoàng. Phượng Hoàng vì loài chim bay chi vương, nhưng thật ra ngẫm lại cũng không kỳ quái. Trong sân một hồi chém giết cứ như vậy kết thúc. Cá trạch từ phía chân trời bơi lội mà đến về tới Dương Nghị Vân bên người. Chủ nhân này chỉ Phượng Hoàng chính là ngài trong miệng thường nhắc mãi Tiểu Phượng Hoàng sao. Nàng hơi thở phi thường cường đại. Nhưng cùng tiểu không dính biên a cá trạch thực cảm thán,
cũng có chút phiền muộn, lại nói tiếp đều là đứng đầu thần thú, hắn chính là côn bằng A, tính lên so Phượng Hoàng muốn nhiều ít nhiều. Nhưng mà hôm nay lại bị một đám bẹp mau xúc sinh khi dễ, không hề biện pháp, cá trạch tâm linh thượng chịu đả kích. Hơn nữa nguy cơ cảm cũng xưa nay chưa từng có cường đại, chủ nhân bên người linh sủng một cái so một cái cường đại, hắn trước kia còn ngạo khí chính mình là côn bằng, hiện giờ lại là cảm giác hắn thực nhỏ yếu, không được, cần thiết cường đại hơn, nếu không về sau càng ngày càng không địa vị. Dương Nghị Vân nghe ra cá trạch mất mát, lại là cười cười nói, đúng vậy, hắn chính là tiểu Phượng Hoàng, cũng là ta muội Dương San Hồng, nhìn qua nàng phi thăng tiên giới lúc sau có kỳ ngộ, Phượng Hoàng vốn chính là thần cầm chi vương, đảo cũng không kỳ quái. Ngươi cũng không cần uể oải, ngươi xuất thế mới bao lâu, tiểu Phượng Hoàng xuất thế sau ngươi sớm vài ngàn năm, ngày sau hảo hảo nỗ lực, ta tin tưởng ngươi cũng có thể biến phi thường cường đại. Ân, ta chính là đường đường côn bằng, thần thú trung vương giả, nhất định sẽ, một ngày nào đó ta sẽ so tiểu Phượng Hoàng càng uy phong. Cá trạch đã chịu Dương Nghị Vân cổ vũ, trong lòng dễ chịu nhiều, phi thường kiên định nói. Tiểu Phượng Hoàng rốt cuộc trở về, ha ha, nhìn xem này đó bẹp mau xúc sinh, một đám đều dọa nằm sấp xuống thử vương đã đi tới, cười lớn nói chuyện, tại hạ giới thời điểm hắn cùng tiểu Phượng Hoàng đều là lão người quen, hiện giờ tiểu Phượng Hoàng xuất hiện hắn cũng cao hứng. Chi chi Phượng Hoàng thật xinh đẹp, hì hì Điêu Nhi ở Dương Nghị Vân trong lòng ngực cũng nói chuyện. Dương mẫu nhân đồng dạng nhìn phía chân trời phía trên tiểu Phượng Hoàng, nhếch miệng mà cười, hắn kỳ thật trong lòng so với ai khác đều cao hứng, bởi vì tiểu Phượng Hoàng trưởng thành như thế như cũ còn hắn một tiếng ca ca. Hắn lo lắng quá lãng phí thần tiên giới lúc sau hết thảy quan hệ đều sẽ đoạn rớt, hiện tại xem ra là hắn nhiều lo lắng. Thử vương như thế, tiểu Phượng Hoàng cũng như thế. Nhìn một đám thông ngộ cấp bậc ưng tộc quỳ dạp trên mặt đất nhẹ nhàng phát run run rẩy. Dương Nghị Vân càn khôn chi trước mắt thấy được tiểu Phượng Hoàng trên người phát ra mà ra bao phủ ở một đám loài chim bay trên người năm màu hơi thở, hắn biết kia hẳn là thuộc về Phượng Hoàng hơi thở uy áp. Không nói đến tiểu Phượng Hoàng vốn chính là thần cầm chi vương, hiện giờ thoạt nhìn nàng tu vi cũng không yếu, ít nhất hắn nhìn không thấu hôm nay tiểu Phượng Hoàng. Phượng Hoàng vừa ra, sở hữu khó khăn đều giải quyết. Không trong chốc lát tiểu Phượng Hoàng vầng sáng tan đi từ không trung phi thân xuống dưới. Lại lần nữa hóa thành hình người, đi tới Dương Nghị Vân bên người. Mà giờ phút này trên mặt đất nằm bò huyết ưng, miêu ưng, anh vũ, chim đại bàng, tám đại phi ưng thánh vệ, cũng ở ngay sau đó đều hóa thành hình người. Chẳng qua một đám đều hai đầu gối quỳ trên mặt đất cúi đầu không lên. Ca, có thể hay không vòng qua bọn họ tánh mạng, tính lên ta cũng là được phi ưng sơn một mạch chỗ tốt, coi như là còn một phần nhân quả với chúng nó. Tiểu Phượng Hoàng đi vào Dương Nghị Vân bên người chỉ một bên quỳ trên mặt đất huyết ưng trời yêu nói. Dương Nghị Vân nghe Tiểu Phượng Hoàng nói chuyện, cười nói, theo lý thuyết làm thịt bọn họ đều không quá, bất quá người nói vòng qua bọn họ, vậy vòng qua bọn họ, nhưng cũng muốn xem bọn họ biểu hiện. Dương mẫu nhân ăn mệt, tử tội nhưng vòng, tội sống khó tha, sao có thể dễ dàng buông tha bọn họ. Chỉ cần vòng bọn họ tánh mạng, hết thảy chỉ bằng ca ca làm chủ. Tiểu Phượng Hoàng thực dứt khoát nói. Hảo, vậy hỏi một chút bọn họ, có nguyện ý hay không cho chúng ta vân môn hiệu lực? Dương mẫu nhân chuyện vừa chuyển nói xong lại là cảm thấy chính mình có phải hay không nói quá trắng ra, vội vàng bổ sung kêu thảm nói, San Hồng A, ngươi là không biết chúng ta vân môn ở tiên giới thành lập, nhưng không có cao thủ A, ngươi ca ta bị người ta khi dễ thảm, cho nên yêu cầu thông ngộ cấp bậc cao thủ hiệu lực. Có người khi dễ ca ca, San Hồng giúp ca ca báo thù. Tiểu Phượng Hoàng ánh mắt sắc bén chợt lóe rồi biến mất nói, ngay sau đó gật đầu nói, bọn họ mấy cái nghĩ đến là nguyện ý. Tiểu Phượng Hoàng nói chuyện ánh mắt dừng ở huyết ưng mấy cái đại yêu trên người, trầm ngâm nói, ta ca lời nói, nhưng nghe được. Ngươi chờ có bằng lòng hay không vì vân môn hiệu lực. Lúc này chim đại bàng kích động phấn khởi nói, khởi bẩm Phượng Hoàng, ta kêu Than Đen, đã sớm là chủ nhân dưới tòa chim đại bàng. Than Đen trong lòng kích động a. Hắn không nghĩ tới cây ngô đồng trung gia Phượng Hoàng. Phượng Hoàng là cái gì? Đó là biểu tình chi vương, thế gian loài chim bay toàn lấy Phượng Hoàng vì vương. Chỉ cần là loài chim bay đối mặt Phượng Hoàng đều có trời sinh huyết mạch huy áp tồn tại, đây là thâm nhập linh hồn huyết mạch huy áp, vừa rồi Phượng Hoàng tản mát ra Phượng Hoàng huy áp, thiếu chút nữa làm hắn trái tim đều nhảy ra yêu hồn đều phải tan rã, căn bản là nhấc không nổi bất luận cái gì phản kháng ý niệm. Nghiêu chính là Phượng Hoàng cư nhiên là chủ nhân Dương Nghị Vân người, vẫn là Dương Nghị Vân muội muội, ha ha, Than Đen trong lòng nhịn không được tưởng cuồng tiếu,
trong lòng thẳng hô kiếm lớn. Về sau có thể thường xuyên cùng Phượng Hoàng giao lưu a. Đây là mỗi một cái loài chim bay đều biết Phượng Hoàng ý nghĩa cái gì, có thể đi theo Phượng Hoàng bên người có khả năng đạt được chỗ tốt là vô hạn. Anh Vũ, Huyết Ưng bọn họ trước kia ở Phi Ưng Vương tòa hạ đều là lão đại, hiện tại thân phận có thể biến đổi, ha ha, Than Đen nghĩ hắn đã sớm trở thành chủ nhân dưới tòa Than Đen, lúc này Phượng Hoàng xuất hiện mở miệng, hắn liền nhìn không được phát ra tiếng, phi thường có cảm giác về sự ưu việt. Than Đen đứng lên đi, Dương Nghị Vân cười cười ý bảo Than Đen đứng dậy, đối tiểu Phượng Hoàng nói, hắn không phải thuần huyết chim đại bàng, phía trước liền thành người một nhà. Tiểu Phượng Hoàng gật đầu vung tay lên một đạo vầng sáng dừng ở Than Đen trên người. Tức khắc Than Đen cả người như núi làm uy áp biến mất, vội vàng đứng dậy nói lời cảm tạ, đa tạ Phượng Hoàng đa tạ chủ nhân. Than Đen xưng hô Phượng Hoàng tên, kỳ thật là loài chim bay đối Phượng Hoàng tốt nhất tôn xưng, đảo cũng cảm thấy không có gì. Nhưng Dương Nghị Vân không biết, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói, cái gì Phượng Hoàng, về sau kêu nhị tiểu thư. À là, chủ nhân ta đã biết. Về sau kêu nhị tiểu thư. Than Đen tuy rằng không rõ nguyên do, vì cái gì chủ nhân muốn cho kêu Phượng Hoàng nhị tiểu thư, nhưng giờ phút này hắn chỉ biết đáp ứng, sẽ không hỏi vì cái gì, hỏi nhiều lời nhiều đều là sai, nghe lời so cái gì đều quan trọng. Than Đen tự nhiên không biết nhị tiểu thư cái này xưng hô là, Dương Nghị Vân còn có cái muội muội là Dương Khoan Thai, mà tiểu Phượng Hoàng hắn đặt tên Dương San Hồng, như vậy luận thật đúng là Dương gia nhị tiểu thư. Các ngươi mấy cái đâu? Cái này nói thật, tiểu Phượng Hoàng nhìn về phía Huyết Ưng chờ đại yêu. Ta chờ nguyện đi theo Phượng Hoàng, hiệu lực vân môn. Huyết Ưng cùng Miêu Ưng đều đang run rẩy nói chuyện, Phượng Hoàng đó là loài chim bay chi vương a. Đối thượng Phượng Hoàng bọn họ không có bất luận cái gì phản kháng ý niệm. Trong lòng khiếp sợ đó là hoàn toàn mộng bức, ai cũng không nghĩ tới ở Phi Ưng cấm địa bên trong, cư nhiên có một đầu thần cầm Phượng Hoàng tồn tại, cũng suy nghĩ cẩn thận. Vì cái gì lịch đại ưng vương tiến vào một chuyến cấm địa ra tới liền tu vi tăng nhiều, nguyên lai cấm địa bên trong là có Phượng Hoàng dạy dỗ. Bất quá có một chút Huyết Ưng chờ đại yêu không nghĩ ra chính là, vì cái gì này đầu thần cầm Phượng Hoàng cùng Dương Nghị Vân nhận thức. Lại còn có kêu Dương Nghị Vân vì ca ca, hai người lấy huynh muội tương xứng. Đánh vỡ đầu đều không nghĩ ra. Bất quá cũng không dám hỏi. Lúc này liền tính là Phượng Hoàng một câu, làm cho bọn họ đi tìm chết, bọn họ cũng đến đi. Chỉ là đi theo Dương Nghị Vân gia nhập vân môn hiệu lực, này kỳ thật đối bọn họ mấy cái đại yêu tới nói là một loại ban ân. Thế gian loài chim bay đều lấy đi theo ở Phượng Hoàng bên người tu hành vì vinh, nhưng thế gian loài chim bay hàng tỷ nhiều, lại có mấy cái có đi theo Phượng Hoàng tư cách. Hiện giờ Phượng Hoàng mở miệng, bọn họ 10 vạn cái nguyên nhân, tin tưởng liền tính là ưng vương ở đây, cũng sẽ đi theo Phượng Hoàng. Đều là tu luyện thành công đại yêu, hơn nữa tiếp xúc đến đại đạo đại yêu. Đối với loài chim bay nhất tộc một ít tân bí, tu luyện tới rồi bọn họ cái này trình tự nhiên có thể biết được một ít, dựng lên huyết mạch ký ức đều sẽ có tác động xuất hiện. Có thể đi theo Phượng Hoàng, cầu mà không được. Đến nỗi Dương Nghị Vân nói vân môn, không sao cả, chỉ cần có Phượng Hoàng ở, đi địa ngục bọn họ đều đi theo đi. Ngươi chờ ngày sau nguyện trung thành đối tượng, không phải ta, chính là ta đại ca Dương Nghị Vân, nhưng minh bạch. Tiểu Phượng Hoàng mày nhăn lại nói. A là. Minh bạch. Huyết Ưng đi đầu bái Dương Nghị Vân, bái kiến chủ nhân. Dương mẫu nhân tuy rằng bị Huyết Ưng bị thương nặng rất nhiều lần, nhưng hiện tại nhìn quỳ gối ở trước mắt Huyết Ưng chờ đại yêu, lại là tiêu tán oán khí. Thông ngộ tam trọng thiên đại yêu a. Toàn bộ tiên giới cũng không nhiều lắm, cuối cùng là thuộc hạ có cao thủ. Đương nhiên hắn cũng biết Huyết Ưng chờ đại yêu năng thần phục tất cả đều là bởi vì tiểu Phượng Hoàng. Nhưng thì tính sao? Hắn vẫn là Phượng Hoàng ca ca đâu. Nghĩ đến đây Dương mẫu nhân vui tươi hớn hở cười nói, đều đứng lên đi, phía trước ân oán xóa bỏ toàn bộ. Đến tận đây thông ngộ tam trọng thiên đỉnh Huyết Ưng, tam trọng thiên Miêu Ưng, nhị trọng thiên Anh Vũ, tám nhất trọng thiên Phi Ưng Thánh Vệ tất cả đều họ Dương. Một hồi nguy cơ cũng hóa giải. Tiểu Phượng Hoàng trở về. Nhận lấy Huyết Ưng chờ đại yêu hậu, Dương Nghị Vân mới hỏi Tiểu Phượng Hoàng nói. San Hồng ngươi có phải hay không bị Phi Ưng Vương trảo vào nơi này cấm địa? Tiểu Phượng Hoàng sửng sốt, ngay sau đó nói, ca, không phải, ta năm đó phi thăng lúc sau, lại là chính mình cũng không rõ ràng lắm sao lại thế này, trực tiếp liền đến cây ngô đồng bên trong không gian tu luyện, sau lại theo huyết mạch tăng lên tu vi tăng lên, một ít huyết mạch ký ức mở ra, ta mới là ta có thể xuất hiện ở chỗ này,
kỳ thật đều là ta tổ tiên đã sớm an bài tốt, cái này thần ưng khung xương chính là ta tổ tiên bên người thân vệ. Trong trí nhớ Phượng Hoàng nhất tộc tao ngộ quá lớn biến, tổ tiên liền an bài thần ưng vệ mang theo cây ngô đồng hạ giới, tới rồi nơi này, rồi sau đó thần ưng ngã xuống lấy chính mình thần thể tài bồi cây ngô đồng, kỳ thật chính là cấp Phượng Hoàng hậu bối chuẩn bị. Hết thảy đều có định số, ta đi lộ tựa hồ là tổ tiên sớm đã có an bài, vẫn luôn ở cây ngô đồng tu luyện, đến thẳng hôm nay các ngươi xuất hiện. Tiểu Phượng Hoàng chính là Tiểu Phượng Hoàng, thần cầm chi vương danh hào không phải đến không. Dương Nghị Vân nghe xong Tiểu Phượng Hoàng giảng thuật, mới biết được, nàng một phi thăng liền đến nơi này tu luyện, hơn nữa nghe tới là huyết mạch chỉ dẫn tới rồi nơi đây. Cũng không có chịu tội gì, một đường khai quải giống nhau tu luyện đến nay. Dựa theo Tiểu Phượng Hoàng cách nói, nơi này cây ngô đồng, hấp thu một khối thần ưng thi thể lực lượng, mà nàng còn lại là hấp thu ngô đồng thần thụ lực lượng tu luyện. Khó trách hôm nay nàng vừa ra tràng, thông ngộ tam trọng thiên huyết ưng từ từ đại yêu tất cả đều quỳ. Cùng Điêu Nhi so sánh với, Tiểu Phượng Hoàng phi thăng tiên giới lúc sau xuôi gió xuôi nước. Dương Nghị Vân cũng rất cao hứng, không bị tội chính là chuyện tốt. Lẫn nhau lưu quá từng người tình trạng, Dương Nghị Vân lúc này mới hỏi Tiểu Phượng Hoàng nói, nơi này nhưng có thể đường đi ra ngoài, này một phương không gian ta phát hiện chỉ vào không ra, chúng ta nếu muốn biện pháp đi ra ngoài, mặt khác đại yêu khả năng đều ở dị vực giới, nếu muốn biện pháp tìm được bọn họ mới được. Tiểu Phượng Hoàng gật gật đầu nói, đại ca yên tâm, xem ta. Nghe Tiểu Phượng Hoàng tràn ngập tự tin lời nói, Dương Nghị Vân yên tâm, cười gật đầu. Tuy rằng không hỏi Tiểu Phượng Hoàng hiện giờ cái gì tu vi thực lực, nhưng có thể đem thông ngộ tam trọng thiên huyết ưng cấp nghiền áp, tự nhiên là không tầm thường. Hơn nữa Tiểu Phượng Hoàng có thể ở chỗ này vẫn luôn tu luyện, nghĩ đến đối nơi này tự nhiên ngay lập tức, đường đi ra ngoài, không thành vấn đề. Quả nhiên Tiểu Phượng Hoàng ngay sau đó, vung tay lên trong tay xuất hiện một đạo đủ mọi màu sắc ngọn lửa, tức khắc bay về phía cây ngô đồng mà đi. Ầm vang! Một tiếng nổ vang lúc sau, cây ngô đồng lóng lánh nổi lên vầng sáng. Ngay sau đó Dương Nghị Vân liền cảm nhận được này một phương không gian vô hình chung như là thổi qua một trận gió to, lại như là có cái gì lực lượng co rút lại mà đi tiến vào cây ngô đồng trong vòng. Pháp lực áp chế tại đây một khắc buông ra. Quả nhiên chỉ nghe Tiểu Phượng Hoàng mở miệng nói, pháp lực cấm chế đã cười ra, đại gia đi không chung, khối này thần ưng khung xương sẽ tiêu tán. Mọi người nghe được Tiểu Phượng Hoàng nói chuyện, phi thân tới rồi giữa không chung.